Sa Vưu vẫn như cũ cuồng tiếu không ngớt, hưng phấn nói. Quá cường đại, cổ lực lượng này quá cường đại, ta thích. Hắn cười to vài tiếng, đứt quảng, phun không ít huyết, hiển nhiên bản thân thụ thương cũng không nhẹ. Lý Vân Tiêu nói. Đừng quá đắc ý, người nọ còn chưa chết. Cái gì? Tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, lúc này trong nghìn dặm mênh mông không bóng người, hơn nữa bị một kích kinh thiên vừa rồi nuốt hết, làm sao cũng không có khả năng sống sót a. Mặc dù là chấp chính tư, cũng là người không phải là thần a. Trong lòng Sa Vưu cũng chấn động mãnh liệt, trợn to tròng mắt nhìn lại. Một chiêu vừa nãy, tuy rằng lý trí nghĩ tất thắng, nhưng trong lòng khẩn trương lại làm thế nào cũng đuổi không đi. Trên trời cao đột nhiên hiện lên một đạo kim mang, bắn ra hà quang vạn trượng, một mảnh ba đào đẩy ra. Ở bên trong kim quang phập phồng kia, một thanh huyền khí hình đại đao chìm nổi bất định. Phốc! Một ngụm máu tươi từ phía sau thanh đao sái hướng trời cao. Đột nhiên có một cánh tay khô lâu màu vàng nắm chuôi đao, mạnh mẽ giơ lên. Vạn đạo kim quang phi bắn, như liệt dương lăng không. Chi! Mọi người đều hoảng hốt, không ngừng run rẩy. Phi thanh đã hoàn toàn thay đổi, nửa người trên mất đi tảng lớn huyết nhục, lộ ra khung xương màu vàng, phía trên chớp động vô số phù văn. Lý Vân Tiêu cũng dị thường kinh hãi, thất thanh nói. Tài quyết chi nhận. Bốn chữ này giống như sấm sét, vang dội ở trái tim mỗi người, toàn bộ Long gia trưởng lão run rẩy, vẻ mặt kinh khủng. Bốn phía tài quyết chi nhận, vô số tử hắc quang mang di động, từng vòng xoay chuyển phong vân. Trong lòng Sa Vưu kinh hãi, đao kia chỉ là xem một chút, liền có một loại sợ hãi lan tràn. Điều này sao có thể? Lão tử có chân long pháp thân, làm sao còn có thể sợ hãi? Hắn không thể tin được, bỗng nhiên kêu to nói. Lý Vân Tiêu, tài quyết chi nhận này rốt cuộc là cái gì? Thân thể Lý Vân Tiêu chấn động, phục hồi tinh thần lại nói. Tài quyết chi nhận nghìn vạn lần không thể đón đỡ. Nó chỉ là một lưỡi dao chứa đựng lệ khí, cung phụng ở trong thánh vực, giết vô số cường giả, đồng thời hút vô ích máu huyết cùng oán khí, quanh năm suốt tháng tụ tập xuống mới có uy thế kinh khủng như hôm nay. Sa Vưu thoáng chấn định lại nói. Thì ra là thế, thảo nào có cảm giác kinh khủng như vậy, lưỡi dao vừa ra, toàn bộ thế giới tựu như tu la luyện ngục, khiến người khiếp sợ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, trầm giọng nói. Tuyệt thế cường giả chết ở dưới chuôi đao kia có thể nói vô số, chính là lợi khí mà thánh vực tài quyết thiên hạ, tên cổ là tài quyết chi nhận, chuôi đao này bản thân chính là một ngôi mộ cường giả. Sa Vưu cảnh giác, lạnh lùng nói. Nếu chỉ là lệ khí cùng oán khí, ở dưới long tức của ta cũng có thể phá nát a. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Nghìn vạn lần không thể khinh thường, chuôi đao này mặc dù không phải là thánh khí, nhưng sợ là thánh khí cũng khó chống lại. Mặt phi thanh bong ra từng màng lớn, lộ ra kim cốt, khuôn mặt đáng ghét, nhưng đôi mắt sát ý vô tận kia lại từ từ khôi phục, lãnh tĩnh không gì sánh được nói. Lý Vân Tiêu, mặc dù là lúc này, ta vẫn như cũng nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần theo ta quay về thánh vực, một đao này ta có khả năng thu hồi. Lý Vân Tiêu tính táo phân tích nói. Muốn vận dụng tài quyết chi nhận, nhất định phải có ba vị chấp chính tư trở lên đồng ý. Người hơn phân nửa là một mình mang ra thánh vực, một khi vận dụng tất sẽ bị phát hiện. Hơn nữa nhận này uy lực quá lớn, lấy trạng thái của ngươi thời khắc này, cho dù có đại la kim cốt cũng chưa chắc khiêng nổi. Phi Thanh nói, nhận này ta dùng qua chẳng biết bao nhiêu lần, còn sợ bị người phát hiện sao, hơn nữa phương pháp sử dụng nhận này cùng huyền khí phổ thông tịnh không giống nhau, phản phệ chỉ là vô căn cứ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, nếu như ngươi nói, đối với mình không hề tai hại, ngươi sẽ nói điều kiện với ta sao? Vi Thanh, ngươi đánh giá thông minh của mình quá cao rồi. Trên mặt Vi Thanh hiện lên tức giận, cắn răng nói. Ngươi muốn tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn. Lý Vân Tiêu hừ nói. Hãy bớt xàm ngôn đi, muốn khảm liền nhanh lên, dù sao đón một đao này của ngươi cũng không phải ta, ta sợ cái gì? Không chém chính là thứ hèn nhát. Cái gì, con mẹ ngươi à? Sa Vưu ở trên bầu trời thoáng cái điên cuồng lên, miệng liền mắng to. Phi Thanh tức đến sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một hồi, sau đó lại quét về phía Sa Vưu cảnh giác vạn phần, tay cầm song kiếm làm chuẩn bị. Tử hắc khí trên tài quyết chi nhận dần dần yếu bớt, sau đó đều bị lưỡi dao thu vào. Phi Thanh để tay xuống, đao kia dần dần nhạt nhòa, cuối cùng biến mất. Mọi người lập tức buông lỏng,
loại áp lực như luyện ngục cùng cảm giác sợ hãi kia trong sát na liền biến mất. Nội tâm của Lý Vân Tiêu cũng thở phào nhẹ nhõm, hai tay siết chặt tràn đầy mồ hôi, dần dần buông ra. Hắn cũng không có chút nào nắm chặt Sa Vưu có thể đỡ nhận này hay không, vừa nãy cũng chỉ là kỳ địch lấy cường, làm cho đối phương thấy quyết tâm không khuất phục của mình, nghĩ không ra thực sự thu tay lại. Nhưng Lý Vân Tiêu biết Phi Thanh đột nhiên buông tha, tất nhiên còn có nguyên nhân càng sâu, chỉ là hắn tạm thời đoán không được mà thôi. Toàn bộ Vân Hải một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không dám nói lời nào, ngay cả Lý Vân Tiêu cùng Sa Vưu cũng im lặng không lên tiếng. Bởi vì ai cũng không muốn đánh tiếp. Phi Thanh nói, bàn cờ hôm nay, rốt cuộc ngươi thắng, nhưng mà Long Gia ta sẽ còn trở lại. Mọi người Long Gia đều run lên, ý tứ của những lời này rất nhiều người đều hiểu, đó là chiết xuất huyết mạch. Phi Nghê lấy dũng khí, lớn tiếng nói, chạy trở về thánh vực đi, Long Gia sẽ không hoan nghênh ngươi, đời này cũng đừng tới. Phi Thanh xoay chuyển ánh mắt, nhìn nàng một cái. Nhất thời sợ đến sắc mặt Phi Nghê tái nhợt, nhưng vẫn như cũ kiên định nhìn thẳng ánh mắt của hắn. À, mặc dù ngươi thành Long Gia gia chủ, liền thật có thể đại biểu lợi ích của tất cả mọi người Long Gia sao? Hắn khẽ cười nói. Nội tâm của người, khát vọng đối với lực lượng là vĩnh viễn cũng không ức chế được. Yên tâm à, ta sẽ không miễn cưỡng bất kỳ người nào các ngươi, Long Thiên Miểu, Dịch Hồng Minh, không có ai mà không phải là cam tâm tình nguyện theo ta. Ánh mắt của mọi người thoáng cái nhìn về phía quỷ tu La Dịch Hồng Minh, đã không còn loại sợ hãi cùng bi thương, đều là trầm mặc không nói. Mỗi người ở đây đều tự vấn lòng, nếu tu vi của mình đạt tới cực điểm, lại vô pháp tinh tiến, có nguyện ý chiết xuất huyết mạch hay không? Hơn nữa chỉ cần không tham, chế ngự nhất định là tốt rồi. Rất nhiều người đáp án đều là khẳng định. Nhưng trên đời này, có người không tham sao? Hừ, loại chuyện tinh luyện huyết mạch này. Lẽ nào chỉ có ngươi biết sao? Đừng quên là ai sáng tạo ra bí thuật vĩ đại này. Một thanh âm cười nhạo truyền đến, trên bầu trời có một thân ảnh hiện lên, Khâu Mục Kiệt liền xuất hiện ở trước mặt Phi Thanh, cách xa nhau trăm trượng, lạnh lùng nhìn hắn. Đồng tử Vi Thanh co rụt lại, theo dõi hắn lạnh lùng nói. Phong Tử Kiệt, ngươi triệt để đối lập bổn tọa sao? Khâu Mục Kiệt nói. Cái này cũng là ngươi ép. Phi Thanh trầm giọng nói. Giữa ta với người có không ít ân oán, nhưng tổng thể mà nói giao tình chung quy là lớn hơn oán hận. Ngươi là nhân tài không ai dung, chỉ có ở dưới trướng của ta mới có thể lấy ra tiềm năng lớn nhất. Nếu ngươi nguyện trở lại dưới trướng của ta, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Thượng Trần đã chết, mặc dù Ất Hy biến mất, nhưng hơn phân nửa cũng đã chết, lúc này thiên phú của Khâu Mục Kiệt đối với hắn mà nói liền có vẻ trọng yếu hơn. Nga! Ngươi có thể làm được chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Khâu Mục Kiệt kinh ngạc hỏi. Phi Thanh nói. Ngươi làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa ở trong mắt bổn tọa, trong thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn. Kiệt 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 kiệt. Khâu Mục Kiệt quái tiếu nói. Tính cách của Phi Thanh đại nhân cùng ta tâm đầu ý hợp, thật là muốn đáp ứng a. Phi Thanh nói. Ngươi là người thông minh, hơn nữa còn là một thuật luyện sư vĩ đại, lựa chọn làm sao có lợi nhất. Ngươi hẳn là sẽ minh bạch. Ha ha, nói rất có đạo lý a. Khâu Mục Kiệt nhếch miệng nở nụ cười, bước ra một bước, liền xuất hiện ở trước mặt Phi Thanh, nâng tay lên ngũ chỉ nắm chặt, nhất thời nắm phác đao chém xuống. Phanh! Một đạo quang mang chấn động ra. Phi Thanh trực tiếp kẹp lấy thân đao, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười chậm rãi trầm xuống, lạnh giọng nói. Đây là lựa chọn của ngươi sao, thật để cho ta thất vọng. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Lão Phu làm cũng không phải chỉ cho ngươi thất vọng, mà là cho ngươi đi chết. Hắn giơ chân lên, giống như một cái roi đánh ra ngoài. Ầm, vị trí không gian của Vi Thanh thoáng cái bị đá nát, vô số không gian toái phiến tản ra. Khâu Mục Kiệt thu cước, phác đao cũng ở trong tay lóe lên liền biến mất, hừ lạnh một tiếng nhìn nhân ảnh ở ngoài mấy trăm trượng. Vi Thanh lạnh giọng nói. Khâu Mục Kiệt, lần sau tái kiến. Liền là tử kỳ của ngươi. Hắn biết ở lâu vô ích, liền xoay người ly khai. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, lớn tiếng nói. Phi Thanh, tỷ đệ Mộng Vũ hiện tại như thế nào? Thân thể Phi Thanh ngừng lại, đột nhiên khóe miệng vung lên một nụ cười quỷ dị nói. Tỷ đệ Mộng Vũ a, ha ha, ngươi có biết thân phận của hai người bọn họ không? Lý Vân Tiêu nói.
Ta mặc kệ thân phận của bọn họ là gì, nhưng một người trong đó là bằng hữu, một người là đồ đệ của ta. Vi Thanh rất có ý tứ nói. Sau đó thì sao? Hai mắt Lý Vân Tiêu bắn ra sát ý, lạnh giọng nói. Sau đó, ta sẽ mang bọn họ về. Thiết, chờ ngươi có thực lực này lại nói với ta đi. Trên mặt Vi Thanh không che giấu châm chọc chút nào, nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại vạn phần ngưng trọng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn chằm chằm một lúc, lập tức khôi phục thái độ bình thường nói. Ngươi đi đi, ngươi từ trong tay của ta cướp người, ta nhất định sẽ tự tay cướp về. Đến lúc đó đối với cái mạng nhỏ của ngươi là giết hay lưu lại, phải xem tâm tình của bản thiếu rồi. Vi Thanh cười nhạo nói. Tuy rằng ta không phủ nhận thiên phú của ngươi, nhưng nghĩ muốn đuổi kịp bổn tọa, còn kém xa lắm. Hắn huy động trường bào, cả người liền hóa thành một đạo quang mang bay đi. Dịch Hồng Minh cũng phóng lên cao, đuổi theo sau. Hai người rất nhanh liền biến mất ở trên thiên lĩnh. Hô! Sa Vưu thở hắt ra nói. Vậy mà chạy, lão tử còn chưa phân thây hắn a. Lý Vân Tiêu nói. Đừng có mất mặt, còn không mau xuống đi. Sa Vưu trừng mắt, cả giận nói. Hảo ngươi cái Lý Vân Tiêu, việc vừa rồi ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, vậy mà cầm ta ngăn đao. Hắn thoáng cái lao xuống đất, liền vung quyền đánh tới trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, mặc dù đối phương đã khống chế độ mạnh yếu, nhưng lúc này hắn bị thương trên người, rất khó tiếp được, vội vàng thuấn di nói. Ta bất quá là lừa hắn mà thôi, lẽ nào ngươi cũng bị ta lừa rồi? Chỉ số thông minh của ngươi cùng Vi Thanh bằng nhau sao? Hừ, dám vỗ nhục chỉ số thông minh của lão tử, giết ngươi. Sa Vưu lần thứ hai vọt tới, hai người nhất thời hóa ra một đoàn quang mang, không ngừng ở bốn phía thoáng hiện. Người Long gia đều là hai mặt nhìn nhau, cục diện thời khắc này người nào cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời người người giật mình, chẳng biết như thế nào cho phải. Sư Khang Thừa gặp qua Long gia gia chủ, Phi Nghê đại nhân. Đột nhiên Sư Khang Thừa quát to một tiếng, ở trên vân phong, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp quỳ xuống đất bái hạ. Chúng nhân đều kinh hãi, biểu tình không đồng nhất. Phi Nghê cũng có chút bối rối, nhưng nàng minh bạch lúc này bản thân phải đứng ra, lãnh phần trách nhiệm này. Khang Thừa trưởng lão không cần đa lễ, mau đứng lên. Nàng thoáng cái tiến lên, nâng Sư Khang Thừa dậy. Hai tròng mắt Bành Việt nhíu lại, nói. Mặc dù Dịch Hồng Minh không thể đảm nhiệm tông chủ, để cho Phi Nghê đảm đương cũng quá qua loa đi. Không bằng đợi ta mời trưởng lão hội hiệp thương một chút. Trưởng lão hội, đó là vật gì? Đột nhiên xa xa quang mang thoáng hiện, Lý Vân Tiêu cùng Sa Vưu rơi vào trước mặt Bành Việt, Lý Vân Tiêu lạnh lùng theo dõi hắn hỏi. Bành Việt lại càng hoảng sợ, vội vàng lui ra nói. Đó là cơ cấu nghị sự tối cao của Long gia, tông chủ kế vị nhất định phải có đại đa số trưởng lão đồng ý mới được. Nga, nguyên lai là như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Họp rất phiền phức, trực tiếp hỏi mọi người có đồng ý hay không không phải tốt sao, Bành Việt trưởng lão, ngài có đồng ý không? Mắt hắn híp lại, lộ ra một dáng tươi cười hòa ái. Bành Việt hơi biến sắc, kinh ngạc nói. Cái này phải suy tính một chút mới có thể trả lời. Lý Vân Tiêu nói. Muốn suy nghĩ bao lâu? Bành Việt suy nghĩ một chút nói. Sự tình lớn như vậy, chí ít cũng phải 3-4 tháng thương nghị tường tận a. Lý Vân Tiêu khen. Không sai, Bành Việt trưởng lão làm việc chu đáo cẩn mật, làm cho bọn ta bội phục. Sa Vưu, để cho hắn nằm trên giường 3-4 tháng nghỉ ngơi thật tốt, lẳng lặng suy tính a. Ân, thanh âm lạnh như băng của Sa Vưu vang lên. A, Bành Việt lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Ngươi, các ngươi, phanh, hầu như không có thấy Sa Vưu xuất thủ, chỉ thấy không gian xoay chuyển, ngực Bành Việt trực tiếp ép xuống. Nghe xương cốt cả người bạo liệt, người này phun ra một búng máu, liền bị chấn bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Mới bể xương cốt cả người, không cần tới 3-4 tháng a. Long gia chính là một trong 7 đại siêu cấp thế lực, thánh dược chữa thương hằng hà sa số, Bành Việt trưởng lão phỏng chừng ăn mấy viên thuốc, ngủ một giấc thì tốt rồi. Người đây là miệt thị thực lực của Bành Việt trưởng lão, hay là miệt thị thánh dược chữa thương của Long gia đây? Sa Vưu áy náy nói. Xin lỗi, là ta không có nắm chắc độ mạnh yếu, vậy để cho ta bổ thêm một quyền đi, lần này nhất định để cho Bành Việt trưởng lão nằm giường 4 tháng, để cho trưởng lão đại nhân có thời gian suy nghĩ thật kỹ.
Bành Việt nằm trên mặt đất, vẻ mặt đều là vẻ khẩn cầu, không ngừng hướng hai người muốn nói, nhưng vừa lên tiếng liền phun huyết, hoàn toàn không ra tiếng, chỉ có thể không ngừng huy động hai tay. Phanh! Sa Vưu trực tiếp đạp xuống một cước, ngực trong nháy mắt lún sâu, một ngụm lão huyết phun ra mấy thước. Lúc này có thể nghỉ ngơi 4 tháng rồi. Trưởng lão đại nhân, nhớ suy nghĩ thật kỹ a. Ánh mắt Sa Vưu lạnh lẽo, lần thứ hai đá ra một cước, đem Bành Việt đá bay, bay thẳng đến đỉnh Vân Hải. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, không ít hiện lên vẻ giận dữ, nhưng không dám hé răng. Cũng may Bành Việt làm người âm hiểm, hầu như không có bằng hữu gì, hơn nữa mới vừa rồi cùng Vi Thanh thông đồng, để cho tất cả mọi người không có cảm tình gì, nên không ai nguyện ý đứng ra. Ba ba ba. Sa Vưu vỗ tay vài cái, trở lại bên cạnh Lý Vân Tiêu nói. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ai, để bảo đảm trưởng lão đại nhân có khả năng tu dưỡng 4 tháng trở lên, ta bất đắc dĩ phế đi một nửa đan điền của hắn, mặc dù thương thế được rồi, cũng vô pháp ngưng tụ đế khí, thực lực cũng rơi xuống dưới vũ đế. Chi? Tất cả mọi người đột nhiên hút một ngụm lãnh khí, hoảng sợ nhìn hai người này, tất cả đều cảm thấy sợ. Mặc dù là sư Khang Thừa sắc mặt cũng tái nhợt, nghĩ cái này quá mức tàn nhẫn a. Để cho một cửu tinh vũ đế cường giả rơi xuống đến vũ tôn cảnh giới, cái này là chân chính sống không bằng chết a. Nhưng hắn biết thế cục lúc này không giống bình thường, phải dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp tất cả, khoái đao chảm loạn ma, đỡ Phi Nghê lên thượng vị, bằng không kéo càng lâu càng lúc càng phiền phức. Hừ, đây là hắn tự tìm, đáng đời. Coi bản thiếu dễ khi dễ sao, bản thiếu cũng không phải người hiền lành gì, đối phó loại không thức thời vụ này, trực tiếp giết là được, thực sự là cho mặt không biết xấu hổ. Lý Vân Tiêu nhỏ giọng thầm thì vài câu, nhìn ánh mắt mọi người sợ hãi. Lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, hì hì nói. Chư vị đừng hiểu lầm, vừa rồi ta là hồ ngôn loạn ngữ, nghìn vạn lần đừng để trong lòng. Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến, thủ đoạn tàn nhẫn cùng lời nói lạnh như băng kia, làm sao có thể không để bụng. Lô Nguyên xanh mặt nói. Vân Tiêu công tử công nhiên đối phó người phản đối, là trái với quy củ của Long gia trưởng lão Việt, mặc dù Phi Nghê leo lên tông chủ vị, nội tâm mọi người cũng không phục. Nga, vậy sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Mọi người nghìn vạn lần đừng hiểu lầm, con người của ta tôn trọng nhất là quy củ môn phái người khác, chính là nhập gia tùy tục a. Chỉ là bản thân Sa Vưu nhìn Bành Việt không vừa mắt, lúc này mới ra tay, không có quan hệ gì tới ta. Mọi người nghĩ thoáng một chút có được hay không, không nên mặt ủ mày trao, sự tình không có phức tạp như thế. Đúng đúng, là tự ta thấy người kia không vừa mắt, cho nên tiện tay đánh hắn vài cái. Sa Vưu lo lắng nói. Bất quá cũng kỳ quái, ta nói Vân Thiếu, sao thời điểm ở trước mặt Phi Thanh, không thấy những người này đứng ra giữ gìn tôn nghiêm cùng quy tắc, tất cả đều không lên tiếng. Lý Vân Tiêu nói. Đây chính là người hiền bị lấn, ngươi cho một chút sắc mặt tốt, bọn họ sẽ sán lạn lên, cho chút màu sắc liền mở phường nhuộm. Cho nên vẫn là làm ác nhân tốt, đợi lát nữa ngươi xem ai không vừa mắt, trực tiếp giết là được, không cần lo lắng cảm thụ của ta. Ta không quen bọn họ. Tốt. Sa Vưu gật đầu một cái nói. Nói rất có đạo lý. Hắn lăng không một chảo, đem tu di vô ngã kiếm chộp trong tay, múa qua múa lại, nhưng sát khí trên người liên tiếp kéo lên, làm cho mấy trượng xung quanh kết ra hàn băng. Sắc mặt tất cả trưởng lão đều khó coi, đồng thời cảm thấy một trận xấu hổ và giận dữ, làm cho trước mặt tất cả Long gia đệ tử, mặt không biết để đâu a. Lý Vân Tiêu cười khả ái hỏi. Xin hỏi có vị trưởng lão nào không đồng ý Phi Nghê kế vị, xin đi về phía trước một bước. Bá! Tất cả trưởng lão không tự chủ được đều lui về phía sau một bước. Lý Vân Tiêu hài lòng gật đầu nói. Ý kia là tất cả mọi người đồng ý, thấy chư vị đồng tâm hiệp lực như vậy, ta rất vui mừng. Tin tưởng có chư vị phụ trợ, Phi Nghê nhất định có thể đảm nhiệm được rất tốt. Ngài nói đi, Lô Nguyên đại nhân. Sắc mặt Lô Nguyên hết sức khó coi. Nhưng hắn vừa thoáng do dự, nhất thời một cổ sát ý giống như thực chất xâm nhập vào trong cơ thể, nhịn không được dùng mình một cái. Huống chi thời khắc này Long gia, Phi Nghê cũng đích thật là một nhân tuyển, vô luận tìm ai ra kế vị, sợ là đều khó làm kẻ dưới phục tùng. Không sai, Phi Nghê người mang Long Nguyên Phượng Quang, lại là nhân tuyển tông chủ đại nhân khâm định, nàng kế vị là thích hợp nhất. Lúc này Lô Nguyên tỏ thái độ, đồng thời quỳ một chân trên đất bái nói.
thuộc hạ Lô Nguyên gặp qua Phi Nghê tông chủ đại nhân. Phi Nghê cổ quái trừng Lý Vân Tiêu một cái, nhưng tràn đầy thiếu ý ngọt ngào, dịu dàng cười nói. Lô Nguyên trưởng lão khách khí, mau đứng dậy đi. Nàng tiến lên nâng Lô Nguyên dậy. Lý Vân Tiêu ung dung nói. Không cần tự mình tiến lên nâng, lão già kia không biết phân biệt, mấu chốt là còn không có bản lãnh gì, nhưng cậy già lên mặt thì một cái so với một cái lợi hại, sau này nếu không nghe lời, trực tiếp giết là được. Thiên hạ này cái gì cũng thiếu, chính là nghiêu bức là không thiếu. Lời của hắn nhất thời để cho các trưởng lão liên can trong lòng dùng mình, nhìn nhau một cái, đều là giận mà không dám nói gì. Nhưng ngẫm lại hành vi của nhóm người mình, lúc trước bị Vi Thanh áp chế không dám lên tiếng, hiện tại lại bị Sa Vưu áp chế không dám lên tiếng, đích thật là không có bản lãnh gì, gương mặt không khỏi đỏ hồng. Phi Nghê cáu giận nói. Không được nói bậy, mỗi một vị trưởng lão đều là trụ cột Long Gia, cộng đồng chứng kiến cùng trải qua Long Gia huy hoàng, địa vị siêu nhiên, thiên hạ kính ngưỡng. Nàng nói vẻ mặt thành kính, nhưng trong lòng thì vui cười không ngớt, biết Lý Vân Tiêu là cố ý hát mặt đen, để cho nàng đến hát mặt đỏ, tranh thủ hảo cảm của tất cả trưởng lão. Dù sao tư lịch của nàng còn thấp, hơn nữa thực lực không đủ chấn nhiếp toàn bộ Long Gia, mặc dù thượng vị, tương lai phiền phức chỉ sợ cũng không ít, hiện tại mượn cơ hội trước mắt chấn áp tất cả trưởng lão, ngày sau phiền phức liền thiếu hơn phân nửa. Quả nhiên sắc mặt chư vị trưởng lão mới khá hơn, đồng thời hơi lộ ra vẻ cảm kích. Lý Vân Tiêu phất phất tay nói. Tùy nàng a, ta người này không thích nghe chít chít méo mó, chỉ nhìn người khác làm sao mà thôi. Hôm nay bản thiếu liền đem từ tục tiểu nói trước, nếu người nào dám gây phiền toái cho Phi Nghê, ta liền giết tam tộc của hắn. Hàn khí bay khắp vân phong, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, vô tận lãnh ý ở dưới đáy lòng lan tràn. Bọn họ từng cái trong lòng hoảng hốt, bất quá là một câu nói mà thôi, mọi người thân là đỉnh phong cường giả, tại sao lại cảm thụ được hàn ý đến từ sâu trong tâm linh, để cho bọn họ run rẩy không ngớt. Vài tên trưởng lão càng dị thường khiếp sợ, nhìn dáng người Lý Vân Tiêu hiên ngang, độc lập ở đỉnh Vân Hải, phảng phất bế nghệ thiên hạ. Khóe miệng Phi Nghê hơi dơ lên, trong mắt có chút si mê, khẽ cười nói. Phu quân quá bạo lực a, nếu Phi Nghê thừa kế tông chủ vị, liền sẽ lấy đức phục người, mà không phải lấy lực phục nhân, tất sẽ để cho chư vị thỏa mãn, giữ gìn Long Gia ta thanh uy không ngã. Sa Vưu cười hắc hắc nói. Tiểu Lý Tử cũng thích lấy đức thu phục người, chỉ bất quá. Không phục đều là người chết. Mặt lỗ của hắn thoáng vui cười làm cho người băng lãnh, trong giọng nói cũng bám lấy sát ý vô tận, hàn quang ở trên thân mọi người lần lượt lướt qua, hơn nữa trời sinh đẳng cấp uy áp, thân thể tất cả mọi người run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lạy. Lý Vân Tiêu nói, đừng nói bạo lực như vậy, mọi người tâm lý minh bạch là được rồi, thế giới này thật ra thì vẫn rất tốt đẹp. Tất cả mọi người đầu đầy hắc tuyến, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nội tâm một vạn lần chửi mẹ. Lý Vân Tiêu nói, được rồi, nếu chư vị đều ủng hộ Phi Nghê, như vậy đều bái kiến đi. Mọi người cúi đầu, nhìn người khác phản ứng, vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt Sa Vưu phát lạnh, cả giận nói. Trong ba hơi thở, tất cả người còn đứng, chết. Tu Di vô ngã kiếm vung lên, kiếm ý kinh khủng đẩy ra, vô số linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào. Trên vân phong đều kinh hãi, sắc mặt chư vị trưởng lão chợt biến, rốt cục quỳ một gối. Đồng thanh nói. Tham kiến tông chủ. Tất cả trưởng lão dẫn đầu, nhất thời quỳ xuống tảng lớn, mặc dù Long Gia đệ tử ở ngoài mấy trăm trưởng cũng đều theo quỳ xuống. Tham kiến tông chủ. Cùng kêu lên thanh trấn cửu tiêu, hướng dưới thiên lĩnh truyền tống, chim muông trong phương viên ngàn dặm đều kinh hãi. Mấy ngày sau, trên vân phong. Một mảnh ánh sáng chậm rãi từ trong tầng mây hiện lên, hóa thành dị tượng, hướng bốn phía lan tràn. Trung tâm ánh sáng, có vô số trận phù hiện lên, không ngừng cuồn cuộn. Mấy đạo nhân ảnh đứng trên đỉnh Vân Hải, nhìn kính ảnh chìm nổi bất định. Phi Nghê nhẹ giọng nói. Đây là Long Gia Đại Quang Minh Cảnh, có năng lực phá bỏ không gian hạn chế, có thể đem phu quân chuẩn xác truyền tống đến bất luận nơi nào trên thiên vũ giới. Thanh âm nàng tràn đầy cô đơn cùng không bỏ, có vẻ thập phần trầm thấp. Hảo! Lý Vân Tiêu đáp, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Liền đi đến Đại Quang Minh Cảnh. Phi Nghê vội la lên. Khi nào phu quân trở về, ta ở bên giới thiên lĩnh xếp người chờ đợi. Lý Vân Tiêu nói. Không cần,
nếu ta đến Long Gia, tất thứ nhất thông chi ngươi. Phi Nghê nói, đó là năm nào tháng nào? Thủy Tiên quần áo bạch y, cũng lôi kéo tay Lý Vân Tiêu nói. Đúng nha, không bằng Vân Tiêu ca ca ở nhiều vài ngày, Thiên Lĩnh có rất nhiều địa phương đẹp, cùng Hải Lâm hoàn toàn bất đồng. Lý Vân Tiêu nói, không bằng Thủy Tiên lưu lại, để cho Phi Nghê mang theo ngươi chơi, ta cũng tiết kiệm một đại phiền toái. Không không không, Thủy Tiên lẩm bẩm, kiên quyết bác bỏ cái đề án này, nói. Ta muốn đi theo Vân Tiêu ca ca, người đi đâu ta cũng đi theo đó. Phi Nghê có chút khổ sở cười nói. Đợi giải quyết xong việc Long Gia, liền bỏ lại cái tông chủ vị này, theo phu quân tới chân trời góc biển. Lý Vân Tiêu nói. Long Gia gia chủ trách nhiệm trọng đại, không thể đơn giản buông tay, đợi thiên hạ ổn định lại rời đi. Hảo, toàn bộ nghe phu quân an bài. Phi Nghê gật đầu nói. Chỉ là ngày khác tái kiến, chẳng biết lúc nào. Có thể hứa với ta ngày gặp hay không? Lý Vân Tiêu nhíu mày suy tư, cuối cùng than thở. Luôn sẽ có ngày gặp lại. Phi Nghê cô đơn nói. Vậy sao? Thủy Tiên vội hỏi. Phi Nghê tỉ tỉ đừng không vui, lúc rảnh rỗi ta và Vân Tiêu ca ca sẽ tới thăm ngươi, mấy cái gói này tặng cho ngươi. Nàng đem mấy ngày nay đi dạo phố mua quà lấy ra, đổ ở trước mặt Phi Nghê. Phi Nghê cười khổ một tiếng, tuyển một cái làm kỷ niệm, nói. Phi Nghê ở trên Vân Phong chờ phu quân cùng Thủy Tiên muội tử đến. Lý Vân Tiêu nói. Ân, tạm biệt, ngày khác tất có lúc gặp lại. Liền giương tay cáo biệt, dắt Thủy Tiên đi vào Đại Quang Minh Cảnh, thân ảnh của hai người càng lúc càng mờ nhạt, cho đến tiêu thất ở trong Đại Quang Minh Cảnh. Lúc này cảnh chiếu sáng rượu, thải hà đầy trời, liếc nhìn lại chỉ thấy Vân Hải mang mang, phảng phất đứng ở trên đỉnh thế giới. Nội tâm Phi Nghê thoáng cái cô đơn. Thân thể khẽ run, rốt cục nhịn không được rơi lệ. Khâu Mục Kiệt nhướng mày, khẽ hừ một tiếng, nhưng thấy nàng thấp giọng khóc nức nở, cũng không tiện châm chọc, không thể làm gì khác hơn là nói. Chỉ là tạm thời ly biệt mà thôi, thiên hạ hào kiệt đến đây chúc mừng còn ở dưới chờ ngươi đây này. Lúc này Phi Nghê mới ngưng nước mắt, hai mắt có chút ửng đỏ nói. Chúng ta cũng đi thôi. Nàng nhìn lại Đại Quang Minh Cảnh một cái. Sau đó quay người cùng Khâu Mục Kiệt xuống phía dưới. Bắc Phực, ngoài Tân Duyên Thành. 11 đạo thân ảnh đứng lặng ở trên trời cao, nhỏ giọng nghị luận cái gì, sắc mặt mỗi người đều có chút ngưng trọng. Một lão giả trong đó, tay cầm ba tong, phía trên điêu khắc một cái đầu rắn há mồm lè lưỡi, nói. Sao lão đại còn chưa tới, sẽ không bị khốn trụ ở Sơn Bình Thành chứ? Nói đùa sao? Mấy đại thế gia của Sơn Bình Thành liên thủ cũng không có khả năng lưu lại lão đại được, nhất định là có chuyện khác làm trễ nãi. Một cô gái áo vàng sắc mặt lạnh như băng nói. Nhị ca nói có lý, tam tỷ nói cũng có lý, lấy cái nhìn của ta, lão đại rất nhanh sẽ đến. Một trung niên nam tử áo bào trắng, trong tay phất chiết phiến, nhàn nhã nói. Hừ, thí thoại. Một đại hán vóc người khôi ngô mắng một câu nói. Trong thiên hạ. Người có thể lưu được lão đại cũng không nhiều. Ải nhân lão giả nhíu mày nói. Lão Lục, khiêm tốn một chút, tính tình ngươi quá phách lối a. Nơi này là Tân Duyên Thành, tổng bộ thương minh, cường giả vô số. Hơn nữa chuyện lần này, chỉ cần dám đến, không có chỗ nào mà không phải là năng lực thông thiên, đừng gây phiền toái cho mọi người. Đại hán nhếch miệng cười nói. Hắc hắc, thiên hạ cường giả tập hợp, vừa lúc khai hỏa danh tiếng của chúng ta. Danh tiếng sớm muộn gì cũng sẽ khai hỏa, chỉ cần Lăng Bạch Y chết, tử thần bát chủng liền triệt để trở thành lịch sử, mà tổ chức chúng ta sẽ trở thành tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ chân chính. Nam tử áo bào trắng lộ vẻ đắc ý, nhẹ lay động quạt giấy, một bộ thản nhiên tự đắc. Ha ha, không sai. Đại hán vỗ tay cười ha hả nói. Đến lúc đó danh chấn thiên hạ chính là Lăng Vân Thập Nhị Đao chúng ta. Ải nhân lão giả hừ nói. Điều kiện tiên quyết là Lăng Bạch Y chết, nhưng vấn đề là Lăng Bạch Y sẽ chết sao? 10 người khác cũng đều trầm mặc, lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên hạ này sợ là vẫn chưa có người nào dám nói Lăng Bạch Y sẽ chết. Lần này Lăng Bạch Y hẳn phải chết. Đột nhiên một tiếng cười lạnh truyền đến, sau đó trên bầu trời lóe lên quang mang, một nam tử áo xám trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gặp qua lão đại, 11 người đều đại hỉ. Nhất tề tiến lên viếng thăm. Ân, tốt, mọi người đều đến đông đủ.
Sắc mặt nam tử Tường Hòa nói. Vừa rồi lão tứ nói không sai, lần này chiến dịch Tân Duyên Thành dị thường trọng yếu, đối với Lăng Vân thập nhị đao chúng ta mà nói, chính là cơ hội quật khởi. Ải nhân lão giả cau mày nói. Thế nhưng lão đại, chỉ cần Lăng Bạch Y một ngày không chết, chúng ta liền vĩnh viễn không ngày nổi danh a. Nam tử khẽ cười nói. Lần này Lăng Bạch Y chết chắc rồi. Lần trước Tân Duyên Thành đấu giá hội, một kiện huyền khí cuối cùng, cổ phi dương thần kiếm tinh diệt bị tử thần bát trùng cướp. Đây chính là từ khi Tân Duyên Thành thành lập tới nay, lần đầu tiên do Vạn Bảo Lâu tổ chức đại hình đấu giá hội, đây chính là trần trụi vẽ mặt a. Những năm gần đây Thương Minh một mực bồi dưỡng cùng lớn mạnh thực lực của mình, làm sao sẽ cho phép loại chuyện này sinh, việc này trực tiếp chọc giận tới Vạn Thiên Nhất, hắn phát ra anh hùng thiếp, triệu tập thiên hạ quần hào thảo phạt Lăng Bạch Y. Ải nhân lão giả nói, dù vậy, sợ cũng không làm gì được Lăng Bạch Y a. Ta mấy ngày nay góp nhặt chút tin tức, tới Tân Duyên Thành hơn phân nửa là xem náo nhiệt cùng kiểm tiện nghi, cường giả chân chính có công dụng sợ là không nhiều. Lăng Bạch Y thân là Phong Vân bảng đệ tứ, làm sao cũng là tồn tại siêu phàm nhập thánh, phổ thông cường giả căn bản không thể dùng. Nam tử áo xám hai tay để ở sau lưng, chậm rãi nói. Đúng là như vậy, binh quý tinh bất quý đa, Thương Minh khua chiêng gióng trống, cũng là làm cho người trong thiên hạ xem, muốn cho người trong thiên hạ biết lực lượng của bọn họ. Bằng không chỉ là một thanh thần kiếm tinh diệt, đâu đáng giá bọn họ xuất thủ đối phó Lăng Bạch Y, cái giả phải trả bọn họ đều đã tính trước. Cô gái áo vàng nói. Lão đại nói không sai, Thương Minh trọng lợi nhuận, sự tình không có lợi cùng nắm chặt chưa bao giờ làm, nếu bọn họ công nhiên đối phó Lăng Bạch Y, sợ đã có 10 phần nắm chặt. Nam tử nói. 10 phần nắm chặt thì không nhất định, nhưng ta đánh giá có ít nhất 7-8 phần 10. Hắc hắc. Hắn đột nhiên cười, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn nói. Hơn nữa ta đích xác là bởi vì một việc làm trễ nãi, nếu sự kiện kia có thể thành công, thắt cổ Lăng Bạch Y có thể đề thăng tới 9 thành. 9 thành. 11 người còn lại đều cả kinh, không hiểu ra sao. Thân thể cô gái áo vàng đột nhiên run lên, vui vẻ nói. Lão đại, chẳng lẽ tu vi của ngươi? Ha ha ha. Nam tử đắc ý cười to nói. Vẫn là Lục Tuyền hiểu ta, phải, ta đã tìm được con đường đi thông siêu phàm nhập thánh. Nếu lần này có thể thành công, bổn tọa nhất cử bước vào cảnh giới kia, cùng Lăng Bạch Y bình khởi bình tọa. Mọi người đều đại hỉ, ải nhân lão giả vội vàng chắp tay nói. Trước chúc mừng đại ca. Chúc mừng đại ca. Người còn lại cũng vội vàng chúc mừng. Đại hán càng cười to nói. Ha ha, lần này Lăng Bạch Y chết chắc rồi. Lăng Vân thập nhị đao chúng ta chắc chắn danh chấn thiên hạ. Cẩm Y nam tử cũng nói. Chỉ cần lão đại bước vào siêu phàm nhập thánh, như vậy thập nhị đao chúng ta thậm chí có thể cùng 7 đại siêu cấp thế lực chống lại, mà vị trí của lão đại cũng cùng thất đại tông chủ, thập đại vũ đế ngang hàng. Áo xám nam tử mặt đầy dáng tươi cười, hiển nhiên hết sức cao hứng nói. Việc này còn chỉ là một suy đoán, cuối cùng vị tất có thể thực hiện được. Ải nhân lão giả nói. Lão đại làm người ta phi thường rõ ràng, nếu việc không có nắm chặt, tuyệt sẽ không nói ra lung tung, bước vào siêu phàm nhập thánh, chí ít cũng có 6 thành trở lên đi. Áo xám nam tử gật đầu nói. Phải có 7-8 phần 10. Hơn nữa ta còn nghe được một việc, nhưng không biết thật giả, có người nói thánh vực muốn mở lại thiên địa Phong Vân bảng. Cái gì, Phong Vân bảng mở lại? Mọi người đều thất kinh, không chỉ thập phần chấn động. Hơn nữa trong cơ thể đều có một cổ nhiệt huyết dâng trào. Áo xám nam tử nói. Việc này chưa xác định, nếu như là thật. Trong mắt hắn bắn ra tinh mang, nắm chặt hữu quyền, kiên nghị nói. Vậy thật sự là quá tốt. Một cổ uy thế từ trên người hắn tản ra, 11 người khác đều lùi một bước, trong lòng dâng trào không ngớt. Ải nhân lão giả kinh hỉ nói. Thiên địa Phong Vân bảng xuất hiện cũng có hơn 20 năm. Trong thời gian này hiện lên vô số cường giả, thập đại vũ đế sợ là từ lâu không thể phục chúng, cũng là thời điểm mở lại a. Ta trước chúc đại ca thần công sớm thành, đoạt lấy vinh quang. Chúc đại ca thần công sớm thành, lấy đoạt vinh quang. Người còn lại cũng lớn tiếng chúc mừng, nếu lão đại bọn họ có thể đoạt được phong hào vũ đế, trên mặt bọn họ cũng có ánh sáng a. Cô gái áo vàng nhẹ giọng nói. Nghe nói lần trước Hồng Nguyệt Thành đánh một trận. Thần khống vũ đế Diêu Kim Lương chết mất yêu sủng táng vân thú, vương tọa vũ đế đằng quang phế công,
Hơn nữa phá quân vũ đế cổ phi dương vẫn lạc từ lâu, nếu lần này Lăng Bạch Y lại chết, liền trống ra bốn vị trí, lão đại có hy vọng. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Áo xám nam tử nhẹ nhàng gật đầu nói. Chỉ cần lần này thành công, ta bước vào siêu phàm nhập thánh, bốn vị trí này trong thiên hạ còn người nào có thể cùng ta tranh. Đột nhiên ải nhân lão giả nói. Lão đại, nghe nói phá quân vũ đế cổ phi dương chưa chết, hiện tại Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ là hắn đoạt xá tiên thiên chi thai sống lại. Áo xám nam tử nhướng mày nói. Sự tình người này ta cũng nghe qua không ít, đích thật là người khó đối phó, nhưng bổn tọa so với hắn còn khó đối phó hơn. Đây là tự nhiên. Ải nhân lão giả nói. Lão đại mấy năm nay đều là vào sinh ra tử, đừng nói thực lực ổn ở trên Lý Vân Tiêu, mặc dù là kinh nghiệm chiến đấu, chiến lực chân chính, cũng vượt xa cùng giai, sợ đã là người thứ nhất dưới siêu phàm nhập thánh. Áo xám nam tử ha hả cười nói. Đệ nhất nhân thì không dám nhận, không dám nhận. Nhưng hắn một bộ hưởng thụ, hoàn toàn không có nửa điểm dáng dấp không dám nhận, ngược lại là một bộ trừ ta ra còn ai a? Cô gái áo vàng nói. Nếu mọi người đều đến đông đủ, chúng ta liền vào thành đi. Hiện tại ở trong thành ngư long hỗn tạp, tình thế hết sức phức tạp, chúng ta tìm một lữ quán tầm thường ở lại, chờ Thương Minh gia chủ trì là được. Áo xám nam tử nói. Không vội không vội, trước đem hai gia hỏa ở trên hư không nghe lén giết, lại vào thành cũng không muộn. Cái gì? 11 người sắc mặt đại biến, tất cả đều cảnh giác, dùng thần thức nhìn bốn phía, hoàn toàn không có bất kỳ cảm ứng a. 11 người đều quá sợ hãi, có thể trốn lâu như vậy đồng thời không bị bọn họ phát hiện, tu vi chắc chắn thông thiên. Áo xám nam tử cười lạnh nói. Là bản thân ra đây nhận lấy cái chết, hay là để cho bổn tọa kéo các ngươi ra lại giết? Nghe lén Lăng Vân thập nhị đao chúng ta nói chuyện, phần can đảm này, người chết cũng có thể ở địa phủ kiêu ngạo. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến nói. Ta tịnh không muốn nghe, chỉ là trực tiếp chuyện đến chỗ này, lại không muốn kinh động chư vị, nên ẩn núp. Áo xám nam tử cười nhạo nói. Thật là một cái cớ ngu xuẩn. Cách đó không xa, không gian xoay chuyển, lập tức xuất hiện hai đạo thân ảnh, nam tư thế oai hùng hiên ngang, khí vũ bất phàm, nữ phiêu phiêu như tiên, phảng phất không phải người giữa không gian. Tất cả mọi người thoáng cái nhìn ngây người, nếu nói thế gian có hai chữ tuyệt phối mà nói, đó là hai người trước mắt này. Áo xám nam tử cũng ngẩn ra, sau đó trong mắt tuôn ra tinh mang, nhìn chằm chằm nàng kia, lộ ra vẻ tham lam cùng khát vọng. Hai người này chính là Lý Vân Tiêu cùng Thủy Tiên. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Mượn cớ, không cần thiết. Hắc hắc. Nam tử áo xám cười gằn nói. Xác thực không cần thiết. Hai người có khả năng nói lên tính danh, ta đến quyết định có tha các ngươi khỏi chết hay không. Lý Vân Tiêu nói. Loại sự tình báo danh tính này ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết lúc trước ngươi nói con đường đi thông siêu phàm nhập thánh là chuyện gì xảy ra. Nga, mặt đối Lăng Vân thập nhị đao chúng ta còn có thể chấn định như thế, quả nhiên có chút thực lực. Áo xám nam tử cười lạnh nói. Đây không phải là sự tình ngươi nên biết, còn nữa, biết thì đã có sao, lập tức lại phải chết. Lý Vân Tiêu nói. Không nói thì thôi, siêu phàm nhập thánh mà thôi. Bản thiểu thấy cũng nhiều, huống chi ngươi còn quá kém. Ha ha ha, thực sự là cuồng vọng. Áo xám nam tử cười nhạt, trên mặt dần dần hiện ra sát ý tàn nhẫn, lạnh giọng nói. Siêu phàm nhập thánh mà thôi. Lý Vân Tiêu nói. Sự thực chính là như vậy, có tin hay không là tùy ngươi. Còn nữa, các ngươi cái gì Lăng Vân thập nhị đao, thứ cho ta kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua, là tổ chức bán đao sao? Bầu không khí nhất thời lạnh xuống, mọi người đều giận dữ không ngớt, sát khí cuồng bạo không ngừng tản ra, làm một mảnh cát bay đá chạy. Áo xám nam tử lạnh giọng nói. Ngươi nói khiến người hận không thể xé miệng thành mảnh vụn, nếu nói mục đích của ngươi là muốn gây ra lửa giận của ta, đem ngươi lột ra rút gân mà nói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi làm rất tốt. Thủy Tiên thoáng cái nắm cánh tay của Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu ca ca, diện mục những người này đều như ác bá. Ta không muốn tái kiến bọn họ, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bọn hắn. Áo xám nam tử đột nhiên nhíu mày, cả kinh nói. Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu, ngươi là Lý Vân Tiêu. Tiếng thét chói tai này cắt đứt bầu không khí yên lặng, 11 người còn lại sắc mặt đều đại biến, sau đó lộ ra kinh hãi.
mới vừa rồi còn đang nói Lý Vân Tiêu, nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp được, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Phải a. Áo xám nam tử thoáng cái cảnh giác, hai mắt giống như độc xà theo dõi hắn nói. Nghe nói trong tay ngươi có siêu phẩm huyền khí, có phải thật không? Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút nói. Thật giả có liên quan gì tới ngươi? Ngươi lại không giành được, hỏi nhiều như vậy để làm chi? Ha ha ha! Bỗng nhiên nam tử áo xám cười to nói. Nói như thế, tất nhiên là sự thật. Lão thiên đối đãi ra thực là không tệ. Trước để cho ta thấy được con đường bước vào siêu phàm nhập thánh, hiện tại lại đưa tới cho ta siêu phẩm huyền khí, còn có một tuyệt sắc mỹ nữ cho ta hưởng thụ. Ha ha ha, năm nay thật là năm đại vận của ta. Sắc mặt Thủy Tiên đại biến, cả giận nói. Con cóc, đừng vội kêu bậy. Nàng lôi kéo cánh tay của Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu ca ca, người này quá ghê tởm, giết hắn đi. Lý Vân Tiêu nói. Không cần ta giết hắn, hắn sẽ tự mình muốn chết. Hừ, ta mặc kệ ngươi có phải là phá quân vũ đế chuyển thế hay không, lấy thực lực thời khắc này của ngươi liền dám đến khiêu khích ta, thực sự là không biết sống chết. Áo xám nam tử cười một tiếng, thân ảnh liền lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, ngũ chỉ thành ưng chảo, hướng trên cổ hắn bóp đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nhìn thấy chưa, nói hắn sẽ tự mình muốn chết rồi mà. Hắn giơ tay lên, nhất chỉ hóa kiếm, điểm tới lòng bàn tay đối phương. Áo xám nam tử biến sắc, ngũ chỉ vội vàng hóa thành quả đấm đánh tới. Phanh! Kiếm khí chém ở trên quyền phong, tuôn ra một trận trùng kích, đánh văng đối phương ra. Sắc mặt nam tử đại biến, hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, nhất thời có một thanh đao cùng hắn hợp hai làm một, mạnh mẽ chém xuống. Hư La Đao! Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Cái gì, Lâu La Đao, thực sự là đao như người a. Hai tay hắn ở trước người bấm niệm thần chú, nhất thời 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, nhiễu ở quanh thân ngưng tụ thành kiếm trận. Vô số quang mang cuồn cuộn dựng lên, ở trên không ngưng tụ thành một thanh kiếm ảnh, đột nhiên chém xuống. Ầm ầm, ánh đao kia thoáng cái nghiền nát, kiếm ý không giảm, trong khoảnh khắc tan rã thành vô số kiếm ảnh, như mưa bay. Ầm ầm ầm. Vô số hư không ở bên cạnh nam tử bị chém ra, trong tay hắn có một thanh đoản nhận giống như đao mà không phải đao không ngừng huy vũ, đem kiếm ảnh đánh nát, khuôn mặt âm trầm lợi hại. Nga, còn thật sự có tài a. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một cái, quyết ấn trong tay biến đổi, giơ cao khỏi đầu, ngưng thanh nói. Kiếm hóa hàng vạn, thiên kiếm lưu mang. Vô số kiếm ảnh nhất thời lượn vòng lên, hóa thành một cơn lốc kiếm khí cuốn đi. Nam tử áo xám lộ ra kinh sắc, hóa thành một đạo độn quang muốn ly khai, nhưng phát hiện mình hoàn toàn bị phong bạo hút vào, nhục thân cơ hồ bị xé nát. Siêu! Hắn giãy giụa vài cái, rốt cục bị hút vào trong kiếm khí. Chi! 11 người khác giật mình, bỗng nhiên lui ra, sắc mặt đều hoảng sợ, lần đầu tiên gặp có người có khả năng đem lão đại của bọn họ đẩy vào trình độ như vậy. Hư La Đao, Ma Vũ! Ầm! Một đạo đao ảnh chém vào cơn lốc, trong khoảnh khắc nứt ra một lối đi, nam tử áo xám đại hỉ, thoáng cái chui ra ngoài, trong sát na liền tới ngoài trăm trượng. Sắc mặt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, một trận không nói gì, một lát sau mới nói. Danh bất hư truyền a, ta mặc kệ ngươi có phải là cổ phi dương hay không, nhưng cái tên Lý Vân Tiêu này, liền hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ đệ nhất nhân. Lý Vân Tiêu nói, cái này có liên quan gì tới ngươi? Là nhường đường để cho chúng ta vào thành, hay là muốn chết, để cho ta giết sạch các ngươi lại vào thành. Khuôn mặt nam tử co quắp thoáng cái, hừ lạnh nói. Bổn tọa cũng không phải sợ ngươi, mà là còn có chuyện quan trọng trong người, hiện tại không thích hợp đánh với ngươi một trận, nhưng chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác lại lấy tính mệnh của ngươi. Về phần mỹ nữ này, trước để cho ngươi chơi mấy ngày đi. Thủy Tiên cả giận nói. Chết tiệt, Vân Tiêu ca ca không giết ngươi. Bản công chúa tự mình ra tay giết ngươi. Trên người nàng nổi lên một mảnh kim quang, đại kiếm rơi vào trong tay, ở trên không trung dương lên, nhất thời bát khổ kiếm ý đẩy ra, một mảnh khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Đồng tử nam tử áo xám co lại, dưới khiếp sợ vung đao lên, một mảnh kết giới mở ra. Ầm ầm, khổ hải kiếm ý trùng kích ở trên kết giới, một đợt nối tiếp một đợt, kéo dài không dứt, càng ngày càng mạnh.
Trong lòng nam tử càng khiếp sợ, tu vi mỹ nữ trước mắt này không mạnh, nhưng kiếm ý bí hiểm, làm hắn có loại cảm giác cao sơn ngưỡng chỉ, vội vàng xoay chuyển lưỡi dao. Phanh! Một mảnh đao mang chấn nảy lên, bổ ra khổ hải khắp bầu trời. Ầm ầm! Thủy Tiên cả kinh, vội vàng rút kiếm thế về, ở trên không trung lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy tức giận nói. Hảo nam không cùng nữ đấu, có bản lĩnh cùng Vân Tiêu ca ca đánh, đánh với ta tính là bản lãnh gì? Áo xám nam tử mặt đầy hắc tuyến nói. Rõ ràng là chính ngươi động thủ trước, huống chi ta cũng không có đánh được ngươi a. Lẽ nào tự vệ cũng không được? Lý Vân Tiêu nói. Tạm thời lưu lại hắn một mạng còn có tác dụng, ta muốn nhìn một chút hắn làm sao bước vào siêu phàm nhập thánh, cũng muốn nhìn một chút hắn làm sao giết Lăng Bạch Y, chậc chậc, thanh niên nhân a, thực sự là người không biết không sợ a. Tuy rằng nam tử áo xám nghe có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, cũng không sao cả, hừ lạnh nói. Hừ, thực sự là hung hăng càn quấy, ngươi thật cho mình còn là phong hào vũ đế sao, nếu không có chuyện quan trọng trong người, hiện tại bổn tọa liền lấy tính mệnh của ngươi, nhưng cũng bất quá là cho ngươi sống lâu mấy ngày mà thôi. Chúng ta đi. Hắn quay người lại, liền dẫn 11 người khác hóa thành một đoàn quang mang, bay vào trong Tân Duyên Thành. Hừ. Để hắn sống lâu mấy ngày a. Thủy Tiên nắm nắm tay, hung hăng nói. Chờ hắn không còn giá trị, Vân Tiêu ca ca sẽ giúp ta giết hắn. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi trán một cái, ngượng ngùng nói. Người này thực lực tầm thường, nhưng dã tâm cực lớn, có thể sống đến lúc ta giết hắn hay không còn khó nói, nếu như còn sống, ta sẽ giết hắn đi. Tốt. Thủy Tiên vỗ tay nở nụ cười nói. Ta biết Vân Tiêu ca ca sẽ thay ta ra mặt. Lý Vân Tiêu nói, trong Tân Duyên Thành ngư long hỗn tạp, người vẫn là quay về giới thần bia đi, tiết kiệm chút phiền phức cho ta. Thủy Tiên lắc đầu nói, không muốn không muốn, ta ở bên ngoài, bên trong rất không có ý nghĩa. Tân Duyên Thành là tổng bộ thương minh, nghe nói là cự thành phồn hoa nhất nhân loại, nhất định là có rất nhiều thứ xinh đẹp, ta muốn mua đóng gói. Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái, không nói gì nói. Mới mấy ngày. Người đã bị phi nghê làm hư. Thủy Tiên cười hì hì nói. Vân Tiêu ca ca, người có nhớ phi nghê tỷ tỷ hay không? Không có. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, hồi đáp. Không có, vậy sao người còn phải suy nghĩ? Thủy Tiên chớp mắt hỏi. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút nói. Người chừng nào thì biết suy tư rồi. Hừ, rõ ràng là có. Thủy Tiên nói lầm bầm. Bất quá Vân Tiêu ca ca không cần lo lắng, có Khâu Mục Kiệt đại nhân lưu lại thiên lĩnh, không ai dám khi dễ nàng. Lý Vân Tiêu tự nhiên biết mục đích Khâu Mục Kiệt lưu lại, chỉ là vì có thể tiến hành thí nghiệm, nhưng ít ra giờ phút này hắn sẽ không giống như Vi Thanh Tứ Cố Vô Kỵ thí nghiệm, phải là người Long Gia cam tâm tình nguyện mới được. Ở trên chuyện này, Lý Vân Tiêu đã cho hắn ranh giới cuối cùng, hiện tại hắn cũng không dám quá mức ngỗ nghịch Lý Vân Tiêu. Dù sao đều là địch nhân của Vi Thanh, minh hữu cùng một chiến tuyến. Không đề cập tới phi nghê nữa, chỉ mong nàng ở thiên lĩnh mạnh khỏe, nếu không. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một đạo hàn quang nói. Nếu không ta liền thật muốn huyết tẩy thiên lĩnh. Hai người rất nhanh hóa thành một đạo quang mang, cũng tiến nhập Tân Duyên Thành. Trong thành cũng không có náo nhiệt như trong tưởng tượng, người đi đường vội vã, so với lúc đấu giá vắng vẻ rất nhiều. Hơn nữa trên đường phố khắp nơi đều tràn đầy một bầu không khí khẩn trương, số lượng võ giả rất nhiều. Đối phó Lăng Bạch Y mà thôi, phải dùng trận thế lớn như vậy sao? Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, sợ là cả thương minh đều động viên, như Lâm Đại Địch, lúc này mới đưa đến số lớn thương nhân rời thành, để tránh bị khúc chiết. Thủy Tiên nói, chúng ta trước đi Thiên Nguyên Thương Hội đi, ta cũng muốn gặp Đinh Linh Nhi tỷ tỷ, xem rốt cuộc là một người như thế nào. Lý Vân Tiêu nói, ngươi không đi mua hàng. Thủy Tiên nói, nơi nơi tràn đầy sát khí, một chút bầu không khí vui sướng cũng không có, mấy ngày nữa lại mua đi. Cự thành này to lớn như thế, trong ngắn hạn cũng mua không hết. Ân, ta đã lâu không có nhìn thấy Linh Nhi, có chút nhớ nàng a. Lý Vân Tiêu lấy ra một tấm thiệp mời, nhẹ nhàng mở ra, bên trong có mấy đại tự xinh đẹp, lộ ra một mùi thơm ngát, chính là Đinh Linh Nhi viết. Lúc phái người tới chúc mừng phi nghê kế vị, liền cố ý đưa cho hắn, mời hắn tới Tân Duyên Thành. Thủy Tiên nói, Linh Nhi tỷ tỷ mời Vân Tiêu ca ca đi,
chẳng lẽ cũng là vì đối phó Lăng Bạch Y? Lý Vân Tiêu nói, không bài trừ loại khả năng này, nhưng hơn phân nửa không phải. Thủy Tiên nói, vì sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, vẫn chưa giải thích, nếu là đối phó Lăng Bạch Y mà nói, Đinh Linh Nhi kiên quyết sẽ không để cho hắn tới. Ta đã lâu chưa thấy Linh Nhi, không biết nàng hiện tại như thế nào. Trong lòng Lý Vân Tiêu sinh ra một chút chờ đợi, tăng nhanh cước bộ đi về phía Thiên Nguyên Thương Hội. Hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ, Đinh Linh Nhi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đi nơi nào. Hai vị, chẳng biết nhị vị muốn đi nơi nào. Phi hành xa của ta chính là một nhóm mới nhất, phía trên có 420 trận pháp, so với loại cũ nhanh không chỉ gấp đôi. Trong Tân Duyên Thành cấm tư nhân phi hành, tuy rằng quy củ này đối với Lý Vân Tiêu mà nói chỉ là giấy vụn, nhưng hắn không muốn gây phiền toái, nên tới một thương hành cho thuê phi hành khí. Lý Vân Tiêu nói, người đưa chúng ta đi đi, chúng ta muốn tới Tổng bộ Thiên Nguyên Thương Hội. Tổng bộ, tiểu nhị kia lấy làm kinh hãi, sau đó phát hiện hai người này khí vũ bất phàm, tuyệt không phải người thường, vội nói. Tốt, mời hai vị lên. Tiểu nhị này hướng đồng bạn ở sau lưng dặn dò, liền lên phi hành khí, mang theo hai người ở tầng trời thấp xuyên toa, hướng về phía Thiên Nguyên Thương Hội đi tới. Lý Vân Tiêu nói, tiểu huynh đệ, gần đây Tân Duyên Thành có biến hóa gì không? Biến hóa rất lớn ấy chứ. Tiểu nhị kia cười khổ một tiếng, vừa cẩn thận lái phi hành khí, vừa nói. Hai vị cũng là vì Lăng Bạch Y mà đến đi, chúng ta đều lo lắng gần chết. Cũng không biết khi nào hướng Lăng Bạch Y tuyên chiến, hiện tại chỉ còn chờ phát tuyên chiến, mọi người sẽ di tản ra ngoài. Lý Vân Tiêu nói, lấy thực lực của Thương Minh, chỉ cần mọi người đồng lòng, đối phó một cái Lăng Bạch Y tịnh không khó khăn lắm a. Không cần phải phát anh hùng thiếp, triệu tập các lộ cường giả tập hợp. Tiểu nhị kia nói, người có biết Lăng Bạch Y là người phương nào sao? Đây chính là phong hào vũ đế bài danh đệ tứ. Cho dù Thương Minh dốc hết toàn lực cũng không thế làm gì hắn. Huống chi Thương Minh cũng không muốn xuất hiện tổn thất lớn như vậy, nên ra trọng thưởng triệu tập quần hùng thiên hạ. Ai, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tai ương, cũng không biết lần này sẽ ra sao. Tống Nguyệt Dương Thành mới bị diệt bao lâu, mong Tân Duyên Thành không nên theo gót mới tốt. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, nghĩ không ra một thương hành tiểu nhị cũng nhìn thấu triệt như vậy. Tiểu nhị kia thử dò xét hỏi. Chẳng lẽ hai vị cũng là cao thủ mà Thiên Nguyên Thương Hội mời tới? Lý Vân Tiêu nói. Phải. Tiểu nhị kia nói. Thảo nào, Thiên Nguyên Thương Hội cũng hỗ trợ đối phó Lăng Bạch Y. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Nga, chẳng lẽ còn có thương hội không ủng hộ? Đó là đương nhiên. Tiểu nhị cười nói. Mặc dù là thương minh, nhiều tổ chức cấu thành như vậy, làm sao có thể bền chắc như thép, có tán đồng dĩ nhiên là có phản đối. Lý Vân Tiêu nói, vậy xin hỏi tiểu ca, không biết thương hội nào tán thành, thương hội nào phản đối? Cái này, tiểu nhị vội vàng lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm, hai vị đến Tổng bộ Thiên Nguyên Thương Hội tự nhiên có khả năng hỏi thăm được. Hắn hiển nhiên là không chịu nhiều lời, rất sợ họa từ miệng ra. Lý Vân Tiêu cũng không tiện miễn cưỡng, phi hành khí quả nhiên cực nhanh, sau nửa canh giờ liền đến Tổng bộ Thiên Nguyên Thương Hội. Hai vị là, hộ vệ trước cửa thoáng cái ngăn bọn họ lại, hộ vệ kia nhíu mày nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, không đợi hắn tự giới thiệu, liền kinh hô. Ngươi, ngài là Lý Vân Tiêu đại nhân. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói. Chính là ta. Hộ vệ kia thoáng cái luống cuống, vội nói. Ngài đợi một lát, ta liền đi vào thông báo. Không có bao lâu, hộ vệ kia liền chạy ra nói. Vân Tiêu đại nhân, thiếu đương ra cho mời. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Thiếu đương gia, là Đinh Bằng, Linh Nhi không ở đây sao? Hộ vệ kia nói. Linh Nhi tiểu thư đang ở trong Tân Duyên Thành, nhưng tựa hồ đi ra ngoài làm việc, bây giờ thiếu đương gia chính là Đinh Bằng thiếu gia. Lý Vân Tiêu nói. Nếu Linh Nhi không ở mặt, ta cũng lười cùng Đinh Bằng giao tiếp, bảo hắn an bài cho ta hai gian phòng khách, ta một đường mệt nhọc hơi mệt, trước nghỉ một lát. Cái này. Hộ vệ thoáng cái mắt choáng váng nói. Vân Tiêu đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Lý Vân Tiêu nói. Nếu không quá tốt, vậy dễ tính, tự ta tìm lữ quán ở lại, đợi Linh Nhi trở về ngươi liền tới nói cho ta biết đi. Đối với Thiên Nguyên Thương Hội, bản thân hắn cũng không có hảo cảm gì,
đặc biệt sau chuyện Vũ Văn Bác, Đinh Sơn có hiểm nghi lớn nhất. Mà giờ khắc này nếu Đinh Linh Nhi đã từ chức đại lý hội trưởng, do Đinh Bằng nắm quyền, Thiên Nguyên Thương hội hắn cũng lười vào. Đại nhân, đừng, đừng. Hộ vệ kia lại càng hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Ta phải đi bẩm báo thiếu đương gia, mong đại nhân dừng lại chốc lát, không nên làm khó tiểu nhân. Rất nhanh, hộ vệ kia lại chạy ra nói. Thiếu đương gia nói, nếu Vân Tiêu đại nhân không muốn gặp hắn, vậy tự tiện đến phụ cận tìm một lữ quán ở đi. Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách. Sau khi Đinh Bằng làm thiếu hội trưởng, tư thái quả nhiên bất đồng, hiện tại ta lại đột nhiên muốn gặp hắn một lần a. Hộ vệ kia thoáng cái mắt choáng váng, khổ sở nói. Vân Tiêu đại nhân, cái này không phải là cố ý đùa tiểu nhân sao? Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Chớ khẩn trương, người còn chưa có tư cách để cho ta cố ý gây khó, ta có lệnh bài nhất đẳng quý khách của Thiên Nguyên Thương hội, gặp thiếu hội trưởng của các ngươi không tính là quá phận đi. Hắn lấy ra một lệnh bài ném tới. Tay hộ vệ kia có chút run rẩy, trên trán đều là mồ hôi lạnh, vẻ mặt đưa đám nói. Vân Tiêu đại nhân. Vừa rồi ngài rõ ràng nói muốn ở lữ điếm, hiện tại tội gì làm khó tiểu nhân, lại đi vào thông báo, thiếu đương gia sẽ đánh chết ta, nhà ta còn lão nương 80 tuổi. Được rồi, Lý Vân Tiêu thoáng cái ngắt lời nói. Xem gia đình bằng đích thật là không muốn gặp ta, quên đi. Ngươi nói cho ta biết Linh Nhi đi đâu, ta liền đi. Hộ vệ kia run rẩy đưa lệnh bài tới, nói. Tựa hồ Linh Nhi tiểu thư đi Tinh Nguyệt trai. Nhưng tiểu nhân không dám khẳng định. Tinh Nguyệt trai. Đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, sắc mặt thoáng cái trầm ngưng nói. Là đi gặp Tinh Nguyệt trai chủ Hàn Quân Tử. Hộ vệ kia nói. Hơn phân nửa là vậy. Linh Nhi tiểu thư cùng Hàn Quân Tử lão tiên sinh giao tình không tệ, cụ thể tiểu nhân sao có thể biết. Lý Vân Tiêu nói. Không sai, trả lời của ngươi làm ta rất hài lòng, ta đi a. Hắn lấy ra một túi nguyên thạch ném cho hộ vệ kia nói. Những thứ này ngươi cầm. Cái này, tiểu nhân không dám. Hộ vệ kia vừa mừng vừa sợ, đem túi nguyên thạch túm thật chặt đưa qua. Lý Vân Tiêu cười nói. Một chút ban thưởng mà thôi, cất đi. Hộ vệ kia thụ sủng nhược kinh, vâng vâng dạ dạ cảm kích nói. Cảm tạ Vân Tiêu đại nhân. Liền vội vàng thu túi nguyên thạch vào. Thân là hộ môn tổng bộ. Tuy rằng thường ngày cũng có thể mò được chút mỡ, nhưng dù sao cũng có hạn. Hơn nữa lần này ý nghĩa lại khác nhau, chính là Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ cho hắn, tương lai thổi ra châu cũng có rất nhiều tư bản, hơn nữa cảm thấy có mặt mũi. Được rồi, sao lâu rồi chưa từng nhìn thấy Đinh Sơn hội trưởng đại nhân? Lý Vân Tiêu hữu ý vô ý hỏi. Hộ vệ kia sửng sốt, lập tức nhíu mày. Lý Vân Tiêu nói. Làm sao, có vấn đề gì không? Hộ vệ kia trầm tư một lúc nói. Ta đã rất lâu chưa từng thấy qua hội trưởng đại nhân, nhưng hội trưởng đại nhân vô cùng có khả năng ở trong Tân Duyên Thành. Lý Vân Tiêu đồng tử hơi co lại nói. Nga, sao có phán đoán này? Hộ vệ kia cẩn thận nhìn trái phải thoáng cái, mới len lén thấp giọng nói. Bởi vì ta phát hiện tung tích đội cận vệ Kim Phong Ngân Phong của hội trưởng đại nhân. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Cái này tịnh không có thể nói rõ vấn đề. Ta nhớ kỹ bên người Đinh Bằng cùng Linh Nhi cũng có Kim Phong Ngân Phong. Hộ vệ kia vội vã xua tay, lắc đầu nói. Cái này không giống nhau. Tuy rằng Kim Phong Ngân Phong là vệ đội lệ thuộc trực tiếp hội trưởng đại nhân, nhưng đích xác sẽ thường thường phái ra làm các loại sự tình. Nhưng có một người là tuyệt sẽ không rời bên người hội trưởng đại nhân, đó chính là thủ lĩnh Kim Phong Ngân Phong. Lại đại nhân. Mấy ngày hôm trước ta tựa hồ trong lúc vô ý nghe được thanh âm của Lại đại nhân. Chỉ là thanh âm. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nói mơ hồ như vậy. Hộ vệ kia nóng nảy nói. Vân Tiêu đại nhân cũng không tin, ta người này lỗ tai thập phần nhạy cảm, chỉ cần thanh âm nghe qua một lần cơ hồ sẽ không quên, huống chi nhân vật như Lại đại nhân, ta làm sao có thể quên. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút nói. Tiểu ca cũng biết hiện tại thương minh đối phó Lăng Bạch Y, bảy đại thương minh là tình huống gì. Hộ vệ kia nói. Cái này ngược lại không phải bí mật gì, việc này là do Vạn Bảo Lâu khởi xướng, Vân Tiêu đại nhân nói vậy cũng biết nguyên do a. Nhưng đối phó Lăng Bạch Y không phải là việc nhỏ, làm không tốt liền có thể nhận lấy tai nạn tính hủy diệt, cho nên nội bộ thương minh cũng có chủ trương không đồng nhất.
Hộ vệ kia nói Mi Phi sắc vũ, có thể có cơ hội ở trước mặt đại nhân vật biểu hiện một chút, để cho hắn dị thường hưng phấn cùng vui vẻ nói. Trong đó Kim Tiền Bang, Tinh Nguyệt Trai cùng Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta đều ủng hộ, mà Lôi Phong Thương Hội, Thiên Nhất Các, Mạn Đa Thương Hội đều phản đối. Lý Vân Tiêu nói. Vậy ngươi có biết tại sao Thiên Nguyên Thương Hội lại hỗ trợ không? Việc này rất nguy hiểm, nếu Lăng Bạch Y không chết, trả thù mà nói, ai có thể gánh lửa giận của hắn? Hộ vệ lắc đầu nói. Đây cũng không phải là tiểu nhân có thể biết, hơn phân nửa là xuất phát từ lợi ích thương hội đi, Vân Tiêu đại nhân hỏi Linh Nhi tiểu thư một chút liền biết. Lý Vân Tiêu biết hắn không có khả năng hiểu được càng nhiều, liền cười nói. Đa tạ cho biết. Hộ vệ kia vốn là thụ sủng nhược kinh, càng vâng vâng dạ dạ, vẻ mặt tươi cười. Lý Vân Tiêu, đứng lại. Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, từ trong thương hội bước ra mấy người chấp động liền xuất hiện ở cửa, ngăn cản lối đi của Lý Vân Tiêu. Chính là Đinh Bằng, phía sau còn theo ba lão giả. Ánh mắt Đinh Bằng bỗng nhiên sáng ngời, nhìn chằm chằm Thủy Tiên, có chút ngạc nhiên. Thủy Tiên phiền não nói. Nhìn cái gì vậy con cóc? Có tin ta móc mắt ngươi hay không? Con cóc. Đinh Bằng sửng sốt, kinh ngạc nói. Ngươi nói ta là con cóc. Thủy Tiên nói. Nói chính là ngươi, chẳng lẽ còn có người khác sao? Đinh Bằng nuốt nuốt nước miếng nói. Ngươi có biết ta là người phương nào không? Vậy mà nói ta là con cóc, ngươi có biết nữ tử thiên vũ giới muốn được ta yêu ái cùng sủng hạnh, có khả năng nhiễu thiên vũ giới hai vòng không? Nếu những người khác dám nói hắn con cóc mà nói, sợ là sớm đã nổi dóa, nhưng lúc này nhìn Thủy Tiên, lại một điểm tính tình cũng không có, trái lại nhẫn nại giải thích nói. Ta chính là thương minh một trong thất đại thương hội. Được rồi, ta không thích nghe con cóc ngươi giải thích, ngươi mau tránh đường, để cho ta và Vân Tiêu ca ca đi. Thủy Tiên không nhịn được nói. Ngươi, Đinh Bằng thoáng cái không có tính tình, buồn bực chỉ vào Lý Vân Tiêu nói. Ngươi kêu ta con cóc, lại gọi hắn là Vân Tiêu ca ca, ngươi chớ bị hắn lừa, phải biết rằng hắn cùng tỷ tỷ của ta có quan hệ mờ ám. Thủy Tiên cáu giận nói. Ai cần ngươi lo, quản tốt chính ngươi đi, con cóc. Đinh Bằng thiếu gia, ngươi mới vừa nói cái gì? Phía sau một vị lão giả đột nhiên mở miệng, con mắt nửa híp đột nhiên mở ra, phảng phất có lôi quang thiểm động, nói. Ngươi mới vừa nói người này cùng Linh Nhi tiểu thư có quan hệ không rõ. Hai gã lão giả khác cũng là sắc mặt trầm xuống, đồng loạt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lộ ra thần thái đối địch. Thân thể Đinh Bằng run lên, vội nói. Ba vị đại nhân bớt giận, là tiểu tử này cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, mỗi ngày quấn quýt lấy tỷ của ta cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Tên lão giả kia hừ nói. Đinh Bằng thiếu gia không cần giải thích nhiều, sự tình Linh Nhi tiểu thư chúng ta cũng có điều tra, nàng thật có một chi kỷ gọi Lý Vân Tiêu. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ vậy mà có quan hệ không rõ. Trong mắt hắn dần dần ngưng tụ sát khí, thần thức ba người đều đem Lý Vân Tiêu tập trung, tựa hồ thoáng cái là tử địch. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Xin hỏi ba tên này là... Câm miệng. Đinh Bằng phẫn nộ quát. Lý Vân Tiêu, ngươi sao dám nói chuyện như vậy? Ba vị đại nhân này là Lưu Minh phủ trưởng lão, Cảnh Diệu, Cảnh Minh, Cảnh Cao, thực lực thông thiên, được người kính ngưỡng. Người nói chuyện phải chú ý một chút. Lưu Minh Phủ. Lý Vân Tiêu suy tư một trận, trong ấn tượng cũng không có môn phái này, mà ba lão đầu kia thực lực cũng không tệ, tuyệt không phải thế hệ hời hợt, không khỏi ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ là lánh đời tông môn? Đinh Bằng đắc ý cười lạnh nói. Chính là lánh đời tông môn, lượng ngươi cũng chưa từng nghe qua, cái này cũng không có thể trách ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Nếu là lánh đời tông môn, sao còn muốn ra ngoài? Đinh Bằng hừ nói. Ba vị trưởng lão là Thiên Nguyên Thương Hội ta mời, nên xuất sơn. Lý Vân Tiêu nói. Nghĩ không ra Thiên Nguyên Thương Hội còn cùng những lánh đời tông môn này có dính dấp, chẳng lẽ cũng là vì đối phó Lăng Bạch Y? Người nói chuyện trước chính là đại ca của hai người khác Cảnh Diệu, hắn lạnh lùng nói. Ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, Lăng Bạch Y kia, rốt cuộc có thật lợi hại không, đã nhiều ngày nghe tên của hắn. Có thể nói nghe nhột lỗ tai. Cảnh Minh cười nói. Đại ca suy nghĩ nhiều, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Hiện tại thiên vũ giới bất quá là trong núi không hổ, hầu tử xưng vương mà thôi. Cảnh Cao nói. Chuyện Lăng Bạch Y trước không nói, nếu hắn dám đến, tự
tự nhiên sẽ cho hắn biết ba huynh đệ chúng ta lợi hại, vẫn là trước xử lý Lý Vân Tiêu này đi. Cảnh Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra sát khí nói. Có gì khó xử lý, trực tiếp giết là được, thiên vũ giới nhiều người như vậy, chết một người không ảnh hưởng chút nào. Ba 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 ba. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen. Ba vị nói thật khí phách, chỉ là bây giờ ta còn chưa hiểu rõ, vì sao ba vị muốn giết ta. Chẳng lẽ là đố kỵ ta lớn lên đẹp trai, nhưng này là trời xanh, không có biện pháp a. Ta phi. Cảnh Cao khinh thường phun một bãi nước miếng, cười lạnh nói. Hừ, cũng đúng, phải cho ngươi chết minh bạch a. Ninh Linh Nhi tiểu thư chính là nhân trung long phượng, chỉ có công tử nhà ta mới xứng, ngươi chính là con cóc, cũng dám cùng Linh Nhi tiểu thư chơi trò mập mờ, ngươi không chết còn có thiên lý sao? Thủy Tiên không hài lòng nói. Ba con cóc già các ngươi há mồm ngậm miệng liền mắng Vân Tiêu ca ca của ta, chính các ngươi mới là con cóc, công tử nhà các ngươi cũng là con cóc. Ba gã trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, Cảnh Cao phẫn nộ quát. Tiểu nha đầu, ngươi nói ai? Đừng tưởng rằng ngươi là nha đầu ta sẽ không đánh ngươi, còn dám nói công tử nhà ta, lão phu liền xé rách miệng của ngươi. Thủy Tiên bị dáng dấp hung hãn của hắn dọa sợ, quả nhiên không dám nói nữa, lùi ra sau một bước, trốn ở phía sau Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, Thủy Tiên, ngươi theo phi nghe học xấu, đừng động một chút là mắng chửi người. Thủy Tiên đỏ mặt lên, phun ra cái đầu lưỡi, dáng dấp khả ái. Ninh Bằng vội vàng nói, ba vị trưởng lão bất giận, việc này cùng vị tiểu thư kia không quan hệ, tất cả đều là Lý Vân Tiêu gây họa, người này căn bản không nên sống trên đời. Cảnh Cao nói, cũng được, xem ở nha đầu kia trẻ người non dạ, trước tha nàng. Về phần Lý Vân Tiêu này, ngươi là muốn chết hay muốn sống? Lý Vân Tiêu không nói gì nói. Đây không phải lời vô ích sao, đương nhiên là muốn sống a, lẽ nào ngươi muốn chết sao? Cảnh Cao sửng sốt một chút, lời này nghe rất không được tự nhiên a, nội tâm có loại cảm giác gai gai, nặng nề hừ nói. Hừ, nếu muốn sống, vậy tự phế đan điền, sau đó quỳ gối ở cửa chính, đợi công tử cùng Linh Nhi tiểu thư trở về sẽ xử lý. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc nói. Công tử nhà các ngươi đi cùng với Linh Nhi. Cảnh Diệu cười lạnh nói. Công tử cùng Linh Nhi tiểu thư là thiên địa tạo thành một đôi, tự nhiên ở cùng một chỗ, người vẫn là nhanh dẹp ý niệm này đi, tâm không chết, người sẽ chết. Lý Vân Tiêu nói. Ninh Bằng, nơi này là Tân Duyên Thành, có Tân Duyên Thành quy củ. Người thân là thiếu đương gia một trong thất đại thương hội, lẽ nào lại không để ý quy củ, thấy có người muốn xuất thủ nháo sự, vậy mà không ngăn cản. Ha ha, Lý Vân Tiêu ngươi cũng có thời điểm sợ. Ninh Bằng cười như điên, hai tay chống nạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến quát. Ba vị trưởng lão là quý khách của Thiên Nguyên Thương Hội ta, hành vi của bọn họ liền đại biểu hành vi của Thiên Nguyên Thương Hội, làm sao gọi nháo sự đây? Lý Vân Tiêu nói, ta nhớ kỹ Tân Duyên Thành không cho phép tư đấu, muốn đánh cũng phải lên lôi đài a. Ninh Bằng hừ một tiếng, ngẩng đầu kêu gào nói. Quy củ là thương minh định, thương minh tùy thời đều có thể sửa, đồng thời muốn thay đổi liền sửa, hiện tại bản thiếu liền sửa quy củ, người có thể làm gì? Lý Vân Tiêu nói. Thương minh liền khi dễ ngoại nhân như vậy. Ninh Bằng cười nhạo nói. Liền khi dễ người ngoài, người có thể làm sao? Nơi này là do thương minh chúng ta định đoạt, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn làm thịt ngoại nhân như ngươi liền làm thịt. Lý Vân Tiêu gật đầu, từ phía sau lấy ra một khối đá màu đen, nói. Đây là họa thạch, ta đã đem hình ảnh mới vừa rồi ghi xuống. Lần này Vạn Bảo Lâu triệu tập thiên hạ hào kiệt, ta sẽ lưu ý giao cho tất cả, ngoại nhân, nhìn. Ninh Bằng. Ngươi. Trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi bản thân nói tuy tất cả mọi người đều hiểu, nhưng bất quá là quy tắc ngầm mà thôi, nếu trực tiếp cầm lên mặt bàn, ở trước mặt thiên hạ hào kiệt nói ra. Sợ là đại hội lần này sẽ bị liên lụy, hậu quả nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng. Nếu là ngày thường còn tốt, hiện tại chính là thời khắc thiên hạ hào kiệt tụ họp, nhẹ thì liên lụy Thiên Nguyên Thương Hội, thậm chí bị trục xuất ra khỏi ban trị sự, nặng thì mình trở thành con dê thế mạng bị người đánh chết, cũng không phải là không thể nào. Ngươi đê tiện a. Ninh Bằng tức đến dậm chân kêu to, xông lên đoạt hòn đá kia nói. Nhanh đưa cho ta. Lý Vân Tiêu lộn bàn tay. Liền thu thạch đầu vào, một cổ kình khí đãng qua, chấn Ninh Bằng ra xa. Ninh Bằng khẩn trương,
chỉ có thể xin giúp đỡ nói. Ba vị trưởng lão đại nhân, xin giúp ta đoạt hỏa thạch lại, bằng không truyền bá ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cảnh Diệu nói, Ninh Bằng thiếu gia yên tâm, sau này không lâu Thiên Nguyên Thương Hội cùng Lưu Minh Phủ sẽ là người một nhà, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi Lý Vân Tiêu này dám ở trước mặt ba người chúng ta làm càn, cũng đã là tử tội. Hắn nháy mắt, Cảnh Cao tàn nhẫn cười lạnh một tiếng, một bước tiến lên liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, một chưởng đánh xuống đầu. Không thức thời vụ, đi chết đi. Thiết, nghiêu bức. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang nâng tay phải lên, đưa ngang trước người, kiếm khí bén nhọn phát ra, tà tước mà lên, đem không gian tua nhỏ, chém về phía bàn tay đối phương. Đột nhiên trong lòng Cảnh Cao cả kinh, một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên, vội vàng thu hồi trưởng thế, đồng thời lùi lại mấy bước. Cảnh Diệu nhướng mày nói. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Cao giật mình nói. Tiểu tử này tựa hồ có chút cổ quái, tuyệt không giống như mặt ngoài nhìn qua nhu nhược như vậy. Bất quá cũng chỉ là có chút cổ quái mà thôi, không đáng sợ hãi. Hắn trừ ăn kinh sợ ra, càng nhiều hơn chính là có chút tức giận, tựa hồ để cho hắn mất mặt, hét lớn một tiếng liền xong trường hợp nhất, sau đó đánh thẳng xuống. Lúc này đây hắn dùng hết 8 phần 10 nguyên lực, muốn thoáng cái chém đối phương thành thịt nát, để giải lửa giận. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ hoa chiêu gì đều là cho bụi. Lý Vân Tiêu lần thứ hai nâng tay phải lên, đưa ngang trước người, hóa thành kiếm thế tà tước mà lên, cùng chiêu trước giống nhau như đúc, hầu như chính là làm việc nhẹ nhàng, ngay cả biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phanh! Song trường hợp nhất giống như đại phủ phá núi, trực tiếp chém ở trên cánh tay của Lý Vân Tiêu, chấn đến không khí hai bên thoáng cái nổ lên, không gian tùy theo hoảng động không ngớt. Cái gì? Cảnh Cao chỉ cảm thấy song trường truyền đến một trận đau nhức, tựa hồ có kiếm khí phá vỡ phòng ngự xâm nhập vào kinh mạch, chạy đến nội phủ, trắng trợn phá hư nhục thân. Trong mắt của hắn như bạo ra, tràn đầy khó có thể tin, đầu óc cơ hồ bối rối, đứng ở đó không biết bước tiếp theo nên làm sao. A! À, đột nhiên trên hai cánh tay của hắn truyền đến đau nhức, năm ngón tay của Lý Vân Tiêu thoáng cái bóp hai tay hắn, cánh tay hóa thành kim sắc, mạnh mẽ kéo qua. Thân thể của Cảnh Cao trong nháy mắt mất đi cân đối, thoáng cái bị đẩy lui hơn 10 trượng, đồng thời xương ngón tay hầu như nát bấy toàn bộ. Cái gì? Cảnh Diệu, Cảnh Minh, còn có Đinh Bằng đều là thoáng cái thất sắc, khuôn mặt có chút dại ra. Chết tiệt, dám đả thương tam đệ, giết hắn. Cảnh Diệu thoáng cái bạo lên, khí thế trên người phóng lên cao. Cảnh Minh cũng trong khoảnh khắc phục hồi tinh thần lại, đồng dạng lực lượng đề thăng tới cực điểm. Thấy người mình bị đánh tổn thương, thoáng cái liền lửa giận ngút trời, cũng không quản phân chia cấp độ cùng thân phận gì, một tả một hữu liên thủ công tới. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một tia sát khí, nếu mấy tên ngu ngốc này không chừng mực, vậy đồng thời phế đi. Hắn mở ngũ chỉ, trong lúc bất chợt mi tâm nhíu lại, có chút nghi ngờ nhìn về phía Thiên Nguyên Thương Hội. Hai trưởng lão bất giận. Một giọng già nua vang lên, liền nhìn thấy quang mang trùng thiên lóe lên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, song trưởng đồng thời đánh ra. Ầm ầm, phong bạo cường đại chấn nảy lên. Lúc này lão giả phun ra một búng máu, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Cảnh Diệu cả giận nói. Lại đại nhân, là ngươi, vì sao muốn che chở tiểu tử này? Tuy rằng công kích của hai người bị lão giả cản lại, nhưng vẫn là lửa giận ngút trời, một tả một hữu kẹp ở hai bên Lý Vân Tiêu, sát ý giạt rào. Lão giả vội vàng ngăn chặn thương thế, bước nhanh đi lên trước nói. Hai trưởng lão bất giận. Vân Tiêu công tử cũng là quý khách của tệ hội, chớ bởi vì chút hiểu lầm mà tổn thương hòa khí, như vậy sẽ khiến tệ hội rất khó xử. Lão giả này chính là Kim Phong Ngân Phong thống lĩnh Lại Lão. Ninh Bằng vừa thấy hắn cũng kinh động, vội hỏi. Lại Lão, là Lý Vân Tiêu này không biết phân biệt, đả thương Cảnh Cao đại nhân. Khục, Cảnh Cao ho khan hai tiếng, ngắt lời nói. Nào có đả thương, bất quá là sơ suất bị hắn nhất chiêu chiếm thượng phong mà thôi. Lại Lão vội nói, nếu không có thương vong, song phương lại đều là quý khách, liền nể mặt lão ra cùng tiểu thư nhà ta, biến chiến tranh thành tơ lụa a. Cảnh Diệu lạnh lùng nói, tiểu tử này cùng Linh Nhi tiểu thư có quan hệ không rõ, phải chết. Bằng không công tử nhà ta tính toán cái gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu rét lạnh xuống, đối với hành vi ngu bức của ba người Lưu Minh Phủ cũng không để cho hắn tức giận,
dù sao đã trải qua nhiều như vậy, dạng ngu ngốc gì đều gặp, nên không thèm để ý nhiều. Nhưng đối phương nhắc tới Đinh Linh Nhi cùng công tử Lưu Minh Phủ, nhất thời làm hắn giận dữ, một cổ sát ý lan tràn, trong tròng mắt trái lại thanh minh, lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy ta liền trước giết ba người các ngươi, lại giết công tử gì kia. Hai người cũng trong khoảnh khắc cảm nhận được sát ý của Lý Vân Tiêu, như ẩn như hiện, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, cái này để cho nội tâm bọn họ đại chấn, vạn phần đề phòng. Không được, không được. Trên trán lại lão toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp chằng chịt, vội vàng kéo Lý Vân Tiêu gắt gao, cơ hồ là hai tay ôm lấy nói. Vân Tiêu công tử không nhìn mặt lão hủ, cũng nhìn mặt tiểu thư một chút, tiểu thư đi tinh nguyệt trai, không lâu sau sẽ về. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Lẽ nào ánh mắt ngươi mù sao? Là ba tên ngu bức này muốn giết ta, ý của ngươi là muốn ta để cho bọn họ giết. Nội tâm lại lão cũng đem ba người Cảnh Diệu mắng một trận, bọn họ là lánh đời thế gia không biết Lý Vân Tiêu lợi hại, nhưng hắn rất rõ ràng, người này là phá quân vũ đế chuyển thế A. Ba vị trưởng lão, mong nể mặt lão ra cùng tiểu thư, việc này tạm thời không đề cập tới làm sao. Đợi việc tân duyên thành xong, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Hắn cũng biết những lánh đời thế gia này đều không dành nhân sự, để cho bọn họ bỏ qua Lý Vân Tiêu, đừng nói tâm tình không thể tiếp thu, dù là mặt ngoài cũng không chịu, vì vậy nói sau này bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần hai nhóm người không đánh nhau, ngày sau sẽ chậm chậm hóa giải. Hừ, nếu lại đại nhân ra mặt, chúng ta trước tha người này không chết. Cảnh Diệu nghiêm túc nói. Nhưng sau việc tân duyên thành, Thiên Nguyên Thương Hội liền không thể ngăn chúng ta giết người này. Lại lão thầm nghĩ trong lòng, đến lúc đó còn không biết là ai giết ai đâu. Đương nhiên, nhất định, nhất định. Việc tư của hai bên chúng ta tự nhiên không thể ngăn cản, nhưng nghìn vạn lần không nên đánh nhau trong tân duyên thành, lấy tu vi của ba vị đại nhân, một khi động thủ, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, toàn bộ tân duyên thành đều sẽ liên quan. Nội tâm lại lão thở phào nhẹ nhõm, nịnh hót vài câu. Quả nhiên sắc mặt ba người thoáng cái tốt lên. Cảnh Diệu chỉ vào Lý Vân Tiêu, lạnh như băng nói. Tiểu tử ngươi chúng ta nhớ kỹ, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ truy sát. Ngu bức, các ngươi thành công làm tức giận ta. Ngày hôm nay nể mặt Linh Nhi, ta tạm thời không để cho Thiên Nguyên Thương Hội thêm phiền. Nhưng nếu các ngươi đến trước mặt của ta ngu bức một lần nữa, ta liền trước giết ba người các ngươi, lại giết công tử gì kia của các ngươi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu băng lãnh, lạnh giọng nói. Hắn bình thường không dễ dàng nổi giận, đặc biệt đối với loại ngu bức như vậy, trong ngày thường thấy cũng nhiều, nên thường sẽ bỏ qua không thèm nhìn. Chỉ là nghe Đinh Linh Nhi cùng công tử của bọn họ chung một chỗ, lửa giận không ngừng thiêu đốt, rất muốn giết người. Thủy Tiên cũng cảm thụ được sát khí trên người hắn, nhẹ nhàng lung lay cánh tay hắn kêu. Vân Tiêu ca ca. Trong lòng Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cả kinh, lúc này mới phát hiện mình không khống chế được tâm tình, vội vàng vận chuyển nguyên công, tĩnh tâm ngưng thần đem tâm tình áp chế xuống. Ngươi nói cái gì? Cảnh Minh giận dữ nói. Tiểu xúc sinh không biết phân biệt, muốn chết. Thân hình hắn bạo khởi, ở trên không trung hai tay bấm niệm thần chú, tàn ảnh khắp bầu trời thoáng cái hối nhập song trường, mạnh mẽ kết ấn chụp tới, quát. Đi tìm chết đi. Sắc mặt lại lão đại biến, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nghĩ không ra đối phương trăng thức thời như thế, cũng tức đối phương không nể mặt mình. Song trường của hắn khép lại, có tiếng hổ gầm ở giữa ngũ chỉ truyền ra. Hắn đang muốn ra tay, lại bị Lý Vân Tiêu vỗ vai, chân nguyên toàn thân đột nhiên tản ra, chân khí vừa ngưng tụ tới trực tiếp trầm xuống. Cái gì? Cả người lại lão run lên, một cảm giác kinh khủng nảy lên trái tim, hắn hoảng sợ quay đầu, nhìn bộ mặt lạnh nhạt kia, vậy mà không nhịn được run rẩy. Cổ Phi Dương, hắn thật là Cổ Phi Dương. Nội tâm lại lão có một thanh âm run rẩy hò hét, nhưng lúc này hắn vậy mà không phát ra được thanh âm, chỉ có thể lo lắng suông, mồ hôi lạnh từ hai gò má rơi xuống, cơ hồ là một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ngươi vẫn luôn ở trong thương hội a, xảy ra chuyện mới nghĩ ra đây điều giải, hay là thấy bản thiếu rất dễ khi dễ. Tâm niệm lại lão thay đổi thật nhanh, không kịp giải thích liền thấy bóng người từ trước mặt hắn chớp động. Lý Vân Tiêu đã tiêu thất ở tại chỗ. Ngũ lôi oanh đỉnh. Trên bầu trời có một tiếng sấm vang, sau đó vạn đạo thiểm điện hạ xuống, ở trên trời cao lóe ra bất định, tất cả đều nhập vào đại chùy trong tay Lý Vân Tiêu.
trên đại trùy không ngừng có phù văn kim sắc tuôn ra, ở bốn phía chớp động. Cảnh Minh hoảng hốt há to mồm, nhưng đã không có thời gian để cho hắn phản ứng, đạo ấn quyết của hắn bị lôi quang nuốt hết, cự trùy chụp xuống, toàn bộ thế giới phảng phất tự thành một giới. Lôi giới. Ầm ầm. Cây búa thoáng cái nện ở trên đầu Cảnh Minh, vô số lôi đình hóa long, trong khoảnh khắc dưới vào trong cơ thể hắn, phá nát cốt cách, từ trên thân thể phát ra ngoài. Cả người hắn giống như là một lôi điện thể, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phóng điện, khuôn mặt từ kinh hãi biến thành thống khổ, cuối cùng dại ra. A, nhị đệ, nhị ca, Cảnh Diệu cùng Cảnh Cao há to mồm, hóa đá tại chỗ. Lý Vân Tiêu thu lôi đình, thoáng cái xuống đến bên người Thủy Tiên nói. Đi thôi, tâm tình của ta hơi tốt, nhưng nếu có người tiếp tục ngu bức, ta sẽ không ngại sát nhân. Cảnh Minh cơ hồ bị điện đốt cháy, từ trên bầu trời rơi xuống. Nhị đệ, nhị ca, hai trưởng lão thoáng cái xông tới, bảo trụ Cảnh Minh, chỉ cảm thấy cả người tản ra mùi thịt, cũng không biết là chết hay sống. A a, Cảnh Diệu ngẩng đầu giống to, phẫn nộ quát. Giết hắn, mau giết hắn. Lại lão đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên một bước nói. Nhị vị trưởng lão vẫn là trước nhìn thương thế của Cảnh Minh trưởng lão một chút đi, coi có thể cứu trị. Nói rất đúng, nhanh cứu nhị đệ. Cảnh Diệu vội vàng triệu hồi Cảnh Cao, đồng thời ôm hận cắn răng nói. Lý Vân Tiêu, Lưu Minh Phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này tâm tình của Lý Vân Tiêu đã bình phục, mặc kệ những tên ngu ngốc này, trực tiếp ly khai. Ninh Bằng kinh ngạc đứng ở đó, cũng cảm thụ được cả người đầy mồ hôi lạnh, ươn ướt thập phần khó chịu nói. Lại đại nhân, vừa rồi Lý Vân Tiêu. Tâm tình của lại lão khó coi tới cực điểm, tức giận hừ nói. Lý Vân Tiêu là nhân vật nào? Ngươi cho là hắn thật sẽ tính toán với ngươi? Huống chi ngươi còn là thân đệ đệ của Linh Nhi tiểu thư, yên tâm đi, hắn mới không có công phu làm khó ngươi. Ninh Bằng sửng sốt, nghĩ đến tỷ tỷ của mình, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại áo não không thôi, một loại lửa giận do bị khinh thị nảy lên trái tim. Nhanh lấy thánh dược chữa thương trong thương hội ra. Lại lão mọi nơi phân phó, tuy rằng thương thế của Cảnh Minh rất nặng, nhưng vẫn chưa tới mức cứu không được, chỉ cần trước ổn định thương thế là xong. Hắn rốt cuộc thoáng yên tâm, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn phương hướng Lý Vân Tiêu rời đi, nhớ tới đạo uy áp kia, không khỏi dùng mình một cái. Vân Tiêu ca ca, vừa rồi vì sao ngươi lưu thủ, không có trực tiếp giết con cóc kia? Hai người ngồi trên phi hành xa, Thủy Tiên nhịn không được hỏi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Một con cóc mà thôi. Giết hay không quan hệ cũng không lớn, hiện tại Tân Duyên thành gió nổi mây phun, ta không muốn gây thêm phiền cho Thiên Nguyên Thương Hội. Thủy Tiên nói, ngươi là lo lắng gây thêm phiền cho Linh Nhi tỷ tỷ đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói, điều này cũng đúng, nếu không phải sợ Linh Nhi bị liên lụy, cho dù Tân Duyên thành trở mình, cũng không có quan hệ gì tới ta. Thủy Tiên nói lầm bầm, hừ, Vân Tiêu ca ca đối với Linh Nhi tỷ tỷ thật tốt. Lý Vân Tiêu tự nhiên nghe được vị chua nồng nặc, ngượng ngùng không dám nói lời nào. Sau một lúc Thủy Tiên mới hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lý Vân Tiêu nói. Tinh Nguyệt trai, ngoại trừ tìm Linh Nhi ra, vừa lúc ta muốn tìm đại trưởng quỹ của bọn họ đàm luận. Trong đầu hắn hiện lên dung mạo tuyệt mỹ của Hàn Quân Đình, nhịn không được đau đầu. Cô nàng này là đệ tử của Khúc Hồng Nhan, giết cũng giết không xong, nhưng khắp nơi cùng mình đối nghịch. Nghĩ hết biện pháp đi mưu hại bản thân, hiện tại khắp thiên hạ đều biết thân phận của mình, chẳng biết cô nàng này sẽ có cảm tưởng gì, cũng không biết hiện tại Hồng Nhan như thế nào. Đột nhiên Thủy Tiên nói, lập tức liền muốn gặp được Linh Nhi tỷ tỷ, Vân Tiêu ca ca, người không cao hứng sao? Lý Vân Tiêu sửng sốt nói, sao lại nói như vậy? Thủy Tiên nói, ta thấy hình dạng ngươi sầu mi khổ kiểm a. Lý Vân Tiêu cười khổ một cái. Thời khắc này hắn xác thực đầy bụng tâm tư, nhân tiện nói. Nào có, chỉ là đang suy nghĩ mấy vấn đề mà thôi. Hừ, ta liền biết, lập tức là có thể nhìn thấy Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể sẽ mất hứng. Thủy Tiên thoáng cái nhếch miệng, tràn đầy vẻ tức giận. Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một đạo quang mang từ trên bầu trời chạy như bay tới, tốc độ cực nhanh, hầu như chớp mắt đã đến. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại.
lập tức để cho phi hành xa ngừng lại. Đạo ánh sáng kia hiển nhiên là hướng về phía bọn họ mà tới, nếu lại bay qua, sợ là lập tức liền đụng phải. Đạo ánh sáng kia trong khoảnh khắc hạ xuống, hóa thành một đạo thân ảnh, là một lão giả, trong tay cầm một cây ba tong màu đỏ thắm, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc bạc tung bay. Thủy Tiên cả kinh nói. Chiếu hình. Lão giả kia cũng không phải là thực thể, toàn thân thông thấu, do quang mang ngưng tụ thành, chỉ là ba tong trong tay lại là tồn tại chân thật. Thủy Tiên ngạc nhiên nói. Đây chỉ là chiếu hình, cũng không phải thân ngoại hóa thân, làm sao có thể đơn độc phi hành. Lý Vân Tiêu nhìn lão giả kia một cái, mỉm cười, lúc này mới nói. Then chốt là ở ba tong trong tay hắn, nó tên là Xích Long Trượng, có thể cho một đạo chiếu hình phụ thân ở trên ba tong, thực hiện ngự không phi hành. Thủy Tiên chợt nói. Nguyên lai là như vậy. Lão giả kia đồng dạng mỉm cười nói. Vị tiểu cô nương này thật khả ái, chẳng lẽ chính là Tứ Hải Cộng Chủ, ba gia chi nữ? Lý Vân Tiêu cười nói. Ánh mắt của ngươi quả nhiên sắc bén trước sau như một. Lão giả cười ha ha một tiếng nói. Tiểu tử ngươi mới là thật lợi hại, Tứ Hải Cộng Chủ ngươi cũng quải chạy. Tiểu cô nương, loại Xích Long Trượng này cũng là chân phẩm huyền khí khó được, nếu ngươi thích, lão nhân liền đưa cho ngươi. Thủy Tiên lắc đầu nói. Ta là một cô gái, cầm một cây ba tong còn ra thể thống gì, vẫn là chính ngươi dùng đi. Hơn nữa không có cây ba tong này mà nói. Ngươi còn chiếu hình phi hành thế nào a? Ha ha, cô gái nhỏ thật đáng yêu. Lão phu thích, ta với ngươi vừa thấy hợp ý, nếu không chê ta già mà nói, liền kêu ta một tiếng đại ca là được rồi. Ta vẫn rất muốn có một tiểu muội muội khả ái như vậy. Lão giả vuốt râu, dịu dàng mà cười. Thủy Tiên chừng hai mắt, giật mình nói. Đương nhiên chê ngươi già a, ngươi, ít nhất, 100 tuổi đi, còn già hơn gia gia của ta. Còn muốn làm đại ca của ta. Lão giả sửng sốt, lúc này ngây người, lập tức nhịn không được cười ha hả. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười. Chó không đổi được thói quen sao sao, thương nhân chính là như vậy, mới vừa gặp mặt liền muốn đem Tứ Hải Cộng Chủ biến thành muội muội của mình, trong thiên hạ nào có sự tình tốt như vậy. Lão giả giải thích, Phi Dương ngươi hiểu lầm rồi, ta là thật tâm thích vị tiểu muội muội này, muốn nhận nàng làm muội muội. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn nói. Thu hồi tâm tư này của ngươi đi, đại lục đã đủ ngươi lăn lộn, đừng đánh chủ ý Tứ Hải nữa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, tới tìm ta có chuyện gì. Lão giả cười khổ không thôi, sau đó có chút trách cứ, cáu giận nói. Cổ Phi Dương, ngươi là không đem ta làm bằng hữu a, làm hại ta cho rằng ngươi đã chết, thương tâm hơn 20 năm a. Lý Vân Tiêu dở khóc dở cười mắng. Thương tâm em gái ngươi. Sao không thấy người báo thù cho ta, chớ ở trước mặt ta giả trang, bằng không ta một chưởng đánh nát chiếu hình, miễn cho nghe lời vô ích. Lão giả kia ngượng ngùng nói, ta là thật tâm. Hắn trong nháy mắt ngừng lại, bởi vì đã thấy Lý Vân Tiêu giơ tay lên vận chưởng, sợ là nói thêm câu nữa sẽ phách tới a. Được rồi, người không tin cũng không quan hệ, nhưng tâm lão phu có nhật nguyệt chứng giám. Lão giả vội vàng nói sang chuyện khác. Ta mong ngươi đến Vạn Bảo Lâu cùng ta tụ họp một chút, chúng ta hảo hảo nói chuyện, ở đây có nhiều bất tiện. Lý Vân Tiêu nói, là chuyện liên quan tới Lăng Bạch Y đi, việc này ta không có hứng thú, cũng không có năng lực tham dự. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, lấy tính các khôn khéo của ngươi, sẽ không làm ra việc qua loa cùng nguy hiểm như vậy a, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Sắc mặt lão giả ngưng trọng nói, xác thực có ẩn tình khác. Người đối với tu vi và công pháp của Lăng Bạch Y chắc là phi thường quen thuộc, nếu có người giúp, nắm chặt càng lớn hơn. Lý Vân Tiêu phất tay nói. Người trở về đi, việc này ta thật không muốn tham dự. Hơn nữa người này ta vô cùng hiểu rõ, người đã bố cáo thiên hạ muốn làm, vậy dĩ nhiên là rất có nắm chắc. Lão giả khổ sở nói. Lần này ta thật là không có nắm chặt, quá mạo hiểm. Ta đời này mạo hiểm giống như vậy sợ là không vượt qua 5 lần. Cổ Phi Dương, coi như ta cầu ngươi, giúp ta một lần a. Ngươi còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Lý Vân Tiêu nói. Tự nhiên nhớ kỹ, nhưng ta đã không phải là Cổ Phi Dương. Bằng không sau khi chuyển thế sống lại đã tới tìm các ngươi. Lão giả nói. Ngươi không tới tìm, đó là đối với ta không có tín nhiệm. Lý Vân Tiêu nói. Xin lỗi, lúc đó ta còn quá yếu ớt,
không thể tin bất luận kẻ nào, chỉ có thể tin tưởng mình. Lão giả gật đầu nói. Ta minh bạch, cũng có thể hiểu được ngươi, đổi lại là ta mà nói, hơn phân nửa cũng không chịu bại lộ thân phận của mình. Nhưng nếu hiện tại thiên hạ đã biết, ngươi cũng nên thản nhiên thừa nhận, chứng minh ngươi đã khôi phục tự tin của Cổ Phi Dương lúc trước. Lý Vân Tiêu nói. Bất luận thân ở nơi nào, thuận cảnh nghịch cảnh ra sao, ta chưa bao giờ thiếu tự tin. Lão giả cười nói. Phải phải, cường giả chi tâm của Phi Dương ngươi, ta chẳng bao giờ hoài nghi tới, ta mong ngươi có thể tiếp tục làm khách khanh của Vạn Bảo Lâu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Hiện tại ta tiêu diêu tự tại rất tốt, không muốn bị cái gì ước thúc. Lão giả cười nói. Vạn Bảo Lâu chưa bao giờ bó buộc ngươi, giống như trước đây, chưa từng cho ngươi ràng buộc. Lý Vân Tiêu nói. Mặc dù không có ước thúc ngoài mặt, nhưng lấy tiền tài của người, tâm lý chung quy băn khoăn, đây là ước thúc trên đạo đức cùng khế ước. Ai? Lão giả thở dài nói. Đương kim thiên hạ, người có tình có nghĩa giống như ngươi không nhiều lắm, cho nên ta rất khát vọng ngươi có thể giúp ta. Hơn nữa lấy lực lượng của Vạn Bảo Lâu, đối với ngươi cũng có chỗ hữu dụng. Lý Vân Tiêu trầm mặc, tuy hắn đối với bước vào siêu phàm nhập thánh vô cùng tự tin, nhưng ngày nay thế cục thiên hạ thay đổi, rất nhiều sự tình lấy lực một người hắn căn bản không thể làm được. Nhưng việc đối phó Lăng Bạch Y, thứ cho ta không thể giúp ngươi. Ngữ khí của hắn rốt cục hòa hoãn xuống, nói. Đồng thời ta cũng không cho là các ngươi có thể làm được, tuy rằng ngươi là người rất ổn thỏa, nhưng việc này vô luận như thế nào cũng có chút thiếu thỏa đáng. Lão giả mặt âm trầm nói. Ta biết, nhưng lần trước Lăng Bạch Y không để cho Vạn Bảo Lâu mặt mũi, nhất định phải cho hắn cái giáo huấn cả đời khó quên. Lý Vân Tiêu nói, ngươi tuyệt không phải là người vì chút mặt mũi liền làm việc xung động như vậy, nếu không thể nói thẳng, vậy mời trở về đi. Lão giả vội vàng nói, cũng không phải là không thể nói thẳng, chỉ là nơi đây không thể nhiều lời. Hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy, trời mới biết có bao nhiêu cường giả chạy đến xem náo nhiệt. Ta phải đề phòng tai vách mạch rừng, mời tới Vạn Bảo Lâu tụ họp một chút. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Ngươi đi về trước đi, ta tạm thời có việc trong người, nếu ta nguyện ý tới, sẽ đi tìm ngươi. Nếu như ta không tới, vậy chứng minh việc này thất bại, ngươi không cần tới tìm ta nữa. Thân thể lão giả hơi rung, ôm quyền nói. Ta liền tùy thời đợi đại giá của ngươi. Đây là lệnh bài đẳng cấp cao nhất của thương hội, ngươi cầm. Dùng nó có khả năng tùy thời ưu tiên điều động tất cả tài nguyên của thương minh, thấy lệnh như thấy ta. Hắn một trưởng vỗ lên xích long trượng, nhất thời hình rồng ở trên trượng đột nhiên mở ra, phun ra một đạo ngân quang. 3. Lý Vân Tiêu nhận ở trong tay, phía trên có một chữ vạn khí thế rộng rãi, có vẻ nhiều tiền lắm của. Lão giả thấy hắn nhận lấy, khóe miệng hơi hiện ra tiểu ý, nói. Lệnh này thông dụng ở toàn bộ thương minh. Tồn tại không vượt qua 5 tấm. Lý Vân Tiêu không khỏi nhướng mày, lệnh này dị thường chân quý, xem ra tâm lão giả cầu hắn thập phần bức thiết. Sắc mặt lão giả có chút cổ quái, cười nói. Ngươi bây giờ đi tinh nguyệt trai ra, có biết thế lực sau lưng tinh nguyệt trai là ai không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, thu lệnh bài vào, bộ dáng khổ não nói. Thần Tiêu Cung. Lão giả cười nói. Nguyên lai ngươi cũng biết. Ta còn tưởng rằng có thể cung cấp cho ngươi chút tin tức a. Lý Vân Tiêu than thở. Thực là nhiều chuyện, không có hứng thú nói chuyện tào lao với ngươi, ngươi đi về trước đi. Lão giả ôm quyền nói. Ta đây tùy thời đợi đại giá. Vừa rồi ở trước Thiên Nguyên Thương Hội ngươi thi triển thần thông, sợ là rất nhanh sẽ có chấp pháp đội đến điều tra, chỉ cần ngươi lấy ra lệnh bài kia liền vô sự. Nói xong, chiếu hình của hắn liền thoáng cái co lại thành quang đoàn. Tiến nhập vào xích long trượt, hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất. Thủy Tiên nói. Vân Tiêu ca ca, lão nhân này là ai? Lý Vân Tiêu nói. Vạn Bảo Lâu lâu chủ, Vạn Thiên Nhất. Thủy Tiên như hiểu như không gật đầu, nàng chỉ biết Vạn Bảo Lâu là một đại thương hội, không hơn. Lý Vân Tiêu thở dài, nhiều sự tình lúc trước từng cái hiện lên trong óc. Thủy Tiên nói. Nếu đối phó Lăng Bạch Y rất nguy hiểm, Vân Tiêu ca ca không nên đi thì hơn. Lý Vân Tiêu nói, ta cũng không muốn đi, nhưng mà, hắn lại thở dài nói, rất nhiều sự tình không phải do mình. Thủy Tiên tán thưởng nói, không sai, đại trưởng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc ngạc nhiên nói,
Ngươi biết những lời này là có ý gì sao? Thủy Tiên lắc đầu nói. Không quá rõ ràng, nhưng hình như rất lợi hại, ta nghe người ta nói qua. Lý Vân Tiêu. Chấm. Gì, hình như lại có người đến. Thủy Tiên giơ tay lên hô. Rất nhanh, hơn 10 đạo quang mang đem phi hành khí vây quanh đến con kiến chui không lọt, tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng cầm binh khí, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Một người cầm đầu sắc mặt trầm ngưng, lạnh giọng nói. Vừa rồi động tĩnh trước cửa Thiên Nguyên Thương Hội là các ngươi làm ra. Hắn nhìn chằm chằm hai người, nội tâm dâng lên cơn sóng gió động trời, tu vi của hai người hắn hoàn toàn nhìn không ra, đặc biệt nam tử kia cho hắn một loại cảm giác sâu không thể lường, nội tâm không khỏi lo lắng. Lý Vân Tiêu ung dung nói. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Người nọ lẩm bẩm nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói. Nếu như không phải, chúng ta lập tức đi liền. Nếu là hai vị ra tay, ta xem hai vị khí vũ bất phàm, cũng không phải người thường, mong không nên làm khó chúng ta, có thể theo ta quay về Vạn Bảo Lâu một chuyến nói rõ nguyên do. Lý Vân Tiêu lấy ra tấm lệnh bài kia ném tới. Người cầm đầu kia đồng tử co lại, lúc tiếp được thân thể run lên, a, một tiếng. Thống lĩnh, làm sao vậy? Hai phó thống lĩnh ở bên cạnh đều tò mò nhìn hắn. Người nọ vội vàng hai tay nâng lệnh bài, đưa lên nói. Tại hạ có mắt không tròng, đụng phải quý khách, mong rằng tha thứ. Lý Vân Tiêu ừ một tiếng, thu hồi lệnh bài nói. Vừa rồi ở Thiên Nguyên Thương đích thật là ta gây nên, nhưng đã xử lý tốt, chư vị không cần tra xét nữa. Dạ. Thống lĩnh ứng tiếng nói, cung kính đứng ở một bên. Lý Vân Tiêu trực tiếp khu động phi hành khí, siêu một tiếng liền xuyên qua đám người, rất nhanh tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thống lĩnh, người nọ rốt cuộc là người nào? Một gã phó thống lĩnh rốt cuộc nhịn không được hỏi. Vừa rồi đạo lôi đình chi lực ở Thiên Nguyên Thương Hội kia, kinh thiên động địa, sợ là các đại thế lực đều bị kinh động. Trên trán thống lĩnh còn tràn đầy mồ hôi hột nói. Ta cũng không biết người này là ai. Phó thống lĩnh ngạc nhiên nói. Vậy tấm lệnh bài kia là Vạn Tự Vương lệnh. A, mọi người đều sợ run, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phó thống lĩnh sợ hãi nói. Không thể nào, Vạn Tự Vương lệnh mặc dù là trưởng lão cấp 1 cũng không có, chỉ có lâu chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão, còn có mấy đại nhân vật hiển hách của thiên vũ giới mới có thể có, thiếu niên kia bất quá mới 20 tuổi. Thống lĩnh nghiêm mặt nói. Phía trên có dấu ấn độc nhất vô nhị của Vạn Bảo Lâu, tuyệt đối không giả được. Cho nên trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vạn phần cẩn thận cho ta, có trời mới biết Tân Duyên Thành tới bao nhiêu đại nhân vật, đừng nói chúng ta, có chút mặc dù là cao tầng cũng không đắc tội nổi. Vâng, tất cả mọi người cùng kêu lên đáp, sắc mặt ngưng trọng, đây có lẽ là Tân Duyên Thành thành lập tới nay, khảo nghiệm lớn nhất đối với chấp pháp đội bọn họ. Phó thống lĩnh nói, ta mới vừa nhận được tin tức. Gần đây có một tổ chức sát thủ tên là Lăng Vân Thập Nhị Đao, thanh danh đang lên, ở thiên vũ giới náo gà chó không yên cũng tiến nhập Tân Duyên Thành, bọn chúng có gây ra sự tình gì hay không? Thống lĩnh biến sắc nói. Trong Lăng Vân Thập Nhị Đao ta đã thấy qua một vị, chỉ bài danh đệ thập nhất, đao pháp võ ý kia liền không phải là ta có thể sánh bằng. Tổ chức như vậy tiến nhập Tân Duyên Thành, mặt trên sẽ có an bài khác, chúng ta không cần quản nhiều, làm tốt bản chức của mình là được. Mọi người chuyện phiếm vài câu, liền trực tiếp hóa thành quang mang tiêu thất ở trên bầu trời. Cổ Phi Dương, Tứ Hải Cộng Chủ, chậc chậc, có ý tứ. Một tiếng cười cổ quái ở trên không trung vang lên, sau đó một đạo u quang hạ xuống, lập tức hóa thành hai đạo thân ảnh. Một người trong đó cao to mập mạp, đầu tròn vo, tên còn lại thì thấp bé gầy nhỏ, hình thể hai người chênh lệch gấp 5-6 lần a. Còn có Lăng Vân Thập Nhị Đao, chậc chậc, cũng có ý tứ. Tên thấp bé kiệt kiệt nở nụ cười. Ba. Tên mập mạp một cái tát đem người gầy lật úp trên mặt đất, trực tiếp chấn nhập đại địa, toàn bộ nhai đạo hé ra hơn phân nửa. Hừ, có ý tứ cái rắm, cái gì Lăng Vân Thập Nhị Đao, bất quá là lâu la, nơi nào có ý tứ. Rầm. Người gầy thoáng cái nhảy ra ngoài, hai tay giơ lên cao, chân phải chĩa xuống đất, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo gió xoáy, vô số phong nhận từ bốn phía bay lên. Hướng trên người mập mạp chém tới. Dám đánh ta, ta giết ngươi. Trong trận gió truyền đến âm thanh giống giận, toàn bộ nhai đạo đều vỡ vụn, vô số đá xanh bị quấy nát bấy. Có cường giả tranh đấu,
mau chạy a. Trong cửa hàng bốn phía nhất thời tuôn ra nhóm lớn người, tất cả đều hướng xa xa bỏ chạy, như là vô số con kiến, lập tức tản ra. Này này, người muốn chết sao? Cẩn thận đưa tới cao thủ. Người dám đánh ta, cùng lắm thì đưa tới cao thủ đồng quy vu tận. Người cái con khỉ ốm ngốc nghếch này, lão tử đánh ngươi thì có sao? Ngươi nói xem Lăng Vân thập nhị đao làm sao có ý tứ? Có ý tứ thì sao? Ngươi cũng nói Cổ Phi Dương cùng Tứ Hải cộng chủ có ý tứ đấy thôi. Đương nhiên là có ý tứ. Ngoá, ngươi thuần túy là muốn tìm đánh đúng không? Bàn ca sẽ thành toàn ngươi. Mập mạp vừa nói xong, một bên đem đầu của mình rụt lại, thân thể ngồi xổm xuống, hai tay bảo vệ đầu, trực tiếp bắn lên, như là một quả cầu sắt ở trên không trung cuồn cuộn, mạnh đánh về phía trận gió. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng ở trên không trung kích tán, kiến trúc bốn phía trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồng thời hướng về xa xa lan tràn. Siêu, siêu, trên bầu trời trong nháy mắt liền có bóng người chớp động, tiểu đội chấp pháp vừa rời đi thoáng cái về tới tại chỗ, đều hoảng sợ nhìn phế tích phía dưới, trên mặt ngoại trừ kinh hãi ra, còn có cực kỳ tức giận. Trong phương viên vài dặm, tất cả đều hóa thành cho phi, đã không gặp bất kỳ bóng người nào. Là ai làm, chết tiệt a! Một gã phó thống lĩnh cắn răng nói. Vậy mà không nể mặt thương minh như vậy, thống lĩnh đại nhân, nên làm cái gì bây giờ? Thống lĩnh mặt âm trầm nói. Có thể tạo thành phá hư kinh khủng như vậy, đã không phải là cường giả phổ thông, tiếp tục tăng mạnh đề phòng đi. Kỳ thực nội tâm hắn cũng biết cái này, nội tâm dâng lên một cảm giác vô lực. Tổng bộ Vạn Bảo Lâu, trong một tòa thiền điện, trung ương đặt một cái đỉnh đồng. Bên trong có thanh yên lượn lờ lan tràn. Một lão giả ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đan điền, giống như nhập định. Đột nhiên một đạo quang mang chạy như bay tới, ở phía trên đỉnh đồng xoay tròn, đúng là một con rắn xích hồng sắc, ngẩng đầu lung lay liền biến thành cây ba tong, chậm rãi hạ xuống. Lão giả mở mắt ra, thoáng cái nắm ba tong, lóe lên đã đứng ở trước mặt đỉnh đồng, chậm rãi đi qua đi lại, có vẻ tâm sự nặng nề. Lâu chủ đại nhân. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng la hét, một đạo nhân ảnh trực tiếp tiến đến, quỳ một gối nói. Không xong, có người ở trong thành nháo sự, ảnh hưởng cực lớn, hiện tại đã có vài dặm hóa thành phế tích. Cái gì? Sắc mặt Vạn Thiên Nhất đại biến, tức giận nói. Người phương nào gây nên? Người kia nói. Tạm thời không rõ, đại trưởng lão đã tự mình đi thăm dò, đặc biệt lệnh thuộc hạ đến thông chi lâu chủ đại nhân. Vạn Thiên Nhất lạnh giọng nói. Nhất định phải điều tra ra, bất luận là kẻ nào, giết gà dọa khỉ. Hắn cầm ba tong, liền trực tiếp xông ra ngoài, hôm nay là thời kỳ phi thường, tất phải nặng tay. Lý Vân Tiêu cùng Thủy Tiên dùng phi hành khí ly khai một lúc, đột nhiên ở trên không trung ngừng lại. Gì? Lý Vân Tiêu quay đầu lại, đồng tử hơi co, dừng ở xa xa. Thủy Tiên cũng kinh ngạc nói. Nguyên lực ba động thật mạnh a. Là ai ở địa phương lúc trước của chúng ta đánh nhau? Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói. Hai nguyên lực ba động gần như giống nhau, nhưng một âm một dương, một cương một nhu, chút chút manh mối. Thủy Tiên giật mình nói. Vân Tiêu ca ca thật lợi hại, cái này cũng có thể phát giác ra được. Lý Vân Tiêu mặt toát mồ hôi nói. Cái này không có khó khăn gì, ngươi chỉ là lịch lãm quá ít mà thôi. Để cho ta giật mình là... Trung tâm của lực lượng ba động này chính là chỗ chúng ta đứng lúc trước, chứng minh hai người này trước đó đã có mặt, có thể tránh được cảm giác của ta, xem ra Vạn Thiên Nhất cẩn thận một chút là không sai. Thủy Tiên cũng gật đầu, hình như rất hiểu. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng kia của nàng, không nhịn được cười thoáng cái, nhân tiện nói. Đi thôi, thiên hạ cường giả nhiều lắm, ta không thể tự cao tự đại. Việc này cũng không phải chúng ta quản, để Vạn Thiên Nhất đi quan tâm đi. Phi hành xa rất nhanh bay đi, mấy canh giờ sau, liền xuất hiện ở trước một tòa tiểu lâu tinh mỹ. Phía trên có ba chữ viết, Tử Diễm Các, chính là chỗ ở của Hàn Quân Đình. Mơ hồ trong đó có đàn âm từ từ truyền ra. Lý Vân Tiêu ở trên phi hành xa lẳng lặng lắng nghe, sắc mặt an tường. Chén trà nhỏ thời gian sau, âm luật ngừng lại, thanh âm của Hàn Quân Đình vang lên nói. Nếu Phi Dương Đại Nhân đã tới, sao không tiến vào? Thanh âm ngân linh dễ nghe, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Lý Vân Tiêu cùng Thủy Tiên bay xuống, chậm rãi bước vào Tử Diễm Các. Bên trong có chút cải biến, trước phòng khách nhỏ có một bức rèm tre,
xuyên thấu qua có thể thấy được bên trong có mấy đạo nhân ảnh. Trong đó một nữ tử người khoác sa y, trực tiếp từ trên ghế ngồi đứng lên, thân thể khẽ run. Lý Vân Tiêu vạch bức rèm che, lộ ra dáng tươi cười nói. Linh Nhi, lâu rồi không gặp, tu vi của ngươi tinh tiến rất nhiều, cũng càng thêm xinh đẹp. Nàng kia chính là Đinh Linh Nhi, phía sau có một nam tử, chính là lần trước ở Tân Duyên Thành đã gặp, Thiên Nguyên Thương Hội Tổng Quản Tô Hồng. Hai người khác là Hàn Quân Đình cùng Quỳ Hoa bà. Hàn Quân Đình nhìn thấy Lý Vân Tiêu tiến đến, rất rõ ràng tâm tình ở trong con ngươi ba động, như là mặt hồ bị nước mưa rơi xuống, đáng suất rung động. Vân Tiêu đại ca. Một tiếng thở nhẹ mang theo vui sướng, hai gò má của Đinh Linh Nhi có chút ửng đỏ, mừng đến chảy nước mắt, viền mắt có chút ướt át. Lý Vân Tiêu cười nói. Trong khoảng thời gian này ngươi đã chạy đi đâu? Ta là đi tìm ngươi rất nhiều lần. Đinh Linh Nhi nghe được trong lòng hoan hỉ, thẹn thùng nói. Chỉ là việc thương hội, đã làm thỏa đáng. Đây cũng là nguyên nhân ta tìm Vân Tiêu đại ca tới. Nga, ngươi ở trong ngọc giản cũng không có nói, chắc là vô cùng trọng yếu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ở Thiên Lĩnh gia, hắn đồng thời nhận được thiệp mời của Đinh Linh Nhi cùng Vạn Bảo Lâu, nếu chỉ có người sau mà nói, hắn chắc là sẽ không đến Tân Duyên Thành. Đinh Linh Nhi nói. Phải, hơn nữa còn là thiên đại hảo sự. Hi hi, Linh Nhi tỷ tỷ vừa thấy người trong lòng, liền triệt để quên người bên ngoài rồi. Hàn Quân Đình đem tâm tình khẩn trương ép dưới đáy lòng, cười hì hì, trêu đùa Đinh Linh Nhi. Gương mặt của Đinh Linh Nhi nhất thời ửng đỏ nói. Chuyện lần này cũng ít nhiều có Quân Đình muội muội, bằng không không có thuận lợi như vậy. Hàn Quân Đình nói. Việc nhỏ mà thôi, ta người tình như tỷ muội, không coi là cái gì. Nàng ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía Lý Vân Tiêu, trong mắt tựa hồ có chút sợ hãi run lên một cái. Rồi mới từ trước án chậm rãi đứng lên, hạ thấp người nói. Quân Đình gặp qua Phi Dương đại nhân. Lý Vân Tiêu nói. Vừa rồi khúc tiểu vũ Tân Hà kia ngươi học của ai? Hàn Quân Đình nói. Đại nhân đây không phải là biết rõ còn hỏi sao, khúc này chính là đại nhân cùng gia sư hợp nhau sáng chế, Quân Đình còn có thể từ đâu học được? Lý Vân Tiêu lo lắng thở dài, nói. Nàng có khỏe không? Nàng là ai? Hàn Quân Đình nhíu mi, nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu nhất thời trầm xuống, lạnh giọng nói. Hàn Quân Đình, ngươi cho là ta không dám phế ngươi sao? Bầu không khí thoáng cái lạnh xuống, Đinh Linh Nhi biết giữa hai người có khúc mắc, lại càng hoảng sợ, vội hỏi. Vân Tiêu đại ca, ngươi làm sao vậy? Lý Vân Tiêu thu liễm lửa giận nói. Ta rất ghét cùng nữ nhân ngu xuẩn nói chuyện, đặc biệt là nữ nhân đã ngu xuẩn còn lanh chanh. Hàn Quân Đình quật cường hừ một tiếng, cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy kính xin Phi Dương đại nhân ly khai. Nơi này là tử diễm các của ta, hiện tại ta không chào đón ngươi. Quân Đình muội muội, Đinh Linh Nhi có chút nóng nảy, không rõ ra sao. Hai người vừa thấy mặt đã giống như cừu nhân vậy. Hàn Quân Đình cười lạnh nói. Linh Nhi tỷ tỷ, người nọ là cổ Phi Dương chuyển thế, nói vậy ngươi cũng biết, không nên bị hắn lừa gạt. Ngươi xem thời điểm ngươi không có ở bên cạnh hắn, liền có nhiều nữ nhân vây quanh hắn a. Ngươi xem cô gái nhỏ này, thật xinh đẹp, chật chật, ngay cả ta thân là nữ tử cũng không nhịn được muốn thân hai cái. Thủy Tiên đỏ mặt lên, lè lưỡi nói. Nữ nhân thân nữ người, không sợ bị người cười, chẳng biết xấu hổ. Lúc này Đinh Linh Nhi mới chú ý tới Thủy Tiên, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Vị muội muội này chẳng lẽ chính là Tứ Hải công chúa Thủy Tiên muội tử trong truyền thuyết? Thủy Tiên ngạc nhiên nói. Chúng ta thấy qua sao? Tại sao ngươi lại biết ta? Đinh Linh Nhi cười nói. Thủy Tiên muội tử thực sự là vừa đẹp vừa đáng yêu. Thủy Tiên có chút xấu hổ, cúi đầu vui vẻ nói. Linh Nhi tỷ tỷ cũng vậy, ta một đường đều nghĩ hình dạng của tỷ tỷ như thế nào, hiện tại thấy, mặc dù không có đẹp như trong tưởng tượng của ta. Nhưng vẫn là rất đẹp. Đinh Linh Nhi. Chấm. Nàng thân là một trong hai đóa hoa tuyệt sắc của Thương Minh, lời như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe, nhưng dù sao cũng là người trong thương hội, tâm tính cực cao, lúng túng nở nụ cười nói. Ha ha, Thủy Tiên muội tử thực sự là đơn thuần. Thủy Tiên cũng không có nói hoang, một đường đến trong lòng bao nhiêu cũng có chút thấp thỏm, rất sợ Đinh Linh Nhi đẹp hơn nàng, may mà không có, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Thủy Tiên nói,
Chúng ta vừa đi Thiên Nguyên Thương Hội tìm ngươi, gặp phải rất nhiều người xấu muốn đánh Vân Tiêu ca ca. Cái gì? Đinh Linh Nhi cả kinh, vội hỏi. Là chuyện gì xảy ra? Sau lưng Tô Hồng cũng thoáng cái kinh ngạc cùng khẩn trương. Thủy Tiên cười nói. Linh Nhi tỷ tỷ không cần lo lắng, có con cóc không có mắt, đã bị Vân Tiêu ca ca đánh cho sắp chết. Tô Hồng cả kinh nói. Chẳng lẽ? Lý Vân Tiêu nói. Là cái gì Lưu Minh phủ trưởng lão, nói ta và Linh Nhi quấn quýt không rõ, quan hệ mập mờ, nên động thủ với ta. Bất quá ta đã thủ hạ lưu tình, để lại hắn một mạng. Sắc mặt Đinh Linh Nhi thoáng cái trắng bệch, hầu như không có huyết sắc, cả giận nói. Mấy vị trưởng lão hơi quá đáng. Lý Vân Tiêu nói. Được rồi, nghe bọn hắn nói ngươi cùng công tử của bọn họ chung một chỗ, làm sao không gặp hắn. Sắc mặt Đinh Linh Nhi càng thêm khó coi, vội vàng nói. Vân Tiêu đại ca ngươi nghìn vạn lần đừng hiểu lầm, ta và Cảnh Thiểu Nghi tuyệt không có bất cứ quan hệ gì, chỉ là về buôn bán vãng lai. Lý Vân Tiêu mặt toát mồ hôi nói. Linh Nhi ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là ta không thấy hắn, thuận miệng hỏi mà thôi. Đinh Linh Nhi nói. Ta và Quân Đình muội muội thương lượng chút chuyện quan trọng, Quân Đình muội muội không thích người này, cho nên để hắn ở tổng bộ Tinh Nguyệt trai uống trà. Trong mắt nàng lóe lên hàn ý nói. Thiên Nguyên Thương Hội cùng Lưu Minh Phủ tuy có vãng lai, nhưng nếu bọn họ quá đáng, cái đồng bọn này không cần cũng được. Nàng xoay người nói. Tô Hồng, người đi nói cho Cảnh Thiểu Nghi, để cho hắn trở về đi. Ta cùng Vân Tiêu đại ca chung một chỗ, sau này không nguyện tái kiến hắn. Gương mặt nàng kiên quyết, hiển nhiên là sợ Lý Vân Tiêu hiểu lầm cái gì. Cái này. Tô Hồng cả kinh, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tự nhiên tương đối nhiều, nếu như vậy, sợ là triệt để đắc tội Lưu Minh Phủ, đồng bọn biến thành cừu nhân, sự tình lớn như vậy hắn nào dám đi. Hơn nữa Cảnh Thiểu Nghi tu vi mạnh mẽ, tính tình không tốt, đồng thời vừa nhìn chính là người tâm nhãn không lớn, không cẩn thận tại chỗ đánh chết mình cũng là có khả năng. Ra sao, còn không mau đi. Sắc mặt Đinh Linh Nhi trầm xuống, càng ngày càng nổi giận. Hàn Quân Đình tự nhiên nhìn thấu Tô Hồng quẫn bách. Nhẹ nhàng cười nói. Linh Nhi tỷ tỷ, việc này quan hệ quá nhiều, không nên quá vội vàng, vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Nếu muốn đi, để muội muội đi là được rồi, do ta đứng ra so với Tô Hồng đại quản gia đứng ra muốn ổn thỏa hơn. Đinh Linh Nhi suy nghĩ một chút nói. Vậy phiền phức muội muội, nếu Cảnh Thiểu Nghi này không thức thời, ta bất quá cùng Lưu Minh phủ triệt để trở mặt. Tô Hồng ở một bên nghe mà mồ hôi lạnh nhễ nhại. Dùng ánh mắt viện trợ nhìn Hàn Quân Đình, nếu như vậy, đối với Thiên Nguyên Thương Hội mà nói chính là chuyện cực xấu. Hàn Quân Đình đưa mắt rời đi chỗ khác, mỉm cười. Lý Vân Tiêu nói, Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Lần này tới Tân Duyên Thành, ta là đặc biệt vì tìm ngươi mà đến, không muốn gặp người dư thừa. Trong lòng Đinh Linh Nhi xúc động, chỉ cảm thấy ấm áp. Hàn Quân Đình cười lạnh nói, ô, Phi Dương Đại Nhân thật là cao. Không coi ai ra gì như vậy. Cũng được, ta cũng không muốn gặp chút người không giải thích được, việc Khả Vân sư thúc nhờ ta cũng bỏ qua. Một trận cuồng phong thổi qua, Lý Vân Tiêu trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt nàng, một chiêu cầm long thủ bóp ở cổ của nàng, đem cả người Hàn Quân Đình nâng lên, lạnh giọng nói. Ta có dự cảm, người một ngày nào đó sẽ chết ở trong tay ta. Quỳ hoa bà kinh hãi, khiển trách. Cổ Phi Dương, ngươi làm cái gì? Hàn Quân Đình cười lạnh nói. Là chính ngươi không muốn gặp người dư thừa, bản cô nương cũng không muốn gặp người dư thừa. Ngược lại ngươi cho rằng mình là phong hào vũ đế, có thể muốn làm gì thì làm sao? Vân Tiêu đại ca. Đinh Linh Nhi khẩn trương, không biết giữa bọn họ rốt cuộc có ân oán gì. Lý Vân Tiêu thu hồi lửa giận, để Hàn Quân Đình xuống nói. Đừng quên lần trước ở Tân Duyên Thành, ngươi đáp ứng bản thiếu, Tinh Nguyệt trai thay ta miễn phí cung cấp một năm. Hàn Quân Đình lạnh lùng nói. Bản cô nương đã đáp ứng, nhưng bây giờ là ngươi không cần ta cung cấp. Đinh Linh Nhi vội nói. Hảo muội tử, đừng tranh hơn thua. Tỷ tỷ không biết giữa các ngươi có hiểu lầm gì, nhưng Vân Tiêu đại ca là người tốt, tỷ tỷ mong các ngươi có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Hàn Quân Đình lấy tay ôm cổ, tựa hồ làm đau nàng, lạnh lùng nói. Ta mới không chấp nhặt với hắn, nếu bản cô nương đã nói, liền phải làm. Khả Vân sư thúc để cho ta hỏi thăm hai chuyện, chỉ là không quá xác thực. Phụ
Phụ thân Nguyệt Đồng là Mộ Dung Trúc xuất hiện ở Tây Vực vài lần, ta sẽ đem địa điểm hắn xuất hiện đánh dấu cho ngươi, về phần Lạc Vân Thường sư tỷ. Cái gì, Vân Thường tỷ tỷ là sư tỷ của ngươi? Đinh Linh Nhi cả kinh, nàng biết phía sau Tinh Nguyệt trai là Thần Tiêu Cung, nhưng trăm triệu lần không ngờ nàng vậy mà cũng là đệ tử của Khúc Hồng Nhan. Trong lúc bất chợt tựa hồ có chút minh bạch ân oán giữa nàng và Lý Vân Tiêu. Hàn Quân Đình nói, việc sư tỷ ta cũng có manh mối, nhưng chuyện liên quan đến cơ mật của bản môn, thứ cho ta tạm thời không thể cho biết. Trong lòng của nàng đột nhiên phát lạnh, tựa hồ cảm nhận được sát khí của Lý Vân Tiêu, vội vàng nói. Bây giờ đầu mối còn chưa đủ, mặc dù nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu nói, tin tưởng ngươi có thể thu tập được đủ tư liệu ta cần. Đột nhiên hắn giơ tay lên, đánh ra một đạo ấn quyết, không chút hoang mang, không nhanh không chậm. Hàn Quân Đình hoảng hốt, trơ mắt nhìn ấn quyết vỗ xuống, nhưng bản thân dâng lên cảm giác không thể chống lại, thậm chí nguyên lực trong cơ thể cũng đọng lại. 3. Đạo quyết ấn kia vỗ vào trên đầu vai nàng, lóe lên liền biến mất. Hàn Quân Đình chỉ cảm thấy như là mũi cắn một cái, đã không có cảm giác nào, trên vai vẫn bình thường, không có hồng cũng không có sưng. Sắc mặt nàng tái xanh, rốt cục nhịn không được cả giận nói. Cổ Phi Dương, khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Nàng hai tay bấm niệm thần chú, khắp bầu trời dâng lên vô số tàn ảnh, đều vỗ đi xuống. A. Đinh Linh Nhi lại càng hoảng sợ, nghĩ không ra sẽ náo đến trình độ binh khí gặp nhau, hơn nữa trong lòng nàng biết Hàn Quân Đình thực lực phi phàm, tuy Lý Vân Tiêu cũng không kém, nhưng sợ là tạm thời không đánh lại. Nhưng kết quả khiến cho nàng ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt đạm nhiên, chỉ giơ tay lên, ngũ chỉ hóa chảo, nhất thời không trung dâng lên một mảnh thanh quang. Không gian xoay lại, hiện ra điện phong, đem tàn ảnh đánh nát. Cả người Hàn Quân Đình bị một cổ lực lượng chế trụ, thân thể không thể động một chút. Nội tâm của nàng dâng lên kinh hãi cùng sợ hãi, tu vi của Lý Vân Tiêu cùng nàng độc nhất vô nhị, cũng chỉ là cửu tinh sơ giai vũ đế, nhưng giở tay giở chân liền đem nàng áp chế, tựa hồ so với lúc ở Hồng Nguyệt Thành còn cường đại hơn. Sợ hãi để cho nàng thanh tỉnh vài phần, tâm tình tức giận hễ quét là sạch, làm cho mình tỉnh táo lại. Lý Vân Tiêu nhìn nàng nói. Ta với sư phụ của ngươi coi như là có chút sâu xa, không muốn làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi năm lần bảy lượt tính kế ta, hiện tại vẫn như cũ ác tính không thay đổi, ta chỉ là hơi khiển trách. Sắc mặt Hàn Quân Đình tái nhợt, nhưng khóe miệng cười nhạt nói. Sư phụ ta thực sự là mắt bị mù, làm sao lại thích một người như ngươi, ha ha. Sắc mặt Quỳ Hoa bà đại biến, cả kinh nói. Quân Đình. Đinh Linh Nhi cùng Tô Hồng cũng giật mình không thôi, làm đệ tử, nói sư phụ mình như vậy đã là đại nghịch bất đạo. Nhưng Lý Vân Tiêu không có tức giận, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, thu hồi lôi đình chi lực lại, xoay người liền đi. Đinh Linh Nhi an ủi. Quân Đình muội muội không nên tức giận, nhất định là Vân Thiếu nổi nóng, cho nên mới có chút kích động. Dứt lời cũng theo đó đuổi theo. Trong tử diễm các chỉ còn lại Hàn Quân Đình cùng Quỳ Hoa bà. Trong lòng Quỳ Hoa bà thấp thỏm, nàng ở sau người nhìn không thấy khuôn mặt của Hàn Quân Đình, chỉ là có chút cảm giác không ổn. Khanh khách a. Đột nhiên thân thể Hàn Quân Đình run một cái, nở nụ cười, cười như hoa loạn chiến. Quỳ Hoa bà cả kinh nói. Quân Đình, ngươi không sao chứ? Bà, ta không sao. Hàn Quân Đình xoay người lại, trong tròng mắt tinh mang chớp động, trên mặt chỉ có tươi cười. Nội tâm Quỳ Hoa bà có chút sợ. Nhìn nàng hỏi. Hàn Quân Đình vuốt tóc, khôi phục khí chất khuynh đời, cười nói. Bà, ta thực sự không có việc gì, Cổ Phi Dương trở lại trước kia, ta là thật tâm vui vẻ. Sắc mặt Quỳ Hoa bà khó coi nói. Thực lực bây giờ của hắn thâm bất khả chắc, mặc dù không mạnh mẽ như kiếp trước, sợ cũng kém không xa. Cô nương, người vẫn là không nên cùng hắn đối nghịch, bằng không tông chủ đại nhân cũng sẽ không thích. Sắc mặt Hàn Quân Đình trầm xuống, cả giận nói. Câm miệng, đừng cầm sư phụ đến áp ta, nếu không có Cổ Phi Dương, sư phụ làm sao sẽ biến thành như vậy? Ta hận chết hắn, qua nhiều năm vẫn luôn ước gì đem hắn lột ra rút gân, đáng tiếc hắn chết ở 20 năm trước. Ta thậm chí phái người mấy lần tiến nhập Thiên Đãng Sơn, muốn lấy thi thể của hắn ra nghiền xương thành tro. Trên mặt nàng lại bình thường, nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười cổ quái nói. Khanh khách.
thật sự là quá tốt, hắn vậy mà không chết, khanh khách, thật sự là quá tốt. Quỳ hoa bà chỉ nghe một trận mau cốt tủng nhiên, khuôn mặt buồn rầu. Quân đình, vậy ngươi định làm gì? Lấy lực lượng của chúng ta, căn bản không đối phó được Lý Vân Tiêu. Trong ánh mắt Hàn Quân Đình lộ ra lãnh ý, hừ nói. Nếu đối thủ quá yếu, làm sao đáng giá sư phụ thích một hồi đây? Cường đại mới có ý nghĩa, trước đem việc của Lý Vân Tiêu nói cho Cảnh Thiểu Nghi. Quỳ hoa bà nói. Cảnh Thiểu Nghi vốn không phải là đối thủ của Lý Vân Tiêu. Hàn Quân Đình cười nhạo nói. Nếu chỉ là một Cảnh Thiểu Nghi liền có thể đối phó hắn, còn cần bản cô nương động tay sao, chỉ là để cho hắn đi gây phiền phức. Bên người Lý Vân Tiêu phiền phức càng nhiều, lại càng dễ loạn, ra lỗ thủng, chúng ta phải làm đó là lẳng lặng chờ hắn mắc lỗi. Quỳ hoa bà lo lắng nói. Hiện tại Thương Minh đồng tâm hiệp lực chuẩn bị đối phó Lăng Bạch Y, nếu làm loạn có thể khiến cho Vạn Bảo Lâu bất mãn hay không? Hàn Quân Đình lạnh lùng nói. Lăng Bạch Y có chết hay không không quan hệ gì tới ta muốn là Lý Vân Tiêu chết. Nếu Vạn Bảo Lâu hắn đối với bản cô nương bất mãn, chúng ta liền rời khỏi đội hình đối phó Lăng Bạch Y. Quỳ hoa bà trong lòng giật mình không thôi, biết Hàn Quân Đình là quyết tâm muốn giết Lý Vân Tiêu. Tốt, lão thân liền đi. Vô luận cô nương muốn làm cái gì, lão thân thủy chung đều hỗ trợ. Hàn Quân Đình nhìn Quỳ hoa bà tiêu thất ở trong tử diễm các, một người yên tĩnh trở lại, trong mắt lộ ra quang mang oán độc. Đột nhiên nàng che ngực, cong thân, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra vẻ thống khổ, dần dần vặn vẹo. Vì sao ngươi sẽ thích hắn? Một số nam nhân, hắn rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Hắn khiến ngươi thống khổ nửa cuộc đời, ta sẽ nghiền nát máu thịt của hắn, luyện hóa hồn phách của hắn để báo thù cho huynh. Khanh khách. Dung nhan thống khổ lập tức cười ha hả, cười run rẩy hết cả người. Trong tiếng cười, Hàn Quân Đình cởi ra lụa mỏng, vén lên hai tay áo, lộ ra cánh tay ngọc, trong tay cầm giải lụa màu, nhô lên cao bay múa. Ngoài tử diễm các, cách xa nhau 7-8 con phố, hơn 3-4 dặm. Bốn người Lý Vân Tiêu vẫn chưa đi xa, mà là đang đi trên đường phố phồn hoa. Mặc dù là thời kỳ phi thường, Tân Duyên Thành Thủy Trung vẫn là thương thành đệ nhất thiên hạ, nhân khẩu lưu động phi thường lớn, Thủy Tiên chung quanh nhìn hoa cả mắt, bất diệt nhạc hồ. Qua, cái này thật xinh đẹp. Thủy Tiên thoáng cái đáp đến trước mặt một gian cửa hàng, cầm lấy một bộ áo giáp của nữ tử. Hai mắt đều là ánh sao nói. Vân Tiêu ca ca, ta muốn mua cái này. Điếm chủ kia vừa thấy Thủy Tiên, nhất thời nhìn ngốc trệ, trong lòng giật mình không thôi, mấy người trước mắt này đều khí vũ bất phàm, không giống bình thường, hắn không dám chậm trễ, vội nói. Cô nương hảo nhãn lực, đây là hàng mới nhất của tiểu điếm, vừa đưa ra thị trường không bao lâu. Ninh Linh Nhi nhìn thoáng qua, cười nói. Thủy Tiên muội tử đừng chỉ thích đẹp. Cái này tạo hình tuy mới mẻ độc đáo, nhưng dùng vật liệu chỉ là dã thú phổ thông, cách điệu quá thấp. Điếm chủ lấy làm kinh hãi, biết tới hành gia, vội nói. Vị tiểu thư này hảo nhãn lực, nói không sai. Cái này dùng vật liệu đích xác không quá chú ý, ta chỗ này có một bộ do gia hải thiềm thử chế thành, phía trên còn có 36 viên Bắc Hải Minh Châu, mỗi một viên đều là vô giá. Hắn xoay người liền lấy ra một bộ khác, phía trên gập ghềnh. Nhưng ở dưới ánh sáng Minh Châu rực rỡ không gì sánh được. Đây chính là trấn điếm chi bảo của bổn điếm. Thủy Tiên nhìn thoáng qua, lắc đầu nói. Không được, hải thiềm thư xấu chết, vuốt da của nó ta sẽ khó chịu, hơn nữa hạt châu kia đẳng cấp quá thấp, xấu xí, ta chỉ thích cái này. Nàng giơ bộ trong tay lên. Ninh Linh Nhi nhẹ khẽ cười nói. Thủy Tiên muội tử là hải tàng gì chưa thấy qua, tự nhiên chướng mắt thứ phẩm như vậy. Lấy cái nàng chọn đi. Nàng trực tiếp lấy ra nguyên thạch để trả. Thủy Tiên vui vẻ nói. Tạ ơn tỷ tỷ. Tô Hồng đi theo phía sau mấy người, trong lòng thầm nghĩ cô nàng này cũng quá đơn giản đi, như vậy đã bị tiểu thư thu mua, còn tứ hải công chúa. Cũng không biết là thật khờ hay là giả bộ. Trong lòng Đinh Linh Nhi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nội tâm lẩm bẩm cô nàng này rất dễ thân cận. Lý Vân Tiêu hỏi. Linh Nhi. Người bảo ta tới Tân Duyên Thành rốt cuộc là vì chuyện gì? Ninh Linh Nhi cười nói. Tự nhiên là chuyện tốt, ta tiêu thất lâu như vậy chính là vì xử lý việc này. Cuối cùng vẫn là Quân Đình muội muội cho trợ giúp cực lớn, nhưng nghĩ không ra nàng là đệ tử của Khúc Hồng Nhan cung chủ, cùng ngươi. Lý Vân Tiêu nói.
Ta cùng với Hàn Quân Đình ân oán không có quan hệ gì tới Hồng Nhan, chỉ cần nàng không chọc ta, ta tự nhiên sẽ không cùng nàng tính toán. Ân, Vân Tiêu đại ca dĩ nhiên không phải người nhỏ mọn như vậy. Ninh Linh Nhi vừa cười vừa nói. Chẳng biết tu vi bây giờ của Vân Tiêu đại ca đến cảnh giới gì. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi nói. Cửu tinh sơ giai, hiện tại ta tích lũy nguyên lực phi thường khổng lồ, nhưng thủy chung không xông lên được. Ta kiêm tu thể thuật, nhục thân cần lực lượng quá mức kinh khủng, đã liên lụy đến tu vi để thăng. Cửu tinh vũ đế. Ninh Linh Nhi lấy làm kinh hãi nói. Mới có mấy tháng, không nghĩ Vân Tiêu đại ca tiến bộ thần tốc như vậy. Lý Vân Tiêu thầm thở dài, nếu không có bá thiên luyện thể quyết hao tổn lực lượng, sợ là đã vào tới cửu tinh đỉnh phong, cách siêu phàm nhập thánh cũng không xa. Chuyện ta làm lần này, có thể sẽ giúp đại ca nhảy qua một bước dài, không dám nói vào tới cửu tinh đỉnh, chí ít trung giai là nắm chặt cực lớn. Ninh Linh Nhi tự tin nói. Cửu tinh trung giai. Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi nói. Linh Nhi đối với võ đạo nhận thức còn thấp, sơ giai cùng trung giai mặc dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại khác biệt một trời một vực. Ninh Linh Nhi chớp mắt cười nói. Ta tự nhiên hiểu được tiến thêm một bước có bao nhiêu khó khăn, nhưng Vân Tiêu đại ca xem Linh Nhi là người lung tung nói ngoa sao. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói. Tự nhiên không phải, cho nên ta mới phát giác được kỳ quái. Ninh Linh Nhi làm ra vẻ nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Vân Tiêu đại ca có nghe qua cửu âm cửu dương phá ách đan chưa? Cái gì? Cả người Lý Vân Tiêu chấn động, trong tròng mắt tuôn ra tinh mang, hoảng sợ thất thanh nói. Nghe đồn cửu âm phá ách đan có khả năng lập địa thành thần. Ta không nghe lầm chứ? Phản ứng của hắn quá lớn, bốn phía không ít người đều ngạc nhiên quay mặt lại, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Nhưng đại thể vẫn chưa nghe qua loại đan dược này, chỉ là đối với câu lập địa thành thần thập phần giật mình. Lý Vân Tiêu biết mình quá kích động, hai tròng mắt nháy nháy, đồng tử đen kịt, tản mát ra ánh sáng yêu dị. Tất cả người trông lại, đều hoảng hốt thoáng cái, liền cảm thấy đầu óc tỉnh tỉnh, tựa hồ có chút không rõ, hình như quên mất cái gì. Ninh Linh Nhi cũng bị phản ứng của hắn dọa sợ, nhỏ giọng thầm thì nói. Vân Tiêu đại ca muốn dẫn cường giả toàn thành tới sao? Lý Vân Tiêu kềm chế nội tâm khiếp sợ nói. Thật sự là làm ta khó mà tin được. Linh Nhi người hơn phân nửa là bị người lừa. Loại vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mặc dù là lúc thập phương quy tắc còn tồn tại, thần cảnh cường giả khắp nơi trên đất, cũng chưa chắc có loại vật này. Ninh Linh Nhi cười nói. Ta tự nhiên biết vật ấy khó được, bằng không không phải là cường giả khắp thiên hạ sao. Cửu âm cửu dương phá ách đan ta không có, nhưng ta có luyện phương. Luyện phương? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Không nói đến thật giả. Mặc dù là thật, tài liệu trong đó sợ là từ lâu đã tuyệt tích, muốn luyện ra viên thuốc này không khác gì người nằm mơ. Ninh Linh Nhi thở dài nói. Không hổ là Vân Tiêu đại ca, thoáng cái liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề. Ta biến mất hơn nửa năm là đi tìm nguyên liệu luyện chế viên thuốc này. Ở trên tài liệu hiện có, mặc dù không thể luyện chế ra cửu âm cửu dương phá ách đan thuần túy, lại có thể đạt đến trình độ bát âm bát dương, có nửa hiệu quả của cửu âm cửu dương phá ách đan chân chính. Chẳng biết đan dược trình độ như vậy, có thể trợ giúp Vân Tiêu đại ca đột phá đến cửu tinh trung giai không? Lý Vân Tiêu nói, nếu có thể có một nửa uy lực, đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng mặc dù là bát âm bát dương phá ách đan, ta cũng phi thường hoài nghi. Ninh Linh Nhi nói, lấy tâm tư kín đáo của Vân Tiêu đại ca, nếu không hoài nghi trái lại kỳ quái. Luyện phương này là phụ thân trong lúc vô ý đạt được, chính là bởi vì luyện phương này xuất hiện. Mới để cho phụ thân dần dần đi ra thương hội, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ninh Sơn ra phía sau màn chính là vì nghiên cứu luyện phương. Ninh Linh Nhi nghiêm nghị nói. Phải, ta trước kia cũng không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng phụ thân là bởi thân thể có vấn đề, dẫn đến vô ý tiến thủ, ẩn lui điền viên, nguyên lai là vì nghiên cứu cửu âm cửu dương phá ách đan. Vật ấy quá mức chân quý. Phụ thân rơi vào đường cùng chỉ có thể gạt ta cùng đệ đệ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tâm tư thật kín đáo a, ngay cả nữ nhi của mình cũng giấu giếm, kỳ thực toàn bộ đều trong lòng bàn tay của hắn. Ninh Linh Nhi có chút hơi làm khó nói. Ta biết Vân Tiêu đại ca còn hoài nghi Vũ Văn Bác trưởng lão chết, nhưng ta cho rằng nhất định không phải là phụ thân làm, trong đó khẳng định tồn tại hiểu lầm. Nga,
ngươi chính miệng hỏi qua hắn chưa? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Sắc mặt của Đinh Linh Nhi có chút khó coi nói. Hỏi qua, nhưng phụ thân không trả lời. Lấy tính tình của hắn là sẽ không trả lời. Lý Vân Tiêu nói. Việc của Vũ Văn Bác ta sớm muộn sẽ tra ra chân tướng, bất luận phụ thân ngươi thừa nhận hay không, ngươi cũng có thể yên tâm, ta tuyệt sẽ không oan uổng hắn. Đinh Linh Nhi gật đầu, nhưng tâm tình tựa hồ có chút trầm trọng, như là đè ép một tảng đá. Sau khi phụ thân đạt được luyện phương cửu âm cửu dương phá ách đan, vẫn toàn tâm nghiên cứu, đồng thời mọi nơi tìm nguyên liệu. Như Vân Tiêu đại ca nói, rất nhiều thiên tài địa bảo từ lâu đã tuyệt tích, phụ thân không có biện pháp, chỉ có thể tìm tài liệu khác thay thế, cuối cùng dưới sự trợ giúp của Quân Đình và Linh Nhi, tìm đủ mấy nguyên liệu cuối cùng. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại nói. Hàn Quân Đình cũng biết người luyện chế viên thuốc kia. Đinh Linh Nhi cười nói. Đương nhiên không biết, ta chỉ là nhờ nàng giúp ta tìm mấy tài liệu mà thôi. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Nếu là như thế, cha ngươi trải qua thời gian chuẩn bị dài như vậy, cộng thêm lực lượng của Thiên Nguyên Thương Hội, luyện chế ra đan dược uy lực phân nửa cửu âm cửu dương phá ách đan, thật cũng có thể. Chỉ là việc tuyệt mật như vậy, phụ thân ngươi như thế nào sẽ để cho ngươi tiết lộ cho ta? Đinh Linh Nhi nói. Bởi vì, luyện chế đan dược này còn cần Vân Tiêu đại ca giúp. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Nga, do ta chủ trì luyện đan sao? Đinh Linh Nhi lắc đầu nói. Không cần, phụ thân vốn là đại thuật luyện sư, ở mấy năm chuyên nghiên cứu, thành tựu thuật đạo từ lâu đã tới cửu giai, đủ để chủ trì luyện đan. Nhưng toàn bộ quá trình luyện đan còn thiếu một khâu vô cùng trọng yếu, đó chính là chân nguyên lực của võ đạo cao thủ, phải tụ tập lực lượng của 18 vị cửu tinh vũ đế cao thủ, hơn nữa thuộc tính cần cửu âm cửu dương. 18 vị. Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi nói. Ngoại trừ 7 đại siêu cấp thế lực ra, thiên hạ này đi đâu tìm được 18 vị cửu tinh vũ đế? Đinh Linh Nhi khẽ cười nói. Đã tìm được rồi, hơn nữa Vân Tiêu đại ca là một cái trong số đó. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói. Ta đại khái đã hiểu, hội tụ âm dương trúc tính chân nguyên của cửu tinh võ đế, phân biệt dung nhập vào trong dược liệu cô đọng thành đan. Hơn nữa ta không có đoán sai, ngưng ra phá ách đan tuyệt không chỉ một viên. Đinh Linh Nhi không chút nào che giấu lộ ra thần sắc thưởng thức. Có chút si mê nói. Vân Tiêu đại ca quả nhiên thông tuệ, đúng là như vậy. Hoàn chỉnh luyện chế một lò 18 viên, phân biệt đối ứng thuộc tính của 18 vị cửu tinh võ đế. Nhưng bây giờ hoàn cảnh thiên địa từ lâu không bằng lúc thượng cổ, phụ thân cũng không có nắm chắc có khả năng luyện ra 18 viên, mà chúng ta chuẩn bị tài liệu mấy năm, sợ là chỉ có thể luyện chế một lần. Lý Vân Tiêu nói. Không có được đan dược, cha ngươi sẽ có bồi thường khác a. Đinh Linh Nhi gật đầu nói. Phải, nhưng phụ thân đã đáp ứng ta, vô luận như thế nào cũng phải cho Vân Tiêu đại ca một viên. Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ chờ mong nói. Nếu thật có thể có bát âm bát dương phá ách đan, ta có thể nhất cử đột phá đến cửu tinh trung giai. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động nói. Cha ngươi không phải là mời cái gì Lăng Vân 12 đao chứ? Đinh Linh Nhi cả kinh nói. Làm sao Vân Tiêu đại ca biết được? Chẳng lẽ ngươi gặp được Lăng Vân 12 đao? Lý Vân Tiêu nói. Quả thế, nguyên lai bọn họ nói phương pháp bước vào siêu phàm nhập thánh, là bát âm bát dương phá ách đan. Đinh Linh Nhi nói. Vân Tiêu đại ca không có cùng bọn họ nảy lên xung đột chứ? 12 người bọn chúng đều là loại giết người không chớp mắt, những năm gần đây danh tiếng rất cao, rất có khí thế đuổi kịp tử thần bát chủng, đặc biệt sau khi bát chủng đều bỏ mạng ở Tân Duyên Thành, 12 đao này hầu như thành ác nhân đệ nhất. Lý Vân Tiêu nói, có qua mấy chiêu, tên thủ lĩnh cũng coi là một nhân tài. Đinh Linh Nhi nói, lão đại kia gọi là Cao Nguyên, thực lực phi thường mạnh, cụ thể đến trình độ nào ta không biết, có người nói người gặp qua hắn xuất thủ đều chết hết. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, chỉ cửu tinh đỉnh mà thôi, nhưng vũ ý không đủ, thực lực có hạn. Đinh Linh Nhi cười khổ nói, cửu tinh đỉnh mà thôi, cũng chỉ có Vân Tiêu đại ca dám nói như vậy. Lão nhị là Hạng Hòa Phong, lão tam Đường Vũ, ba người này đều là cửu tinh võ đế cường giả, ở trong 18 người mà gia phụ mời. Lý Vân Tiêu cười nói. May mà lúc đó tâm tình của ta cũng không tệ lắm, không có giết những điều nhân này. Thủy Tiên một mực chơi đùa với thứ mình mới mua, đột nhiên ngẩng đầu lên, rầm rì nói. Là bởi vì muốn gặp Linh Nhi tỷ tỷ,
cho nên tâm tình mới khá đi. Trên mặt Đinh Linh Nhi hơi đỏ, vui mừng cúi đầu, có chút xấu hổ. Lý Vân Tiêu cũng ho khan vài cái, khiển trách. Lại hồ ngôn loạn ngữ, liền vào giới thần bia đi. Lúc này Thủy Tiên mới lộ ra thần sắc không tình nguyện, nói. Được rồi, ta sai rồi, ta không nói nữa. Đột nhiên một thanh âm quát chói tai truyền đến nói. Linh Nhi, tùy theo một cổ kình phong kéo tới, trong chớp mắt liền có một gã bạch y nam tử xuất hiện ở trước mặt mấy người, nhìn Đinh Linh Nhi tràn đầy trách cứ, sau đó ánh mắt chuyển qua Lý Vân Tiêu, càng hóa thành lưỡi dao sắc bén, hầu như muốn giết đối phương. Sắc mặt Đinh Linh Nhi đại biến, thoáng cái tái nhợt, cắn răng nói. Cảnh Thiểu Nghi, sao ngươi lại tới đây? Hừ, ta làm sao tới? Bạch y nam tử hai mắt phun hỏa, lạnh giọng nói. Trước đây gọi Cảnh Thiểu, Cảnh công tử, hiện tại có tình lang, trực tiếp gọi Cảnh Thiểu Nghi. Đừng vội nói bậy. Hai gò má Đinh Linh Nhi đỏ lên, tức giận nói. Trước đây gọi ngươi Cảnh công tử là kính ngươi, nếu ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ, giao tình giữa chúng ta từ nay về sau đoạn tuyệt. Cái gì, ngươi, tốt tốt. Cảnh Thiểu Nghi tức đến cả người phát run, giận dữ mà cười nói. Ha ha, tốt, ngươi vậy mà vì nam tử này muốn cùng ta tuyệt giao. Đinh Linh Nhi, ngươi thật không có đem Cảnh Thiểu Nghi ta để trong mắt a. Gì, hắn rốt cuộc có phải gọi Cảnh Thiểu Nghi hay không a? Thủy Tiên nháy mắt kỳ quái nói. Vừa nãy Linh Nhi tỉ tỉ gọi hắn Cảnh Thiểu Nghi hắn không vui, hiện tại bản thân lại tự gọi Cảnh Thiểu Nghi, đem ta làm cho hồ đồ rồi. Mọi người, chấm, ngươi, Cảnh Thiểu Nghi giận dữ. Còn tưởng rằng người nào cố ý nhục nhã hắn, một cổ khẩu khí trực tiếp xông lên ót, nhưng thấy Thủy Tiên trong nháy mắt liền ngạc nhiên, sau đó mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Cô gái nhỏ ngươi dám pha cho ta, hôm nay không đem ngươi bắt trở lại hảo hảo khiển trách, ta sẽ không gọi Cảnh Thiểu Nghi. Thủy Tiên sầu mi khổ kiểm nói. Ta làm sao pha cho ngươi, là ngươi đem ta làm hồ đồ a, ngươi rốt cuộc tên gì? Hừ, Cảnh Thiểu Nghi hừ một tiếng nói. Ta không cùng tiểu nữ tử như ngươi tính toán. Bản công tử rốt cuộc tên gì, đợi theo ta trở về thì sẽ biết. Trong mắt hắn lóe ra vẻ tham lam, hơi lè lưỡi liếm môi một cái, hiển nhiên là đối với Thủy Tiên động tâm tư. Đinh Linh Nhi mặt lạnh lùng nói. Cảnh Thiểu Nghi, ngươi vô sỉ. Hảo, ngươi nói ta vô sỉ. Cảnh Thiểu Nghi gằn giọng nói. Ngày hôm nay bản công tử liền vô sỉ cho ngươi xem. Một đạo kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp bắn về phía vạt áo của Đinh Linh Nhi, đúng là muốn cắt quần dài của nàng. Đinh Linh Nhi kinh hãi, vừa tức vừa giận, cổ lực lượng kia trực tiếp chấn áp nàng, vô pháp nhúc nhích nửa phần. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, bàn tay hóa thành kim sắc, không chút hoang mang bắt tới, đem đạo kiếm khí kia mai một ở trong tay. Ngoá, ngươi dám quản việc của ta. Cảnh Thiểu Nghi giận tím mặt, khí thế ngập trời. Người ở bốn phía nhai đạo đều thoáng cái điên cuồng tản ra. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, gặp Đinh Linh Nhi cùng Thủy Tiên đều vây ở bên người hắn, sát khí kia càng ngày càng thịnh. Từ nhỏ đến lớn, người dám ngỗ nghịch bản công tử, không có chỗ nào mà không phải là người chết. Nữ nhân ta muốn, coi như là đàn bà có chồng cũng đừng nghĩ thoát. Người ta ghét, coi như là tộc nhân tông thân cũng phải chết. Lý Vân Tiêu, người đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt của hắn vặn vẹo lợi hại, phong độ cũng đều mất đi, còn kém thân thể không có bị lửa giận đốt cháy. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Chậc chậc, lợi hại như vậy, nhưng nơi này là Thương Minh Chi Thành a, không phải do ngươi dính vào. Hừ, Thương Minh Chi Thành, ở trong mắt bản công tử cũng bất quá là heo. Hôm nay ta liền giết ngươi, xem ai dám quản. Cảnh Thiểu Nghi cơ hồ là gầm hét. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, cao giọng nói. Thương Minh chấp pháp đại nhân, hiện tại có người nói các ngươi là heo, còn muốn công nhiên vi phạm quy củ trong thành giết ta, các ngươi là gia quản, hay còn tiếp tục giả chết ẩn núp đây. Hắn trực tiếp thi triển âm ba công, người trong phương viên vài dặm đều nghe được nhất thanh nhị sở. Người trong hư không cũng không ngồi yên nữa, không gian như nước đẩy ra, một chiếc chiến xa hiện ra. Uy thế cường đại từ trên chiến xa hạ xuống, sau đó một đạo kết giới mở ra, phong tỏa không gian chỗ mọi người. Sắc mặt Cảnh Thiểu Nghi đại biến, cảm giác mình bị Lý Vân Tiêu đùa bỡn, nhưng hắn tự ngạo, lại nghĩ tới còn có ba vị trưởng lão ở trong thành, vì vậy vẫn như cũ không sợ hãi. Vũ nhục Thương Minh,
đồng thời tùy ý phá hư quy củ, ta không cần biết ngươi là người nào, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến. Trên chiến hạm bay ra ba đạo quang mang, đem Cảnh Thiểu Nghi vây lại, trên mặt một mảnh băng lãnh. Hừ, đi một chuyến, các ngươi biết ta là người như thế nào sao? Mặc kệ ngươi là người phương nào, nhất định phải đi. Làm càn, Cảnh Thiểu Nghi cả giận nói. Bản thiếu chính là Lưu Minh Phủ Đại Công Tử, không nói đến thực lực các ngươi bụi bặm chồng chất, cho dù mạnh hơn ta, người nào dám đụng đến ta? Lưu Minh Phủ, người cầm đầu thở phào nhẹ nhõm nói. Ban đầu còn tưởng rằng là đại thế lực gì, có điều kiêng kỵ, nguyên lai là tiểu phái chưa từng nghe qua, hiện tại không cần cố kỵ, cũng không cần đi một chuyến. Hắn phất tay nói. Trực tiếp giết đi. Cảnh Thiểu Nghi. Chấm. Dạ. Hai người khác cùng kêu lên quát, liền một tả một hữu công tới Cảnh Thiểu Nghi, một người thi triển tiểu cầm nã thủ, một người là đại cầm nã thủ, đây đó phối hợp thiên y vô phùng. Cảnh Thiểu Nghi kinh sợ không ngớt, thoáng cái nhảy lên, trên người ngưng ra kiếm khí, hướng hai người chém tới. Còn dám hoàn thủ, muốn chết. Người cầm đầu sắc mặt trầm xuống, cũng xông tới, song quyền đánh ra, toàn bộ không gian đè tới. Ba người dưới sự liên thủ, uy lực kinh nhân. Hừ, một bầy kiến hôi, hôm nay bản công tử liền bão nổi giết sạch các ngươi. Chanh, một đạo kiếm minh vang lên, hàn quang lóe lên. Phanh, 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 chiêu thức của ba gã chấp pháp giả trong nháy mắt bị phá, huyết tuyến bắn lên, ba người đều kêu thảm thiết, thoáng cái bị đánh lui mấy trượng. Bất hảo, người này thực lực thâm bất khả chắc. Sắc mặt người cầm đầu trắng bệch, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ha ha, con kiến hôi, cái gì thương minh chấp pháp, ta phi, quả thực chính là heo. Trong mắt Cảnh Thiểu Nghi lóe lên sát ý, một kiếm quét ngang ra, liền muốn lấy tính mệnh ba người kia. Kiếm khí của hắn vừa chém ra, liền đột nhiên nổ lên, hóa thành một cổ lực lượng cuồng bạo tán đi, thoáng cái vô ảnh vô tung. Người nào, là ai? Cảnh Thiểu Nghi kinh hãi, cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời. Hừ, một tiếng hừ lạnh bí mật mang theo lửa giận chấn xuống. Cảnh Thiểu Nghi chỉ cảm thấy cả người run lên, sau đó quang mang lóe lên, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, còn chưa thấy rõ dung nhan đối phương, đã bị một cái tát phiến ở trên mặt, miệng đầy hàm răng tại chỗ nát bấy. Phốc, ở dưới đau nhức, hắn muốn phun ra một búng máu cùng răng bể. Nuốt vào đi, không nên ộ uế Tân Duyên Thành. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng lão giả truyền ra. Cảnh Thiểu Nghi liền cảm thấy trên miệng lần thứ hai nặng nề thoáng cái, tất cả tụ huyết cùng răng bể bị đánh vào bụng. Lại sau đó chính là cảm thấy đầu quay cuồng, phanh một tiếng liền triệt để mất đi chi giác. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão! Ba gã chấp pháp giả vội vàng che vết thương đi lên chào hỏi. Ninh Linh Nhi cũng vội vàng hướng lão giả kia hành lễ nói. Linh Nhi gặp qua Trung Hy đại trưởng lão. Lão giả chính là Vạn Bảo Lâu đại trưởng lão Trần Trung Hy. Hắn hướng Ninh Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, có chút khó chịu nói. Phi Dương đại nhân, người giấu giếm lão phu thật khổ a. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười nói. Sao đại trưởng lão nói ra lời này? Trần Trung Hy nói. Lần trước Tân Duyên Thành bán đấu giá, bị tử thần bát trùng cướp đi thần kiếm tinh diệt, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay Phi Dương đại nhân đi. Lý Vân Tiêu nói. Vốn chính là kiếm của bản thiếu, cầm lại cũng không tính quá phận đi. Trần Trung Hy ngượng ngùng nói. Điều này cũng đúng, chỉ là Phi Dương đại nhân không chịu lấy chân thân cho biết, đối với Vạn Bảo Lâu quá khách khí a. Lý Vân Tiêu cười nói. Nên biết tự nhiên không gạt được, hiện tại thân phận của ta thiên hạ đều biết. Trần Trung Hy nghiêm mặt nói. Khả năng của Phi Dương đại nhân, tại hạ từ trước đến nay kính phục. Thân phận bây giờ thiên hạ đều biết. Cũng là đại nhân cố ý để cho người thiên hạ biết đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Thế nào nói ra lời này? Phải biết rằng đối đầu của ta cũng không ít a. Trần Trung Hy cười hắc hắc nói. Phi Dương đại nhân không bao giờ làm chuyện không có nắm chặt, lấy chân thân cho thiên hạ biết, chắc chắn đã có thực lực tự vệ. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười nói. Đại trưởng lão nghĩ quá nhiều rồi. Ha ha! Hai người nhìn nhau cười. Trần Trung Hy nhìn thoáng qua Cảnh Thiểu Nghi nằm trên mặt đất rên rỉ, giơ chân dẫm lên, định trực tiếp giết chết. Chi, đại trưởng lão hạ thủ lưu tình. Tô Hồng quát to một tiếng,
đầu đầy mồ hôi lạnh chạy ra nói. Giết không được, người này giết không được, nếu không sẽ rước lấy đại phiền toái cho Thiên Nguyên Thương Hội. Đinh Linh Nhi lạnh lùng nói. Tô đại quản gia quá khoa trương đi, Thiên Nguyên Thương Hội là một phần tử của Thương Minh, có thể có đại phiền toái gì? Cảnh Thiểu Nghi này mù quáng tự đại, gây chuyện thị phi, giữ lại mới thêm phiền toái. Tô Hồng lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Tiểu thư chắc là rõ ràng thực lực người Lưu Minh phủ nhất, nếu đại công tử của bọn họ chết ở Tân Duyên Thành, không chỉ đối với Thiên Nguyên Thương Hội, thậm chí đối với Thương Minh cũng sẽ mang đến trùng kích nhất định, huống chi bây giờ là thời khắc phi thường. Đinh Linh Nhi nhíu mi, những tình huống này nàng tự nhiên không phải không biết, nhưng nghĩ tới người này càn quấy, có thể phá hư tình cảm của Vân Tiêu đại ca đối với mình, nhất thời kiên định nói. Thực lực Lưu Minh phủ cố nhiên không kém, nhưng Thiên Nguyên Thương Hội ta cũng không phải trái hồng mềm. Lúc này Trần Trung Hy cũng đại khái rõ ràng tình huống, nói. Lưu Minh phủ này chắc là lánh đời tông môn đi, danh không gặp, nhưng có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu Tô đại quản gia nói tha hắn một mạng, vậy liền trước giữ lại, chờ đại sự lần này qua đi lại xử trí. Đinh Linh Nhi nhìn Lý Vân Tiêu trưng cầu ý kiến. Lý Vân Tiêu nói, đại trưởng lão nói có lý, liền tạm thời lưu hắn một mạng, miễn cho lúc đối phó Lăng Bạch Y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này Đinh Linh Nhi mới nói, nếu Vân Tiêu đại ca đã nói như vậy, vậy cho hắn một cơ hội, nếu còn không biết hối cải, ta tuyệt sẽ không khách khí. Lúc này Tô Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế của Cảnh Thiểu Nghi, tuy rằng tính mệnh không lo, nhưng bị thương thành cái dạng này, sợ là đã chọc đại phiền toái. Trong lòng hắn nói thầm, thầm nghĩ về sớm một chút, đem cái vấn đề vướng tay này giao cho lại đại nhân xử lý. Trần Trung Hy nói, nếu Phi Dương đại nhân lần thứ hai đến Tân Duyên Thành, vậy theo ta về Vạn Bảo Lâu a, để cho lão phu tận tình địa chủ. Hắn chân thành mời. Lý Vân Tiêu cười nói, ta cùng với Linh Nhi còn có chuyện quan trọng, đại trưởng lão về trước đi, không cần âm thầm bảo hộ ta. Trần Trung Hy nói, Phi Dương đại nhân hiểu lầm, ta chỉ là trong dò xét ngẫu nhiên gặp phải mà thôi, cũng không theo dõi. Lý Vân Tiêu không tin nói, nga, vấn đề an toàn của Tân Duyên Thành đến trình độ nghiêm trọng như vậy sao, lại muốn đại trưởng lão tự mình dẫn đội. Trên mặt Trần Trung Hy lộ ra vẻ ngưng trọng nói, xác thực so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn, ngay cả bàn xấu đầu đà cũng xuất hiện. Cái gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, nói. Hai người này xuất hiện, lẽ nào hắn cũng tới? Trần Trung Hy cũng đồng dạng tràn đầy lo lắng, thở dài nói. Chẳng biết, chỉ mong không có tới, bằng không là phúc hay họa liền không nói được. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lóe ra, khá có thâm ý nói. Ngược lại nếu hắn tới, có lẽ là phúc không phải họa. Trần Trung Hy ngạc nhiên nói. Phi Dương đại nhân nghĩ thế nào nói ra lời này? Lý Vân Tiêu mỉm cười, không có giải thích, chỉ là nói. Việc này phải hỏi Vạn Thiên Nhất, ta cũng không rõ lắm. Trần Trung Hy suy nghĩ tỉ mỉ một lúc, mới nói. Phi Dương đại nhân nói chuyện thực sự là thâm ảo khó hiểu, tại hạ tự đánh giá chỉ số thông minh không đủ. Lý Vân Tiêu cười nói. Không nói chuyện này nữa, hai cái ngu xuẩn bàn xấu đầu đà này, hơn 20 năm qua vẫn còn sống, cũng coi như là tính mệnh không tệ, xác thực cũng chỉ có đại trưởng lão xuất mã mới có thể trấn nhiếp bọn họ. Trần Trung Hy đau đầu nói, chỉ hy vọng bọn họ đừng gây sự nữa, mấy ngày qua bận bịu, ta sắp lao lực quá độ rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, là Vạn Thiên Nhất bảo ngươi đi ra ngoài đi, ta đây càng không quấy rầy đại trưởng lão dò xét. Ta đã cùng Vạn Thiên Nhất gặp mặt, nếu có sự tình sẽ đăng môn bái phỏng. Nói xong, hắn liền không dừng lại nữa, mang theo mấy người rời đi. Tô Hồng vội vàng ôm lấy Cảnh Thiểu Nghi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái nói. Vị công tử này phá hủy quy củ Thương Minh, theo lý hẳn là do chấp pháp đội mang đi. Chúng ta mang hắn về tựa hồ không hợp quy củ. Hắn cũng không muốn hiện tại giết Cảnh Thiểu Nghi, để tránh ảnh hưởng đến luyện chế cửu âm cửu dương phá ách đan. Nhưng lại không muốn đem thằng nhãi này mang về Thiên Nguyên Thương Hội, chọc hắn không vui. Tô Hồng nói, cái này, không tốt lắm đâu. Lý Vân Tiêu nói, mang hắn đi mới là không tốt. Thiên Nguyên Thương Hội vốn là thành viên ban trị sự của Thương Minh, muốn dẫn đầu không nhìn quy tắc sao. Đinh Linh Nhi khiển trách,
Vân Tiêu đại ca nói cực phải, Tô Hồng ngươi làm cái gì vậy? Tô Hồng không có cách nào, chỉ phải buông Cảnh Thiểu Nghi xuống nói. Làm phiền Trung Hy đại trưởng lão. Trần Trung Hy cũng không biết thái độ của Lý Vân Tiêu, chỉ phải nói. Yên tâm đi, giao cho ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Tất cả theo quy củ làm là được, nghìn vạn lần không thể bởi vì ta hay Thiên Nguyên Thương Hội tồn tại mà phá hư quy củ. Yên tâm đi, tuyệt sẽ không phá hư quy củ. Trần Trung Hy lập tức hiểu rõ, cười ha hả nhìn theo bọn họ đi xa. Cho đến đi xa, đôi mắt mới biến thành thâm thúy, tựa hồ khá có tâm sự, tự lẩm bẩm. Tại sao người nọ đến Tân Duyên Thành lại là phúc không phải họa đây? Hắn hiển nhiên không nghĩ ra, lông mày nhăn thành một chữ xuyên. Một gã chấp pháp giả tiến lên, chỉ vào Cảnh Thiểu Nghi nói. Đại trưởng lão, người này làm sao bây giờ? Sắc mặt Trần Trung Hy trầm xuống, quát. Tự nhiên là án theo quy củ làm, bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối không thể vượt qua quy củ. Hắn đá tới một cước, khí lãng kích bắn, mặt đất nổ tung, thân thể Cảnh Thiểu Nghi bay ra, cả người mang huyết bay tới tên chấp pháp giả kia. Một chiếc phi hành khí bay chậm chậm trên không trung, trên người in dấu ấn của Thiên Nguyên Thương Hội. Lý Vân Tiêu nói, ta trước tới thành Bắc Tĩnh Nhã Thánh Địa tu luyện mấy ngày, để tránh cuốn vào các loại phiền phức, chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Linh Nhi ngươi liền tới báo cho ta biết. Hai vai Đinh Linh Nhi run lên nói, Vân Tiêu đại ca, ta cùng với Cảnh Thiểu Nghi thực sự không hề có liên quan, ngươi nghìn vạn lần đừng hiểu lầm. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến. Nhìn vẻ mặt Đinh Linh Nhi khẩn trương, có cảm giác không biết nói gì, ngượng ngùng giơ tay lên khoát trên vai nàng, khẽ cười nói. Đứa ngốc, người suy nghĩ nhiều, điều này cần giải thích sao, ta chỉ không muốn cuốn vào phong ba của Tân Duyên Thành, vô luận là luyện chế phá ách đan, hay là đối mặt Lăng Bạch Y, đều không phải là ta bằng lòng gặp. Đinh Linh Nhi tiêu trừ tâm tình thấp thỏm, tựa hồ có chút ủy khuất, viên mắt ửng đỏ, nhưng nàng kiên cường cười nói. Như vậy cũng phải. Chỉ là cùng ở Tân Duyên Thành, ta lại không thể mỗi ngày nhìn thấy Vân Tiêu đại ca. Thủy Tiên đem đầu bu lại nói. Không bằng Linh Nhi tỷ tỷ cùng chúng ta bế quan tu luyện đi. Đinh Linh Nhi cười khổ nói. Tỷ tỷ còn phải xử lý rất nhiều sự tình, thật ước ao nha đầu ngươi, vô ưu vô lự, cái gì cũng không nghĩ đi theo bên cạnh Vân Tiêu đại ca. Thủy Tiên nói lầm bầm. Nào có tốt như vậy, mỗi ngày Vân Tiêu đại ca đem ta nhốt vào giới thần bia bức ta tu luyện. Thật vất vả mới ra ngoài vài ngày. Thương hội của tỷ tỷ không phải là có rất nhiều người sao, Tô đại quản gia cũng rất lợi hại nha, để cho hắn đi xử lý thì tốt rồi. Đinh Linh Nhi khẽ động nói. Điều này cũng đúng, hiện tại thương hội là Đinh Bằng chủ trì, hơn nữa Tô đại quản gia cùng lại đại nhân phụ trợ, xác thực là đủ rồi. Nàng xoay người nói. Tô Hồng, chúng ta đi Tĩnh Nhã Thánh Địa tu luyện, ngươi về trước đi. Tô Hồng khẩn trương. Vội nói, tiểu thư trăm triệu lần không thể a, Đinh Bằng thiếu gia còn trẻ, nếu không có người chủ trì, thương hội sợ rất khó vận chuyển. Lý Vân Tiêu nói, Đinh Sơn đâu? Tô Hồng nói, hội trưởng đại nhân có việc trong người, tạm thời không ở trong thương hội. Đinh Linh Nhi nói, cha ta vì chuyện luyện đan, hối hả ngược xuôi, ít ngày nữa sẽ trở về. Tô Hồng, cha còn mấy ngày sẽ đến Tân Duyên Thành, có ngươi và lại đại nhân giúp đỡ. Đinh Bằng ngay cả vài ngày cũng nhìn không được sao. Trên mặt nàng hiện ra thần sắc không thích, thậm chí có tức giận. Tô Hồng vẻ mặt khổ sở nói. Nếu là lúc trước còn tốt, vừa rồi Cảnh Thiểu Nghi gặp chuyện không may, lúc này ba vị trưởng lão Lưu Minh Phủ ở ngay tổng bộ, ta và lại đại nhân sợ là không thể chịu được. Thủy Tiên cười nhạo nói. Các ngươi nhiều đại nam nhân như vậy cũng không thể chịu được, Linh Nhi tỷ tỷ một nữ hài tử là có thể ngăn sao. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Tô Hồng dùng tay áo lau mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng. Bị Thủy Tiên nhục mạ vài câu, cũng không muốn một mình trở lại đối mặt ba vị trưởng lão Lưu Minh Phủ, xấu hổ quy xấu hổ, tổng so với bị đối phương thịnh nộ đánh chết tốt hơn a. Ở Tân Duyên Thành tiếp đãi ba vị trưởng lão vài ngày, chỉ biết ba người này tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, một lời không hợp liền có thể lấy mạng ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Ba vị trưởng lão cũng là trợ thủ luyện chế cửu âm cửu dương phá ách đan đi. Đinh Linh Nhi giải thích. Phải, mấy tháng trước là ta dẫn người đi Lưu Minh Phủ, nói động bọn họ xuất thủ. Dù sao luyện chế viên thuốc này then chốt là âm dương bảo đỉnh, là trấn phủ chi bảo của Lưu Minh Phủ.
Cha đáp ứng rồi Đan Thành sẽ cho 1/3 định mức, bọn họ mới bằng lòng lấy ra bảo đỉnh, đồng thời phái 3 vị trưởng lão đến đây tương trợ. Hừ, sớm biết như vậy, chúng ta chỉ lấy bảo đỉnh, không cần bọn họ trợ lực. Lý Vân Tiêu nói, nguyên lai phức tạp như vậy, tài liệu luyện chế cửu âm cửu dương phá ách đan quá mức phiền phức cùng chân quý, những năm gần đây Thiên Nguyên Thương Hội sợ là bỏ ra không ít tinh lực. Đinh Linh Nhi than thở. Phải a, nhưng chỉ cần có thể luyện thành đan, đồng thời đạt được trình độ dự tính bát âm bát dương, đây hết thảy đều đáng giá. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng là như thế, chỉ bất quá, ha ha, 1/3 định mức, Đinh Sơn sẽ rộng lượng như vậy sao? Đinh Linh Nhi hơi biến sắc, biết ý của Lý Vân Tiêu, nhân tiện nói. Việc này là cha đáp ứng, cụ thể làm sao ta không quản được, chỉ cần Vân Tiêu đại ca không thiếu là được. Lý Vân Tiêu có chút cảm động nói. Nhà đầu ngốc, không nên vì ta nỗ lực cái gì. Mặc dù không có viên thuốc này, ta sớm muộn cũng có thể khôi phục đỉnh phong kiếp trước, đồng thời lại tiến hơn một bước. Đinh Linh Nhi vẻ mặt mong đợi, hai tay khoác ở trước người, tràn đầy kích động cùng sùng bái nói. Kỳ vọng sớm ngày thấy Vân Tiêu đại ca quân lâm thiên hạ. Lý Vân Tiêu sờ mái tóc của nàng một cái, nhẹ giọng nói. Ta sẽ lưu ý. Trong lòng Đinh Linh Nhi có một cổ tâm tình dị thường chảy xuôi, thân thể hơi phát nhiệt, nhịn không được gương mặt nóng lên. Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Mặt của ngươi thật là đỏ a, có phải bị thương hay không? Thủy Tiên đột nhiên kinh sợ kêu lên, vẻ mặt quan tâm. Đinh Linh Nhi đột nhiên có ý nghĩ muốn đánh chết nàng, vội vàng chuyển người qua nói. Không có gì, vừa vận chuyển nguyên công không cẩn thận ra đường rẽ. Thủy Tiên vội hỏi. Có nặng lắm không a? Vân Tiêu ca ca nhanh nhìn Linh Nhi tỉ tỉ một chút. Lý Vân Tiêu lúng túng khiển trách. Đa sự, nhiều chuyện nữa liền vào giới thần bia đi. Thủy Tiên sợ đến không dám nói lời nào. Vân Tiêu đại ca chờ tin tức của ta a. Ninh Linh Nhi đưa lưng về phía Lý Vân Tiêu nói, không dám quay đầu, mang theo Tô Hồng trực tiếp từ trên phi hành khí bay đi. Một lát sau, Lý Vân Tiêu liền tới Tĩnh Nhã Thánh Địa, thỉnh thoảng có cường giả phi hành ở trên không trung, ra ra vào vào. Thời khắc này chỗ tu luyện so với lần trước mở rộng gấp 3-4 lần, nhưng vì nhận lấy đại sự ảnh hưởng, nên thiếu một chút tĩnh nhã cùng linh tính, sinh ra vài phần ngưng trọng. Ngươi là, a, ngươi, ngài là. Người phụ trách vẫn là Tiết Hồng Đào lần trước đã gặp, vừa thấy được Lý Vân Tiêu nhất thời nhận ra, sắc mặt đại biến, mang theo vẻ hoảng sợ. Lý Vân Tiêu tựa hồ không biết dáng vẻ của hắn, lạnh nhạt nói. Cho ta một gian phòng. Hắn đem lệnh bài Thiên Nguyên Thương Hội ném tới. Dạ, dạ. Tiết Hồng Đào vội vàng đáp, không dám nhiều lời, nhanh tay nhận việc. Chọc cho bốn phía không ngừng có ánh mắt khác thường truyền đến, đều âm thầm suy nghĩ, này là đại nhân vật nào, lại để cho người phụ trách khẩn trương như vậy, thiết lập sự tình cũng trôi chảy vài lần. Lý Vân Tiêu không có ở lâu, sau khi làm xong thủ tục liền hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất ở trong đại sảnh. Tiết Hồng Đào nặng nề thở phào nhẹ nhõm, dùng tay áo lau mồ hôi hột. Hắn trầm tư một chút, vội vàng lấy ra một khối ngọc bài, lăng không đánh ra vài đạo quyết ấn. Một đạo phù văn từ trên ngọc bài bay ra, ở trên không trung biến ảo chớp động vài cái, liền tan biến. Vẻ ngưng trọng trên mặt hắn mới chậm rãi giảm bớt, lộ ra vẻ băng lãnh. Tiết Hồng Đào mở cho Lý Vân Tiêu tử phòng phi thường xa hoa, hiển nhiên là loại đỉnh cấp, bên trong tựa như ảo mộng. Để các loại khí cụ tinh mỹ, còn có cực phẩm nguyên thạch trồng chất như núi. Chỗ tu luyện này rất tốt, chỉ bất quá đối mặt áp lực lăng bạch y tới, sợ là rất nhiều người đều đã đi hết. Còn lại hoặc là bế quan không ra, hoặc ẩn đi, chính là chờ xem kịch vui. Cũng không biết lần này Thương Minh quyết định, sẽ liên lụy đến bao nhiêu người vô tội. Lý Vân Tiêu thở dài vài cái, liền đánh ra mấy đạo quyết ấn, ở trong phòng bày ra một đạo kết giới. Lấy ra giới thần bia, bay vào trong đó. Mục địch đại nhân, tại hạ có một chuyện thỉnh giáo. Lý Vân Tiêu đi tới nơi nào đó trong giới thần bia, cảm giác phía trước có một cổ kết giới lực, liền ngừng lại, cao giọng bái kiến. Chờ giây lát, ở cách vài trăm thước bay ra một đạo hoàng quang, trên không trung hoảng hốt bất định, dần dần hóa thành một nam tử khôi ngộ uy nghiêm, ngóng nhìn trông lại, không giận tự uy. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, đại hỉ nói. Chúc mừng đại nhân, có khả năng trực tiếp thần hồn ly thể. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi nói. Tinh quang hồn thể quả nhiên có chút diệu dụng,
ta hiện tại mặc dù không gửi hồn vào khôi lỗi cũng có thể đơn độc tồn tại, đồng thời tu luyện tiếp. Ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ là thu thập đủ tài liệu thần luyện thép rồi? Trong mắt hắn bắn ra tinh mang, tựa hồ có chút hưng phấn. Lý Vân Tiêu mặt toát mồ hôi nói. Không, chỉ là có chuyện thỉnh giáo. Nga, hiệu suất thật đúng là chậm. Linh Mục Địch có chút thất vọng nói. Chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân có nghe qua cửu âm cửu dương phá ách đan không? Linh Mục Địch sửng sốt nói. Bổn tọa tự nhiên nghe qua, làm sao, ngươi lấy được viên thuốc này? Thần sắc của hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại đạm nhiên, hiển nhiên mặc dù đan dược này chân quý, trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này. Lý Vân Tiêu nói. Không phải. Hắn đem nguyên do sự việc tường tận nói một lần, dò hỏi. Đại nhân nghĩ xác suất thành đan lớn bao nhiêu? Linh Mục Địch nhíu mày, nhìn trên bầu trời, tựa hồ đang trầm tư cái gì? Không thể ra đan. Cái gì? Lý Vân Tiêu run lên, cả kinh nói. Làm sao có thể, lẽ nào tập hợp 18 cửu tinh vũ đế, cũng không thể ngưng đan sao? Linh Mục Địch nói. Ngược lại không phải là không thể ngưng đan, chỉ là cái phương pháp này tựa hồ có vấn đề. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Vấn đề gì? Linh Mục Địch nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, không thể phán đoán suy luận. Ngươi cũng là cửu giai thuật luyện sư, có khả năng suy nghĩ một chút. Lý Vân Tiêu nói thầm, nếu có thể suy đoán, còn phải tới hỏi ngươi sao? Đột nhiên một mảnh kim quang sáng lên, hai tay Linh Mục Địch bấm niệm thần chú, phù văn bay lượn, ở trước mặt Lý Vân Tiêu từng cái thiểm hiện ra, từng chữ ngay lập tức huyễn diệt. Đây là... Hắn hoảng hốt nói. Đan phương của cửu âm cửu dương phá ách đan, trong tay đại nhân lại có đan phương này. Linh Mục Địch nói. Bổn tọa đương nhiên không chỉ là Bắc Vực Chi Vương, càng là thần luyện sư, có mấy đan phương thật kỳ quái sao? Lý Vân Tiêu lần thứ hai khiếp sợ, kinh hô. Thần luyện sư. Linh Mục Địch nói. Không cần ngạc nhiên, đan phương cửu âm cửu dương phá ách đan này ngươi thong thả tham tường, liền biết cái kia tồn tại vấn đề. Hắn tựa hồ có chút mệt mỏi nói. Thần hồn của ta tạm thời bất ổn, không cùng ngươi nhiều lời. Nhất thời hóa thành một đạo hoàng quang, bay đi xa xa. Lý Vân Tiêu cảm thụ được kết giới lực cũng yếu đi rất nhiều. Hắn ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp ở bên ngoài kết giới tìm hiểu, luyện phương bị hắn dùng nguyệt đồng lực mạnh mẽ in vào trong óc, hiện tại mới lướt đọc xuống. Tòa thuốc này đã siêu thoát phạm vi hiểu biết của hắn, mới vừa đọc, nhất thời hồn phách run lên, tinh khí thần cả người liền hút vào bên trong, sắc mặt si mê. Mấy ngày sau, thần sắc mê hoặc mới dần dần tan ra, trở về bình tĩnh. Chậm rãi mở hai tròng mắt, trong mắt một mảnh tinh mang chớp động. Nếu có đầy đủ tài liệu, tìm vài tên giúp đỡ là thật có thể luyện chế ra cửu âm cửu dương phá ách đan. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, thân ảnh thoáng cái trở thành nhạt, hoảng hốt tiêu thất ở tại chỗ. Trong phòng, chân thân xếp bằng ngồi dưới đất cũng theo đó mở hai mắt ra, ống tay áo vung lên, loại bỏ kết giới bố trí ở bốn phía. Ngay khi hắn vừa đứng lên, một cổ đao phong vô cùng bá đạo chém xuống. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên liền tiêu thất vô tung, chỉ còn lại có tàn ảnh cùng mặt đất bị lưỡi dao sắc bén bổ ra, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, xuất hiện ở trên một chỗ đất hoang. Bên cạnh khe rãnh có thanh sắc lôi quang lóe lên, Lý Vân Tiêu biến hóa ra, thản nhiên nói. Cái tử phòng này thực sự là không tệ, vậy mà có khả năng trực tiếp nghĩ hóa ra đối thủ công kích để tu luyện. Hừ, nếu không tệ, vậy ngươi liền hảo hảo luyện đi, đừng bạc đãi phí dụng. Thanh âm lạnh như băng vang lên, trên bầu trời lần thứ hai hiện ra một đạo đao mang, mạnh mẽ chạm xuống. Lý Vân Tiêu lần thứ hai tránh ra, thoáng cái xuất hiện ở trên trời cao, chỉ hóa kiếm khí chém ra. Hiu! Bầu trời trong nháy mắt bị đục lỗ, như vằn nước ba động, kiếm khí đánh ra một cái động sâu đen nhánh. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn, quơ đao bổ ngang đến. Đang! Hai ngón tay Lý Vân Tiêu khép lại. Lăng không nhất chỉ, lãnh kiếm băng xương đột nhiên chém ra, đem thân đao ngăn lại, chấn ra quang mang. Nga, nguyên lai là Lâu La ngươi. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói. Làm sao ngươi biết ta ở đây, đồng thời truy sát đến. Hừ, bổn tọa muốn tìm một người không phải là rất dễ sao. Người áo xám kia chính là Lăng Vân 12 đao cao nguyên, trên mặt hắn lộ ra nanh sắc, một trường vỗ trên sống dao.
lực lượng cuồng bạo tuôn ra, đem Lý Vân Tiêu đánh văng ra mấy trượng. Nói chung đi tìm chết cho bổn tọa là được rồi. Hư La đao. Bảo đao thoáng cái giải phong, dài ra 7-8 trượng, rộng 3 thước, quả đấm của hắn cầm chuôi đao chém ngang đi, trực tiếp nghiền nát huyễn cảnh nơi đây. Thiết. Lý Vân Tiêu khinh thường cười nhạt, thân thể lóe lên, liền trực tiếp đứng ở trên lưng đao của hắn, hai chân vững vàng. Quả nhiên là có tài, nhưng hôm nay ngươi chết, liền chết ở khinh địch a. Cao Nguyên cười một tiếng, nửa người trên yêu hóa, đầu biến thành xà hình, lộ ra oán độc cắn xuống. Lý Vân Tiêu cả kinh, vận nguyên lực muốn thả người bay lên, lại đột nhiên phát hiện dưới chân bị dính, lực lượng kia cực lớn. Hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy trên sống giao hiện ra hai cái trận pháp, như là vũng bùn hút hai chân, ngay cả thân thể cũng đang chậm rãi chầm xuống. Thứ quỷ gì? Lý Vân Tiêu mắng một tiếng, nhất thời trên người kim quang nảy lên, hóa thành kim thân, hai tay nắm răng nanh trong miệng xà, để cho nó không cắn được. Siêu siêu siêu. Một cái lưỡi đỏ giống như sợi dây bắn ra, trên đầu lưỡi có cương khí, nhắm thẳng vào buồng tim của hắn. Buồn chán. Lý Vân Tiêu nhướng mày, phía sau xuất hiện hai đầu bốn tay, trong đó một cánh tay nắm cái lưỡi đỏ. Ai biết đầu lưỡi kia mềm mại, giống như trường tiên quyển ở trên cánh tay, lần thứ hai kéo dài điểm tới buồng tim. Lý Vân Tiêu lại đưa ra một tay, ngũ chỉ khép lại che buồng tim, ba thoáng cái đem đầu lưỡi kia phiến phi. Giống. Cao Nguyên giận dữ, tay phải thành chảo, mạnh mẽ chộp tới. Lý Vân Tiêu đứng tại chỗ bất động, mặt không đổi sắc, một tay nắm lại, trực tiếp đánh tới. Phanh! Bàn tay to kia phách ở trên quả đấm của hắn, chấn thân thể hắn run một cái. Ha ha ha! Trong đầu rắn phát sinh tiếng cười cổ quái, lưỡi đỏ không ngừng bay lượn, nhưng không dám bắn tới, tựa hồ vừa rồi bị phách đau đớn. Lý Vân Tiêu không hiểu nói. Có gì đáng cười, chẳng lẽ ngươi cho là có khả năng làm ta sợ, quái vật so với người biến thái kinh khủng ta cũng gặp qua không ít. Cao Nguyên cười lạnh nói. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, chuôi huyền khí này của ta tên là Hư La Đao, trong đao trực tiếp thông hướng vô tận hư vô a. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, chỉ cảm thấy một cổ áp lực đập vào mặt, Cao Nguyên liều mạng ngăn chặn hắn, thân thể không ngừng chìm vào trong đao. Ha ha ha, liền vĩnh viễn bị trục xuất đi. Khuôn mặt Cao Nguyên nhe răng cười, trong mắt rắn bắn ra thâm độc cùng tàn nhẫn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy hấp lực càng ngày càng mạnh, không thể giãy ra. Hắn thất kinh, mở miệng mắng lên nói. Ta móa, ngươi như thế ba mẹ ngươi có biết không? Ha ha ha. Cao Nguyên cuồng tiếu, trong mắt rắn tràn đầy thần sắc châm chọc, kiệt kiệt nói. Còn nói phá quân vũ đế, không gì hơn cái này, thật để cho người thất vọng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu thay đổi mấy lần, cuối cùng tràn đầy khẩn cầu, xin khoan dung nói. Đại nhân bỏ qua cho ta đi, ta ngươi không oán không cừu, vì sao phải giết ta? Hừ, vì sao phải giết ngươi? Cao Nguyên cười rộ lên, khinh miệt nói. Bởi vì ngươi làm ta khó chịu, bởi vì ngươi người mang thánh khí, bởi vì bên người ngươi có nữ nhân ta thèm nhỏ dãi, bởi vì ngươi là phong hào vũ đế, bởi vì bổn tọa nhìn ngươi không vừa mắt. Bởi vì ngươi đẹp trai hơn ta, những nguyên nhân này cộng lại, bất kỳ một cái nào đều đủ để cho ngươi chết một vạn lần. Hắn hét lớn một tiếng, quát. Chết đi. Cánh tay thoáng cái bạo khởi, biến lớn gấp đôi, mạnh mẽ đem Lý Vân Tiêu đè xuống, không ngừng rơi vào hư vô trong thân đao. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu kinh khủng, kêu rên nói. Đại nhân, cầu ngươi buông tha ta, hết thảy đều dễ nói a, thánh khí cùng nàng đều có thể cho ngươi, ngươi chê ta đẹp. Ta có thể hủy dung. Hừ, chậm. Cao Nguyên cười khẩy nói. Sớm biết phá quân vũ đế không chịu được một kích như thế, không có khí tiết như vậy, hẳn nên cho ngươi quỳ xuống liếm giày cho ta a. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu oán độc, lớn tiếng quát. Ngươi không chết tử tế được, ta rơi vào trong hư vô, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được thánh khí. Ha ha ha, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Cao Nguyên cười to nói. Phàm là từ trong Hư La Đao của ta đi vào, ta đều có thể chính xác tìm được tọa độ, đợi sau khi ngươi chết ta sẽ tới thu thập, ha ha ha. Lý Vân Tiêu phát cuồng giằng co, trực tiếp trầm xuống. Hoắc, Cao Nguyên thu hồi đại đao, biến về trạng thái phổ thông, thân thể yêu hóa cũng trở về hình người. Hừ, vốn tưởng rằng phải phí nhiều trắc trở, thực sự là có tiếng không có miếng. Cao Nguyên hướng cách đó không xa nói.
Đại nhân, có khả năng đi ra à? Phong hào vũ đế cũng không gì hơn cái này, ta ngươi đều quá cẩn thận rồi. Nhưng trong hư không một mảnh an tĩnh, không người đáp lại hắn. Đại nhân, Cao Nguyên lần thứ hai hô một câu, đột nhiên có một loại cảm giác xấu xông lên đầu, giơ đao lên cảnh giác. Chuyện gì xảy ra, người nào, là ai ở bên kia? Ánh mắt của hắn thoáng cái nhìn chằm chằm một cái tiết điểm ở cách đó không xa, trong con ngươi lóe ra hàn quang. Hư la đao chém tới, một đạo đao mang như nước bay đi. Suy a, toàn bộ bầu trời thoáng cái bị chém thành hai khúc, lộ ra hư vô vô tận, không ngừng mở rộng, đem Cao Nguyên nuốt vào. Đột nhiên bốn phía xuất hiện một chút quang mang, tỉ mỉ nhìn lại, đúng là vô số ngôi sao. Chờ Cao Nguyên hoảng hốt, cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra, nơi này chẳng qua chỉ là không gian ảo thuật của Tử Phòng, dưới một đao của ta mặc dù không diệt cũng nên lộ ra sơ hở mới đúng chứ. Đó là, hắn cả kinh, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào xa xa, một cổ thây khô chậm rãi phiêu qua. Lý Vân Tiêu, chờ Cao Nguyên sợ tới mức lùi lại liền mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cổ thây khô kia, trên trán bạo xuất vô số mồ hôi. Mặc dù Lý Vân Tiêu bị nuốt vào trong hư vô cũng không có khả năng biến thành thây khô nhanh như vậy, hơn nữa hai mắt thây khô kia vô cùng yêu dị, phảng phất như đang ngó chừng hắn vậy, không ngừng phiêu qua. Hắn gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trên người rét run, hai tay nắm đao, cảnh giác vạn phần. Lý Vân Tiêu, bớt giả thần giả quỷ trước mặt ta đi. Hắn giận dữ chém xuống một đao, đao mang cực lớn như trăng non, xẹt qua bầu trời đêm, chém vào trên thây khô của Lý Vân Tiêu, triệt để đánh nó nát bấy, hóa thành hạt bụi tiêu tán. Cái này, Chở Cao Nguyên vùng đao kinh sợ nói. Đi ra, ta biết là ngươi, Lý Vân Tiêu. Có giỏi thì đi ra quyết trận tử chiến với ta. Dựa vào huyễn thuật như vậy tính là bổn sự gì chứ? Hắn đột nhiên cả kinh, thầm mắng mình chủ quan. Đồng thuật của cổ phi dương thiên hạ vô song, trước kia lúc mình chặn giết đối phương tựa hồ đã cảm nhận được một tia dị thường, chỉ có điều không quá để ý, không thể tưởng được lúc phát hiện đã bị hãm sâu vào rồi. Đi ra đây. Chở Cao Nguyên vung mạnh đao chém ra ngoài, đao mang hoa mỹ bay qua bầu trời đêm. Nhưng đổi lại là một mảnh im ắng. Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một tia sợ hãi, nếu Lý Vân Tiêu vĩnh viễn không trả lời thì hắn không phải phải đợi đến chết trong không gian hư vô này sao? Đi ra cho ta a! Chở Cao Nguyên trong lòng sợ rồi, hắn phát hiện mình căn bản không thể phá được không gian ảo thuật này, vô luận công kích như thế nào, toàn bộ bầu trời đêm thủy chung vẫn không thay đổi. Những ngôi sao kia thật giống như muôn đời đến nay, một mực chưa từng biến qua. Cho đến tương lai vô hạn. Đột nhiên một ngôi sao biến ảo, hào quang dần dần biến hóa, hiện ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, hai tay ôm ở trước ngực, khóe miệng chứa đựng mỉm cười, nói. Ta rất ngạc nhiên, vị đại nhân mà vừa rồi ngươi nói là ai? Ngươi cùng đi với ai hả? Chở Cao Nguyên giận dữ hét. Có bản lĩnh quyết tử chiến với ta, nếu ta thua liền nói cho ngươi biết. Lý Vân Tiêu nở nụ cười, nói. Ta tại sao phải vô duyên vô cớ quyết tử chiến với ngươi, ngươi là cái thá gì? Chở Cao Nguyên giận dữ, toàn bộ cổ đều đỏ bừng, quát. Vậy ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong biết được ta đi cùng ai. Vĩnh viễn sao? Lý Vân Tiêu khinh thị nhìn hắn, khoan thai nói. Ngươi có thể kiên trì đến vĩnh viễn cũng không nói sao. Có ý tứ gì? Chở Cao Nguyên nhíu mày lại, chỉ thấy thân ảnh Lý Vân Tiêu đã biến mất, chỗ kia lần nữa biến thành một ngôi sao. Lóe ra chút ánh sáng màu vàng. Tựa hồ như Lý Vân Tiêu chưa bao giờ xuất hiện qua, mọi thứ hắn thấy vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Chở Cao Nguyên cảm giác đầu óc mình có chút ngây thơ rồi, tựa hồ không thể phân rõ thực huyễn nữa, hắn giận dữ hét. Đi ra, phế vật, đi ra đây. Hư la đao mãnh liệt chém xuống, ầm ầm thoáng một phát đánh nát ngôi sao kia, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả. Chở Cao Nguyên. Thời gian trôi qua từng chút một. Không ngừng đi qua. Một ngày, ba ngày, một tháng, một năm. Chở Cao Nguyên phục hồi tinh thần lại từ trong xếp bằng, trong hai tròng mắt một mảnh thần sắc thê lương, sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi vô tận, thân thể trở nên run rẩy. Hắn phát hiện mình đã tu luyện trong không gian hư vô này suốt một năm, nhưng thực lực lại không có chút tinh tiến nào cả. Tại sao có thể như vậy? Hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi rồi. Vốn cho rằng thực lực Lý Vân Tiêu nhiều lắm cũng chỉ là võ đạo đỉnh phong mà thôi,
mình cũng là võ đạo đỉnh phong, mặc dù hơi có không địch lại, chỉ cần tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa, sớm muộn gì cũng có thể phá vỡ được huyễn thuật nơi này. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, vô luận tu luyện thế nào cũng chỉ vô dụng. Một loại buồn bực lập tức dâng lên trong lòng, hét lớn. Lý Vân Tiêu, đi ra đây, ta van ngươi, mau ra đây a. Nhưng hoàn toàn không có đáp lại, toàn bộ hư vô ngoại trừ tinh quang đầy trời ra, cũng không có bất kỳ thanh âm nào nữa. Không đúng, không có khả năng đã qua một năm, nhất định là ảo giác thời gian do huyễn thuật sinh ra. Trở cao nguyên thoáng cái tỉnh ngộ lại, lập tức an ủi bản thân. Hiện giờ có lẽ chỉ qua một canh giờ, thậm chí ngắn hơn, vị đại nhân kia nhất định sẽ ra tay. Mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, lạnh giọng nói. Đợi vị đại nhân kia ra tay, huyễn thuật vừa vỡ, ta nhất định phải đánh cho ngươi tan thành mây khói. Hắn cực kỳ thống hận, hư không cũng nhộn nhạo, nương theo sát khí vô tận. Nhưng, lại 10 năm qua đi. Trở cao nguyên. 30 năm. 50 năm. 100 năm. 300 năm. A, à, hắn bỗng tỉnh lại trong lúc ngủ say, vừa nhìn thấy vẫn là hoàn cảnh này, rốt cục cũng hỏng mất. Hắn không nhớ rõ đã qua bao lâu rồi, thậm chí rất nhiều chuyện cũng đã quên, cũng không nhớ rõ vì sao mình lại ở chỗ này, lại muốn đi đâu. Trở cao nguyên ôm đầu, châm gài tóc đứt đoạn, tóc dài lăng loạn cả lên, trong miệng phát ra thanh âm vô tận, trực tiếp dùng hai tay bóp lấy cổ mình, muốn bóp chết chính mình. Động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, tựa hồ phát hiện có gì đó không đúng, giống như có loại cảm giác bất đồng. Ở cách đó không xa có thêm một người, khí vũ phi phàm, mặt mỉm cười đang nhìn mình. Ngươi là, Lý Vân Tiêu. Một đạo thiểm điện hiển hiện trong đầu, tựa hồ chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Lý Vân Tiêu, giết ngươi, ta muốn giết ngươi a. Trở cao nguyên không chỉ nổi giận mà hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng, như muốn khóc lên, hắn đã bị nhốt ở chỗ này 300 năm a. 300 năm a, ta muốn giết ngươi. Hư la đao chém ra, lại trực tiếp theo xuyên qua thân thể Lý Vân Tiêu, không chút ảnh hưởng đến đối phương. Chậc chậc, mới 300 năm sao? Thân ảnh Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Xem ra đồng thuật của bản thiếu gia có chút lùi bước rồi, ta còn tưởng rằng đã qua 1000 năm chứ. Trở cao nguyên toàn thân run lên, bỗng nhiên khóc lớn cầu khẩn nói. Đại nhân bỏ qua cho ta đi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lý Vân Tiêu nói. Mới 300 năm đã không chịu nổi sao? Trước kia có một tên ngu ngốc trực tiếp bị ta lưu đày 10 vạn năm, sau khi đi ra ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra nữa. 10 vạn năm. Trở cao nguyên cảm thấy lạnh run, khóc tăng nói. Vân Tiêu đại nhân, ta sai rồi, ta không dám động thủ với ngươi nữa, ngươi hãy bỏ qua cho con sâu cái kiến như ta đi. Lý Vân Tiêu nói. Trước tiên nói xem ngươi sao lại đến tử phòng đối phó ta đi, là ai đi với ngươi hả? Tử phòng. Trong mắt Trở cao nguyên lộ ra vẻ nghi hoặc, dù sao hắn đã trải qua nhiều năm tháng, 300 năm đã khiến hắn quên đi rất nhiều chuyện. Ta nhớ ra rồi. Hắn thoáng cái khiếp sợ, giận dữ hét. Tô Liên Y, là tiện nhân Tô Liên Y kia, bổn tọa bị nhốt ở đây 300 năm, nàng vậy mà không tới cứu ta, đáng chết a. Lý Vân Tiêu nói. Ách, thì ra là lão yêu bà thiên nhất các kia, rõ rồi. Lần này trước hết thả ngươi, nếu còn lần sau thì nhớ rõ chính là 10 vạn năm đấy. Hắn tay giơ lên, búng tay một tiếng, hoàn cảnh chung quanh thoáng cái biến hóa. Trở cao nguyên toàn thân run lên, cảm thấy quá đỗi vui mừng. Chỉ thấy mọi thứ đã khôi phục lại, chính mình còn một tay cầm lấy hư la đao, nửa người yêu hóa, hai cái răng rắn bị hai tay Lý Vân Tiêu bắt chặt lấy. Lý Vân Tiêu hai chân dẫm trên thông đạo trận pháp hư la đao, nửa thân thể đã hãm xuống. À! Trở cao nguyên thoáng cái đã hiểu rõ ra, đầu óc dần dần thanh tỉnh, mọi chuyện vừa rồi chợt hiện trong đầu. Chi, mới chỉ chớp mắt sao? Toàn thân hắn hoảng hốt, nội tâm lạnh run, dưới một ánh mắt, một cái chớp mắt trăm năm. Sao hả, còn không thu lại răng nọc và đao của ngươi đi? Lý Vân Tiêu ba đầu sáu tay, pháp tướng kim thân, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng Trở cao nguyên giãy giụa kịch liệt, giờ phút này Lý Vân Tiêu còn hãm trong hư la đao của hắn, vừa rồi chỉ lợi dụng đồng thuật khiến mình lập tức thất thần, thoáng cái đã cảm giác qua 300 năm. Loại cảm giác này ngay cả lòng muốn chết cũng đã có.
nếu giờ hắn buông tay, có lẽ sẽ thật sự mất đi cơ hội tốt nhất giết Lý Vân Tiêu, nhưng nếu không buông. Toàn thân hắn run lên, cũng không biết mình có thể tiếp được chiêu đồng thuật tiếp theo không, nếu lại trúng chiêu thì. Thà rằng chết a. Sau khi giãy giụa chốc lát, Trở Cao Nguyên rốt cục thu hồi yêu thân, đồng thời thu đao về, nhanh chóng lùi lại tâm 10 trượng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cẩn thận vạn phần. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Mới 300 năm mà thôi mà. Sắc mặt Trở Cao Nguyên còn tái nhợt hơn vôi, cắn răng nói. Ta thà rằng chết, cũng không muốn lại đối địch với ngươi, chuyện hôm nay coi như chưa bao giờ xảy ra, cáo từ. Lý Vân Tiêu nói. Chưa bao giờ xảy ra, động thủ lại muốn chạy đi, ngươi đang nói trò cười sao? Sắc mặt Trở Cao Nguyên trở nên khó coi, nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chính chủ việc này còn ở bên ngoài đấy, ta chẳng qua chỉ là làm thuê thôi, hiện giờ cuộc làm ăn này không muốn làm nữa. Nếu ngươi không hài lòng thì từ nay về sau, Lý Vân Tiêu đến đâu, Lăng Vân Thập Nhị Đao đều nhượng bộ lui binh, sao hả? Dừng! Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Các ngươi lui hay không lui có liên quan gì đến ta? Nói hư ta sợ các ngươi không lùi vậy. Chuyện hôm nay cũng không dễ dàng chấm dứt vậy đâu, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Việc này trực tiếp quan hệ đến ta và ngươi, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Trở Cao Nguyên sửng sốt, hồ nghi nói. Đối với ta cũng có lợi, chuyện gì nói nghe một chút, không phải là giết Lăng Bạch Y đấy chứ? Lý Vân Tiêu cười nói. Tự nhiên không phải, dùng thực lực của ngươi muốn giết Lăng Bạch Y, kiếp sau đi. Hừ, Trở Cao Nguyên phẫn hận nói. Đợi bổn tọa bước vào siêu phàm nhập thánh. Lý Vân Tiêu ngưng tụ ánh mắt, nói. Ta tìm ngươi đúng là việc này. Cái gì? Trở Cao Nguyên cả kinh, nói. Chẳng lẽ ngươi cũng? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Được Thương hội Thiên Nguyên mời, ta cũng là một trong 18 tên võ đế cửu tinh. Trở Cao Nguyên trầm mặc thoáng một phát, nói. Dùng thực lực của ngươi tất nhiên có thể được một quả đan, ta không nghĩ ra ngươi tìm ta có chuyện gì. Không phải là liên thủ với ta đoạt đan đấy chứ. Trong mắt của hắn đột nhiên tuôn ra tinh mang, liếm lấy môi dưới, có chút kích động nói. Nếu là có thể đoạt hết 18 viên thuốc, vậy thì... Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, phất tay ngắn lời hắn, trực tiếp dội nước lã nói. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, có thể thành đan hay không còn khó nói đấy. Cái gì? Trở Cao Nguyên sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Lời này của ngươi là ý gì? Lần luyện đan này quan hệ đến hắn bước vào siêu phàm nhập thánh, tất nhiên phải vạn phần cẩn thận. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần khẩn trương, đợi ta từ từ nói đến. Đúng rồi, ngươi sơ sao lại bị Tô Liên Y tìm tới tận cửa rồi đối phó ta, nàng vì sao lại muốn giết ta? Trở Cao Nguyên khẽ nói. Cái này sao ta biết được? Lý Vân Tiêu sờ soạng cầm vài cái, suy tư nói. Ta và Thiên Nhất Các quả thật xảy ra chút hiểu lầm nhỏ, nhưng cũng chỉ là cực nhỏ thôi. Lão phu bà này không phải ngay cả chút độ lượng này cũng không có đấy chứ. Cũng thế, đợi lát nữa ta sẽ tự đi tìm nàng hỏi cho rõ ràng. Lập tức Lý Vân Tiêu liền nói chuyện với Trở Cao Nguyên. Sắc mặt Trở Cao Nguyên liền trở nên vô cùng chấn động, sau đó lộ ra ngưng trọng vạn phần, thật lâu không thể hóa khai. Lý Vân Tiêu nói, việc này ngươi biết ta biết. Ngươi là người thông minh, biết được nên làm thế nào chứ? Trở Cao Nguyên nhíu hai hàng mày thành một chữ xuyên, trầm mặc không nói. Sau một lúc mới nói. Ta hiểu được. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia cười nói. Kỳ thật ngươi không có lựa chọn đâu. Trở Cao Nguyên trầm giọng nói. Ta biết rõ, chính ngươi cẩn thận đấy, Tô Liên Y ở ngay bên ngoài. Ta cũng không hy vọng người có thể đánh bại ta bị người khác giết đi đâu. Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm đi, các ngươi đều chết hết ta cũng sẽ không chết đâu. Hừ. Trở Cao Nguyên trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, liền quay người mà đi, bước một bước thân thể liền trở nên trong suốt, sau mấy bước liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong mắt phải Lý Vân Tiêu tràn ra tia sáng yêu dị, cảnh tượng bốn phía thoáng cái thu vào, lập tức trở lại trong tử phòng. Cửa phòng kia mở rộng ra, còn có nguyên lực chấn động nhàn nhạt. Đúng là Trở Cao Nguyên đã rời đi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nói. Tô bà, đi ra gặp mặt đi. Hừ. Trong phòng truyền đến tiếng hừ lạnh trùng trùng điệp điệp, một chỗ không gian có chút thay đổi, một nữ tử cung trang toàn thân áo lam đứng sững ở không trung, lạnh lùng nhìn hắn.
trên sa bào màu xanh da trời của nữ tử kia thêu lên lưu vân ám hoa, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng tú lệ, cho người một loại cảm giác kinh diễm, không mang theo một tia tình cảm. Lý Vân Tiêu cười nói, Tô bà, ta và ngươi không oán không cừu, không cần phải tìm người chém ta đấy chứ. Không oán không cừu, nữ tử lạnh lùng nói, Tử Yêu Nguyên đến Tống Nguyệt Dương Thành, ta phái bao nhiêu hảo thủ đều tiêu trong tay ngươi. Mà ngay cả đệ tử Lương Ngọc Y ta coi trọng nhất cũng bởi vì ngươi mà đi Đao Kiếm Tông, bút sổ sách này chẳng lẽ là không oán không cừu sao? Lý Vân Tiêu cười nói, những hảo thủ kia của ngươi tất cả đều là đậu bức, nguyên một đám tự mình muốn chết, há có thể oán ta? Về phần Lương Ngọc Y cũng là bị tên ngốc Tu Đan Hà kia bức đi, ngày đó mỗi người đều có thể làm chứng. Sắc mặt Tô Liên Y trở nên khó coi, nói, bất kể như thế nào, Thiên Nhất Các ta thủy chung vì ngươi mà tổn thất cực lớn, khoản sổ sách này nên tính toán thế nào đây? Lý Vân Tiêu mở ra hai tay nhún vai, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn nghĩ như vậy thì tương lai chỉ có thể tổn thất càng lớn hơn thôi. Về phần tính sổ thế nào, tùy ngươi a, dù sao ngươi bây giờ lại đánh không lại ta không sợ các ngươi. Ngươi, Tô Liên Y bị bộ dáng vô lại kia của hắn chọc tức, cắn răng nói, tốt, vậy để ta xem thử, Cổ Phi Dương chuyển thế mạnh như thế nào. Tay nàng chỉ điểm xuống, một đạo cột nước liền vọt lên như hào quang kia lộ ra màu nửa tử nửa hắc, không ngừng ngưng kết trong lòng bàn tay, cuối cùng nhất hóa thành một đóa song sắc hoa, bay xuống trên người Lý Vân Tiêu. Trong song sắc hoa tràn ngập lực lượng khủng bố, khóa lại toàn bộ không gian tử phong, hơn nữa xoắn đến nát bấy. Thân ảnh gầy gò của Lý Vân Tiêu không ngừng phiêu hốt trong đó. Dưới lực xoắn kia, hàng trăm hàng ngàn kim quang bắn ra từ mặt ngoài làn da hắn. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, tử hắc song sắc không ngừng bị xé nứt, lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm một cổ phong bạo xoáy lên, tiếng động vang vọng. Phong vân do ta. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, hàn quang chớp động xuống, khóe miệng chứa đựng một tia nghiền ngẫm, đánh ra một trường. Đại phong khởi hề vân phi dương. Tất cả lực lượng đều bại lui. Thân hình toàn thân kim quang kia dần trở nên rõ ràng hơn. Song sắc hoa phanh một tiếng nổ bung, hóa thành hai cổ khói xanh lượn lờ phiêu tán, trong tử phòng khôi phục một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Tô Liên Y. Tô bà, còn muốn đánh nữa không? Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn nàng. Hừ, sắc mặt Tô Liên Y sau khi thay đổi mấy lần, liền quay người lại muốn rời đi. Chậc chậc, thực cho mình là chủ thành Tân Duyên nha, muốn tới thì tới. Muốn đi liền đi, xem bản thiếu gia dễ khi dễ rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, cong ngón búng ra, ba một tiếng một đạo hồ quang điện bắn ra ngoài. Phanh! Đạo hồ quang điện kia nổ bung trước mặt Tô Liên Y, hóa thành từng vòng lôi quang, tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, chụp xuống người nàng. Tô Liên Y kinh hãi, cả giận nói. Chỉ một đạo chỉ lôi đã muốn vây khốn ta, quá coi thường người rồi. Trường bào nàng đung đưa. Hai tay bay múa trước người, nhiều đóa hoa hoa mỹ bay ra, uốn lượn giữa hai tay. Tổng cộng hóa ra 9 đóa, Tô Liên Y đẩy song trưởng về trước. Rầm rầm rầm, 9 đóa quang hoa thoáng cái nghiền nát, lập tức lực lượng khủng bố đột nhiên bạo liệt, như sóng biển tuôn ra. Ầm ầm, lôi điện bốn phía thoáng cái bị dìm ngập, sắc mặt Tô Liên Y lạnh như băng lập trên không trung, hào quang như từng đóa hoa đua nở, chiếu rọi sắc mặt nàng vô cùng âm trầm. Nhưng bất quá lập tức, vòng hóa cực lớn kia đã bị chém vỡ, mà ngay cả ánh sáng cũng ngưng kết lại, hóa thành màu xanh da trời nhàn nhạt. Một đạo mũi kiếm nhanh như thiểm điện, hóa trọn cả gian phòng thành hai nửa. Trong trời đất tựa hồ vạn vật không còn, chỉ còn lại một kiếm này ché xuống, tất cả đều dung nhập vào trong đó. Trong mắt Tô Liên Y hiện lên vẻ hoảng hốt, nâng hai tay lên không ngừng đánh ra quyết ấn, 10 ngón bay múa, cuối cùng nhất kết xuất một đạo thủ ấn. 10 ngón đan sen trấn áp xuống kiếm phong. Trên hai ngón tay nàng hiện ra khí linh, như mãnh thú há miệng, đột nhiên cắn xuống. Long cong. Tiếng ma sát ngắn ngủi mà dồn dập, lãnh kiếm băng xương ngưng lại chỗ cách ngực Tô Liên Y ba tấc, nhưng kiếm ý và hàn khí lợi lại kia lại trực tiếp xuyên thấu vào trong. Vết máu như hoa mai nở rộ ra nhưng trong nháy mắt đã bị hàn khí đông lại. Phanh. Trên 10 ngón tay bắt lấy trường kiếm. Móng tay trên đó đột nhiên văng tung tóe, máu tươi lưu trên thân kiếm, không ngừng nhỏ xuống. Tô Liên Y sắc mặt trắng bệch,
hai mắt có chút mất trật tự và trống rỗng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Hắc, bản thiếu gia nói ngươi đánh không lại ta. Niệm ở ngươi vi phạm lần đầu, lại là nữ nhân, ta hôm nay cũng chỉ gọt sạch hai tay ngươi, xem như hơi chút khiển trách. Lý Vân Tiêu cười dữ tợn một tiếng, trường kiếm run rẩy rất nhỏ, hàn ý vô biên và kiếm khí bồng lên. Mắt thấy muốn cắt xuống, Tô Liên Y hoảng sợ kêu lên. Đừng mà, bỏ qua cho ta đi. Trên mặt của nàng sớm đã không có huyết sắc, một mảnh trắng bệch. Buông tha ngươi, Tô bà, một chén trà trước, ngươi còn muốn giết ta đấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tô Liên Y bờ môi cũng phát trắng rồi, cắn chảy đến chảy máu, nói. Phi Dương đại nhân, ta hôm nay đến thật ra là có một chuyện, ngươi buông kiếm xuống đi đã, ta nói rõ ràng với ngươi. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Ngươi cho ta là tiểu hài tử. Mắt thấy không thể giết được lại bắt đầu nói chuyện sao? Tô Liên Y vội vàng nói. Vốn ta đích thật muốn giết ngươi, nhưng cũng là một loại thăm dò, xem thử ngươi có năng lực và thực lực nói chuyện với ta không thôi. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thu kiếm vào nói. Nói đi, ta xem ngươi có thể nói ra chuyện thú vị gì bảo trụ mạng mình. Nếu không nói được gì đặc sắc, chủ nhân thiên nhất các hôm nay sợ rằng phải bỏ mạng tại đây rồi. Tô Liên Y nhìn thoáng qua vết máu màu đỏ trước ngực, lúc này mới ngẩng đầu, chậm rãi nói. Ta tìm Trở Cao Nguyên giết ngươi thật ra là vì thăm dò thực lực của ngươi, nhưng nếu không thông qua thì giết cũng sẽ giết, dù sao ngươi quả thật từng có ân oán với thiên nhất các. Lý Vân Tiêu không lên tiếng, im im lặng lặng chờ. Tô Liên Y vốn định thăm dò phản ứng của hắn, nhưng hiển nhiên phải thất vọng rồi, trong đôi mắt đối phương ngay cả một tia rung động cũng không có. Bình tĩnh nhìn vào mình, mặc dù có cũng là một tia trào phúng. Nội tâm của nàng thầm thở dài, nhưng lại có chút mừng rỡ, tiếp tục nói. Nếu ngươi có thể thắng được Trở Cao Nguyên và ta liên thủ, ta liền định làm bút giao dịch với ngươi, nhưng biểu hiện của ngươi hiện giờ còn tốt hơn ta đoán nhiều lắm. Giao dịch? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Xem thử ngươi có thể đánh bạc gì có thể mua mạng ngươi về đây. Trên mặt Tô Liên Y lộ vẻ giận dỗi. Trầm tư một lúc sau đó nói ra một lời kinh thiên động địa. Ta muốn mang theo thiên nhất các đầu nhập vào ngươi. Cái gì? Lúc này Lý Vân Tiêu rốt cục biến sắc rồi, vốn là ngạc nhiên, sau đó lộ ra vẻ khó hiểu nồng đậm. Tô Liên Y thở dài nói. Nói là đầu nhập vào, kỳ thực là muốn tìm kiếm sự che chở từ ngươi. Che chở? Lý Vân Tiêu nói. Thiên nhất các gây đại phiền toái rồi sao? Tô Liên Y lắc đầu nói. Không có. Lý Vân Tiêu nói. Vậy rốt cục là sao? Ta muốn biết che chở, ngươi nói là ý gì? Tô Liên Y nói. Ngươi cảm thấy tiền cảnh của Thương Minh như thế nào? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Tiền đồ vô lượng, như gấm như lụa. Tô Liên Y cười khổ nói. Liên Y là nói chuyện chân thành với Phi Dương đại nhân sao lại nói lời khách sáo thế chứ? Lý Vân Tiêu nói. À. Vậy trong mắt người tiền cảnh Thương Minh như thế nào? Tô Liên Y liên tục lắc đầu, một bộ bất lực, cười khổ nói. Vậy ta liền nói thẳng đi, lần này Thành Tân Duyên có thể thuận lợi vượt qua hay không vẫn còn chưa biết, cho dù vượt qua, sợ rằng cũng sẽ có biến đối lớn nghiêng trời lệch đất, cách cục thất đại thành viên ban trị sự sẽ bị triệt để đánh vỡ. Lý Vân Tiêu nói. Ta cũng có nghe thấy, lần này chuyện tuyên chiến Lăng Bạch Y Thiên nhất các người vẫn cực lực phản đối. Tô Liên Y gật đầu nói. Đúng vậy, Thương hội Lôi Phong, Thương hội Mạn Đa còn có Thương hội Thiên Nhất ta đều cực lực phản đối, nhưng ba nhà chúng ta thực lực có hạn, căn bản không thể thay đổi được hướng đi Thương Minh. Lý Vân Tiêu lăng không chộp tới một cái ghế trúc, trực tiếp ngồi xuống, nói. Đối phó Lăng Bạch Y là chủ ý do ai đề ra thế hả? Người sáng suốt vừa nhìn đã thấy bất thường, sự phát triển của Thương Minh là ở trên lợi ích. Loại tính toán cực độ không hợp này hoàn toàn chuyện lẫn lộn đầu đuôi, căn bản không phù hợp với tác phong và lợi ích của Thương Minh. Tô Liên Y bi thương một hồi, nói. Phi Dương đại nhân cũng đã nhìn ra. Lý Vân Tiêu nói. Cho nên phản đối là phi thường bình thường, không bình thường chính là bốn nhà khác vậy mà lại đồng ý. Sắc mặt Tô Liên Y thay đổi mấy lần, ngưng trọng nói. Đây cũng chính là nguyên nhân ta không nghĩ ra. Vạn Bảo Lâu chính là người đề xuất việc này, tự nhiên là cực lực đồng ý đấy, nhưng vì sao Kim Tiền Bang, Tinh Nguyệt Trai, còn có Thương hội Thiên Nguyên cũng sẽ đồng ý.
Nàng cúi đầu chậm chạp cất bước trong phòng, phối hợp mà phân tích nói. Sự quật khởi của tinh nguyệt trai quá mức đột nhiên và không thể tưởng tượng nổi rồi, ta một mực vẫn có một suy đoán, hôm nay xem ra hơn phân nửa chính xác rồi. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Ngươi nói là thế lực sau lưng nó. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, nói. Ý của ngươi là sau lưng tinh nguyệt trai còn có người khác. Chẳng lẽ là Vạn Bảo Lâu? Tô Liên Y tán thán nói. Phi Dương đại nhân quả nhiên vừa nói đã hiểu, đương kim trên đời ngoại trừ Vạn Bảo Lâu, còn ai có năng lực lớn vậy nữa? Tiếp nhận hết sạp hàng mà tứ cực môn lưu lại, sau đó giao cho tinh nguyệt trai. Nếu không phải tinh nguyệt trai là bị bọn hắn khống chế, sao lại hào phóng thế chứ? Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, trở nên trầm tư. Tô Liên Y nhìn bộ dạng của hắn, cười khổ nói. Việc này ta đã sớm có suy đoán, không chỉ có ta, chắc hẳn mấy vị hội trưởng khác cũng biết được, chỉ là Vạn Bảo Lâu thế lớn, tăng thêm hợp tác với Thần Tiêu Cung, chúng ta cũng vô lực ngăn cản. Lý Vân Tiêu nói. Suy đoán của ngươi có mấy phần nắm chắc? Tô Liên Y nói. Vốn là có 8 phần, hiện giờ sau chuyện tuyên chiến Lăng Bạch Y, ta cơ bản đã có thể khẳng định. Không chỉ có ta, hội trưởng hai thương hội Lôi Phong và Mạn Đa cũng khẳng định như vậy. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Ý của ngươi là, lần này tuyên chiến Lăng Bạch Y rất có khả năng sẽ có Thần Tiêu Cung nhúng tay vào sao? Tô Liên Y nói. Nếu không Phi Dương đại nhân nghĩ sao? Vạn Bảo Lâu ngoại trừ nhiều tiền ra, dựa vào gì để đấu với Lăng Bạch Y? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trở nên khó coi, trong lòng dâng lên một loại bực bội không hiểu. Tô Liên Y lo lắng nói. Hiện giờ Phi Dương đại nhân hiểu rõ khốn cảnh của chúng ta rồi chứ? Vạn Bảo Lâu ở ẩn tại Thương Minh nhiều năm như vậy, khổ tâm kinh doanh, không phải vật trong ao à. Sau trận chiến này, Thương Minh sợ rằng muốn nhất thống. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi muốn mượn ta lực ta chống lại Thương Minh nhất thống, không khỏi quá coi trọng ta rồi. Tô Liên Y nói. Dùng thực lực Phi Dương đại nhân giờ phút này quả thật khó có thể thay đổi thế cục, mặc dù là khôi phục đỉnh phong kiếp trước cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng hiện giờ lại khác, bởi vì trong tay ngươi có thánh khí. Cặp mắt của nàng sáng ngời, tựa hồ như trông thấy ánh dạng đông vậy, mang theo một chút kích động, nói. Nghe nói trong thánh khí tự thành thế giới, không biết thật hay giả. Lý Vân Tiêu cổ quái nhìn nàng, nói. Ngươi là muốn chuyển chọn cả thiên nhất các vào trong thánh khí sao? Cho các ngươi đi vào tránh né thoáng một chút ngược lại cũng không sao, chỉ có điều sản nghiệp thiên nhất các trải rộng thiên hạ đều bị thu hết, làm vậy có ý nghĩa gì nữa? Thân sắc hưng phấn của Tô Liên Y thoáng cái trở nên chán nản, nói. Ta sao lại không biết được, chỉ là hiện giờ ta cũng không có quá nhiều cách rồi, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Nhưng ta tuyệt sẽ không để mặc cho Vạn Bảo Lâu muốn làm gì thì làm được. Lý Vân Tiêu cười lành lạnh nói. Người đây chỉ là tự tìm đường cho mình thôi, cũng không phải là vì Thiên Nhất Các. Tô Liên Y cả giận nói. Thiên Nhất Các sẽ chống lại đến cuối cùng. Chỉ cần tất cả thành viên nòng cốt vẫn còn thì còn hy vọng đoạt lại tất cả. Cái gọi là thương hội cũng tốt, môn phái cũng tốt, không phải đều là chỉ người sao. Chỉ cần người không chết thì vĩnh viễn còn hy vọng. Lý Vân Tiêu nói. Nói rất hay, đúng là có đạo lý như vậy, nhưng vì sao ta phải giúp ngươi, hoặc là nói vì sao phải che chở ngươi. Vì thế mà đối địch với Vạn Bảo Lâu còn có Thần Tiêu Cung, đây không phải là tìm chết sao. Hiện giờ chuyện ta thân mang thánh khí thiên hạ đều biết, người muốn giết ta không biết có bao nhiều hơn hai cái này nữa thì ta có lẽ thật phải bỏ mạng rồi. Sẽ không đâu. Tô Liên Y khẳng định nói. Ngươi chính là khách khanh của Vạn Bảo Lâu, tuy rằng có chuyện trước kia, nhưng hiện giờ thời khắc phi thường, Vạn Bảo Lâu tất nhiên rất hy vọng ngươi trở về, mà quan hệ giữa đại nhân và cung chủ Thần Tiêu Cung. Ha ha. Về phần chỗ tốt nha, chỉ cần đại nhân ngươi đáp ứng. Từ giờ trở đi, Thiên Nhất Các liền thuộc sở hữu của đại nhân, mà ta chỉ là đại nhân tổng quản đi theo đại nhân thôi. Trên mặt nàng tràn đầy vẻ kiên quyết, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Lý Vân Tiêu sửng sốt nửa ngày, vuốt cằm nói. Điều kiện này quả thực mê người a, trong thiên hạ thật sự không có mấy người có thể cự tuyệt, dù biết rõ là bộ đồ, nhưng vì tài phú lớn như thế, có chết cũng đáng. Khóe miệng Tô Liên Y nhếch lên vẻ tươi cười, nói. Vậy đại nhân đã đáp ứng rồi sao? Lý Vân Tiêu vung tay lên, nói. Để ta suy nghĩ xem đã. Tô Liên Y sững sờ, nói. Điều kiện như thế,
đại nhân còn cần cân nhắc sao? Lý Vân Tiêu nói, quân tử ái tài, nhưng phải có mạng mới được. Tô Liên Y cau mày nói, đại nhân nói đùa rồi, nếu thật sự bất lực thì đại nhân trực tiếp bỏ đi xa, dùng thực lực đại nhân ai dám nói có thể chặn giết ngươi chứ? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, thiên võ giới to lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng, trên đời này người có thể giết ta không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Việc này cho ta 3 ngày thời gian, trong 3 ngày ta tất sẽ hồi đáp ngươi. Tô Liên Y vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, Liên Y ngồi đợi đại nhân hồi âm. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, việc này liên quan quá nhiều, ta không thể không cẩn thận làm việc, ngươi có biết cách nghĩ của các thương hội khác không? Tô Liên Y nói, quả thật phải cẩn thận một ít, thương hội khác thì, vốn Tử Vạn Sâm và Chu Kỳ Thủy cũng cực lực phản đối tuyên chiến Lăng Bạch Y, cùng phía với ta. Nhưng gần đây chẳng biết tại sao lại thần thần bí bí, vậy mà trở nên có chút bất hòa với ta. Nàng cau mày nói, cũng chính vì thế mới khiến cho ta càng ngày càng bất an, lúc này mới nghĩ tới tìm đại nhân che chở. À, người bị cô lập rồi sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Thế cục thương minh mặc cho ai cũng đều nhìn ra, nguyên vốn phải là cục diện đồng tâm hiệp lực đối phó Vạn Bảo Lâu mới đúng, sao lại trở thành mình ngươi cô đơn rồi? Hừ, trên mặt Tô Liên Y lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Có trời mới biết trong lòng những tên ngu xuẩn này tính toán gì. Đợi sau khi bị nuốt hết mới hối hận thì đã muộn rồi, ta thực muốn xem biểu lộ quỳ gối khóc trước Vạn Nhất Thiên Diện của bọn hắn. Lý Vân Tiêu trầm ngâm bất định, thầm nghĩ, chẳng lẽ là chuyện cửu âm cửu dương phá ách đan. Nếu có thể đản sinh ra rất nhiều cao thủ thì quả thật có thể chống lại Vạn Bảo Lâu, nhưng nếu thất bại thì sao đây? Tô Liên Y nói, xem đại nhân tựa hồ còn có tâm sự, ta liền không quấy rầy thêm nữa, tùy thời đợi tin tức tốt của đại nhân. Lý Vân Tiêu khua tay nói, người đi về trước đi, có lẽ không cần 3 ngày ta sẽ hồi âm cho ngươi. Đợi Tô Liên Y đi rồi, hắn thoáng trầm tư, cũng hóa thành một đạo quang mang vọt lên. Lóe lên liền biến mất tại chỗ. Một lát sau, trên không tổng bộ Vạn Bảo Lâu, Lý Vân Tiêu thoáng cái hiện ra, bay xuống phía dưới. Là ai? Một tiếng hét lớn từ trong tổng bộ truyền ra, sau đó liền thấy thanh mang vọt lên, đón Lý Vân Tiêu mà đi. Trong hào quang là một đạo thân ảnh hùng vĩ, trên mặt vẻ âm trầm. Dừng lại cho ta. Người nọ năm ngón tay thành chộp, một kích khóa cổ. Lý Vân Tiêu một tay ngăn đón trước người, năm ngón tay nắm thành nắm đấm đưa tới. Ba. Hai người va chạm một chưởng trên không trung, người nọ sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy trong tay nhiều hơn một vật, ngưng mắt vừa nhìn xuống, toàn thân liền run lên, thất thanh nói. Vạn Tự Vương lệnh. Một đạo thân ảnh hiện lên, Lý Vân Tiêu liền thu lệnh bài về, phiêu nhiên mà xuống, cũng không còn cản trở nào nữa. Ha ha, tới thì tới, cần gì làm ra động tĩnh lớn thế chứ? Thanh âm Vạn Nhất Thiên vang lên, nói. Vào đi. Một đạo cột sáng bay ra, triển khai trên không trung, lại hóa thành cầu vòng vắt ngang trên không. Lý Vân Tiêu cười cười, hai chân dẫm trên cầu, mấy bước liền biến mất ở trên cầu, đạo thải quang kia cũng dần dần tiêu tán. Một màn như thế cơ hồ kinh động tất cả mọi người trong Vạn Bảo Lâu, đều khiếp sợ nhìn hướng Lý Vân Tiêu biến mất, trong nội tâm nhao nhao suy đoán không thôi. Thân ảnh khôi ngô trên bầu trời cũng lộ ra vẻ mặt, sau đó trở nên ngưng trọng, trong miệng thở khẽ nói. Lý Vân Tiêu, Cổ Phi Dương. Trong một gian sảnh, trung ương đặt một đại đỉnh màu đồng thau, không ngừng có mùi thơm lượn lờ truyền ra. Vạn Nhất Thiên mỉm cười nói. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta rất vui mừng. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta đến cũng chưa chắc đáp ứng chuyện của ngươi, chỉ là nhàm chán muốn tìm ngươi tâm sư thôi. Ha ha. Vạn Nhất Thiên cười to nói. Ngươi cũng không phải người có nhiều thời gian, ngươi có thể tới, ít nhất chứng minh ngươi đối với chuyện Lăng Bạch Y vẫn rất có hứng thú. Lý Vân Tiêu nói. Ta đối với chuyện thương minh càng có hứng thú hơn. À, chuyện gì? Vạn Nhất Thiên nhướng mày nói, trong tay huyễn hóa ra xích long trượng, mũi trượng chìa xuống đất, chậm rãi dạo bước lên. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Tự nhiên là chuyện thương minh xưng bá thiên hạ. Vạn Nhất Thiên tựa hồ đã có đoán trước, chỉ nhẹ nhàng cười cười, nói. Gần đây các loại lời đồn đãi bay đầy trời, nếu không qua được cửa ải trước mắt này thì làm sao xưng bá thiên hạ chứ? Lý Vân Tiêu nói.
xem ra lòng xưng bá thiên hạ của ngươi là sự thật. Trận chiến đối phó Lăng Bạch Y này, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Sắc mặt Vạn Nhất Thiên trở nên ngưng trọng, trầm ngâm nói. Siêu phàm nhập thánh đã là đỉnh phong dưới bầu trời này rồi, Lăng Bạch Y gờ. Cường giả trong cường giả, vô luận nói nắm chắc bao nhiêu phần đều không đáng tin cậy, chỉ có thể lực cố gắng thôi. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào cặp mắt hắn, đột nhiên thở dài, nói. Vạn Nhất Thiên, ta và ngươi quen biết cũng không phải ngắn, ta sao lại không rõ ngươi chứ? Nếu là không có nắm chắc 10 phần thì ngươi sẽ không động thủ đâu. Khiến cho ta hiếu kỳ chính là nắm chắc 10 phần này, rốt cuộc là cái gì cho ngươi có dũng khí và quyết tâm lớn như thế chứ? Sắc mặt Vạn Nhất Thiên khẽ đổi, dừng ở Lý Vân Tiêu, nói. Ta làm việc đích thật là cầu ổn. Vạn Bảo Lâu cũng chính là đi từng bước một làm gì chắc đó mới có cục diện như hôm nay, nhưng ta đã không muốn yên ổn phát triển như vậy nữa. Bởi vì ta đã không còn thời gian rồi, Vạn Bảo Lâu còn có thể kéo dài mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm, nhưng ta thì sao đây? Trong mắt của hắn lóe ra hàn mang, lạnh lùng nói. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo, đáng giá Vạn Nhất Thiên ta mạo hiểm, đánh cuộc một lần như vậy. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi xác định Lăng Bạch Y nhất định sẽ đến, hay là hắn đang ở một chỗ uống hoa tửu, cho ngươi không công bể bộn hồ một hồi. Vạn Nhất Thiên cười nói. Nếu chút nắm chắc ấy cũng không có, vậy lần này ta không phải trở thành trò cười thiên hạ sao? Phi Dương, lần này ngươi nhất định phải giúp ta a. Hắn lời nói thấm thía nói, bàn tay rộng lớn vỗ vào vai Lý Vân Tiêu, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng. Lý Vân Tiêu đẩy hắn ra, nói. Chớ giả trang thâm tình trước mặt ta lại hỏi ngươi, có rảnh cầu ta, sao không bỏ chút thời gian khiến thương minh đoàn kết lại, nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, nắm chắc sẽ tăng nhiều a. Vạn Nhất Thiên có chút cổ quái nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, Phi Dương a, ngươi đang nói lời lôi kéo ta sao? Ta rất tò mò chuyện ngươi làm vậy đấy, chuyện trong thương minh ngươi chưa bao giờ quan tâm, chẳng lẽ là vì thương hội Thiên Nguyên? Lý Vân Tiêu nói. Thương hội Thiên Nguyên đã có cao nhân, không tới phiên ta quan tâm, đích thật là có mục đích, nhưng ngươi chỉ cần đáp ta là được. Vạn Nhất Thiên cười nói. Chậc chậc, giọng điệu này, cũng chỉ có ngươi mới dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi càng liều lĩnh như vậy, ta lại càng thấy được Phá Quân Võ Đế đã trở về rồi. Ngươi cũng thấy Đinh Sơn Thương hội Thiên Nguyên không đơn giản sao? Lý Vân Tiêu hỏi ngược lại. Những thương nhân các ngươi có người nào đơn giản đâu chứ? Ha ha, thương nhân thủy chung là thương nhân, sao có thể so được với phong hào võ đế chứ? Vạn Nhất Thiên không khỏi cảm khái nói. Cho dù ta tài có thể địch quốc, dầu đệ nhất thiên hạ thì đã làm sao? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi kéo đông kéo tây với ta, có phải là không tiện trả lời không? Vạn Nhất Thiên cười nói. Đối với ngươi, ta không có gì phải giấu giếm cả. Thương minh tất nhiên đi về hướng cục diện tranh phách. Trở thành đại thế lực thứ 8 trong thiên hạ, nhưng điều kiện tiên quyết là vượt qua được kiếp lần này. Về phần thái độ thành viên khác trong thương minh ra sao ta cũng không quá để ý, bởi vì bọn họ đều không đáng tin cậy, không có lực lượng đủ để ta dựa vào, hiện tại loại cục diện này hoàn toàn nằm trong dự kiến của ta. Hậu trường của Tinh Nguyệt Trai ngươi tự nhiên biết rõ, tiễn sinh của Kim Tiền Bang cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, về phần thương hội Thiên Nguyên. Ha ha! Ngươi có thu được thiệp mời luyện đan của Đinh Sơn không? Vạn Nhất Thiên mặt mỉm cười, trêu chọc nhìn Lý Vân Tiêu. Việc này ngươi cũng biết. Lý Vân Tiêu trong lòng hơi kinh, nhưng chỉ một lát đã khôi phục lại cảm xúc. Ở trong thành Tân Duyên, triệu tập 18 tên võ đế cửu tinh, đại sự như thế nếu Vạn Nhất Thiên còn không biết vậy thì tình báo thật sự quá không xong rồi. Vạn Nhất Thiên nói. Ngươi cảm thấy tỷ lệ ra đan như thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Còn không thể biết, xem ra người đối với gia đan thật sự không có lòng tin, nếu không cũng sẽ không bình tĩnh thế rồi. Ha ha, cái này cũng bị ngươi nhìn ra. Vạn Nhất Thiên cười nói. Luyện chế cửu âm cửu dương phá ách đan, dưới phiến thiên không này đây là chuyện tuyệt không có khả năng. Nếu hắn thật có thể luyện ra, dù có dâng ra chọn cả thương minh ta cũng nguyện ý. Một cái đan phương hư vô mờ mịt đã khiến lòng tự tin Đinh Sơn bành trướng tới cực điểm, chờ đợi bạo chết sao. Một khắc, hắn sẽ trở về lại với sự thật tàn nhẫn. Nhưng khi đó tất cả đã tối, thương hội Thiên Nguyên rất nhanh sẽ là vật trong tay ta thôi. Lý Vân Tiêu nói.
nhưng Đinh Sơn tựa hồ rất có lòng tin. Vạn Nhất Thiên cười lạnh nói. Rất nhanh sẽ có kết quả, ngược lại ngươi sẽ biết. Về phần Thiên Nhất Các, Thương hội Lôi Phong và Thương hội Mạn Đa, ba con tạp ngư này bị Vạn Bảo Lâu nuốt mất đã thành kết cục đã định. Đợi sau khi ta ăn tươi bốn đại thương hội này, mặc dù Tinh Nguyệt Trai và Kim Tiền Bang thoát ly Thương Minh mà đi, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Lý Vân Tiêu nói. Xem ra tất cả đều trong tính toán của ngươi, về phần chuyện đối phó Lăng Bạch Y, đợi xua khi Đinh Sơn luyện đan ta cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Tốt! Vạn Nhất Thiên Đại Hỉ nói. Ngươi cũng đừng nên ôm hy vọng quá lớn, miễn cho đến lúc đó phải thất vọng. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Ta lần này tới tìm ngươi còn có một chuyện khác, ta nghe nói hai tên béo gầy ngu ngốc Trần Trung Hy Thuyết kia cũng tới thành Tân Duyên. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên trầm xuống, ngưng trọng nói. Quả thật, ta cũng đang lo lắng vì chuyện đó, đã tăng nhân thủ đi điều tra toàn thành rồi, không biết người nọ có phải cũng tới không, mục đích lại là vì sao? Lý Vân Tiêu nói. Nếu hắn đến, có hắn giúp ngươi, chuyện giết Lăng Bạch Y sẽ càng thêm nắm chắc. Vạn Nhất Thiên nói. Làm sao ngươi biết hắn sẽ giúp ta, vì sao không phải gây phiền toái, hoặc là trợ Lăng Bạch Y? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Vậy thì phải xem thần công yếu quyết năm đó ngươi cho ta rồi. Đồng tử Vạn Nhất Thiên đột nhiên co lại, nói. Chuyện này áp trong lòng ta cũng được một thời gian rồi, một mực không tìm thấy cơ hội thích hợp hỏi ngươi. Vậy bá thiên luyện thể quyết ngươi tu luyện như thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Cũng không tệ lắm, rất tốt. À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 100.